anh và sư phụ. Đã kết thúc cuộc tình kéo dài hơn 50 năm từ nay cô ấy sẽ không còn là tiên tử vô tình cao cao tại thượng nữa, sư phụ nói không muốn giấu giếm lòng mình nữa. Cuối cùng đã dũng cảm thừa nhận, thực sự có tình cảm chân thành với anh. Trước đây cô ấy chỉ coi anh là đệ tử, nhưng bây giờ đã trở thành người yêu, còn về lý do cô ấy nói là đồng đạo thực ra chỉ là tự lừa dối mình. Cô ấy biết mình đã không còn là tiên tử vô tình, chỉ một lòng tu luyện nữa có lẽ trong lòng anh cô ấy đã không còn sự tôn nghiêm của một người thầy. Anh nói với cô ấy không cần lo lắng về điều này vì sư phụ luôn là người anh tôn trọng nhất sư phụ mắng anh vô lễ. Đây là cái gọi là tôn trọng của người sao, thế là anh liền làm điều còn vô lễ hơn sư phụ ban đầu kinh ngạc. Sau đó thì bình thản chấp nhận anh, dù sao chúng anh là bạn đồng tu, theo cách nói của người phàm thì là vợ chồng hợp pháp. Sư phụ nằm xuống nói cô ấy mệt rồi nhưng không đuổi anh đi, anh dũng cảm nắm lấy tay sư phụ. Lần này cuối cùng anh không phải nằm trên sàn lạnh lẽo nữa. Sư phụ lén mở mắt nhìn anh, cô ấy cảm thấy mình chắc chắn đã điên rồi. Cái gọi là đạo tâm lúc này đã tan biến. Chỗ này vẫn phải cắt bớt một phút các bạn hiểu mà. Lúc này phòng anh đã bị ba đại thị nữ và đần độn chiếm đóng. Trần Tiểu Khuê nói công tử Trương Nghị sao còn chưa về. Huyết cơ nói ngươi đang nghĩ gì vậy. Cô ấy chắc chắn ở lại chỗ sư phụ. Cô ấy bảo Trần Tiểu Khuê nghĩ thoáng ra. Chỉ khi cô ấy và sư phụ thảo luận xong triết lý cuộc sống. Chúng ta mới có cơ hội. Nhưng khiêm nói các ngươi thật không có trí khí. Trong đầu toàn là tình yêu nhảm nhí. Trần Tiểu Khuê nói ngươi cũng dám nói, lần trước ngươi còn lao vào dữ dội hơn ai hết. Huyết cơ nói các ngươi không thấy thiếu một người sao. Nói đến đạo trưởng Thanh Liên đâu rồi, lúc này đạo trưởng Thanh Liên đang uống rượu buồn trên mái nhà. Tối nay cô ấy thực sự hận đến phát điên, không những không đạt được mục đích. Còn làm áo cưới cho bà già nhạc sao. Cô ấy quyết định khi trời sáng sẽ lên đường đi huyết oán, lần này phải bắt được Trương Nghị. Khi trời sáng anh dậy chuẩn bị lên đường, sư phụ từ nay chắc sẽ không trốn tránh anh nữa chứ. Ai ngờ anh vừa định kéo chăn cho sư phụ, Cô ấy đột nhiên quay đầu hỏi anh ngươi tỉnh rồi à? Trời ơi sao anh vẫn còn nhát gan thế này? Sau này không phải sẽ bị vợ quản nghiêm chứ? Người phụ nữ này sinh ra đã là tiên nữ, một lòng tu luyện đạo vô tình, cuối cùng trở thành tiên tử vô tình nổi tiếng giang hồ, vô số nam đệ tử động lòng với cô ấy, nhưng tất cả đều bị cô ấy đuổi khỏi sư môn, cũng từng có các cao thủ từ khắp nơi đến cầu hôn. Còn nhiều người mang theo đầu chó muốn cưỡng ép. Kết quả tất cả đều trở thành người tử tế, ra đi rất thanh thản anh tên là Trương Nghị. Xuyên không đến thế giới tu tiên, từ nhỏ được sư phụ mang về tông môn, trở thành nam đệ tử duy nhất của sư phụ, 18 năm sau anh trở thành đại sư huynh đẹp trai vô song. Dù anh có thực lực bình thường nhưng anh phong độ người người, thổi, kéo, đàn, hát đều tinh thông cầm, kỳ, thi, nhưng Hoại mọi người chỉ xác. quan tâm đến nhan sắc của anh. Đại sư huynh đẹp trai quá anh vốn định nằm yên phát triển. Nhưng không ngờ đột nhiên thức tỉnh một hệ thống chó. Nó bắt anh phải tỏ tình với sư phụ thành công thưởng thánh thể tối cao thất bại biến thành chó. Mất khả năng sinh sản nhiệm vụ giới hạn trong 10 phút. Đúng lúc anh đang tuyệt vọng. Sư phụ đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, chưa nghĩ sao lại ngồi đây trầm tư. Bẩm sư phụ, đệ tử luôn chăm chỉ tu luyện không bị tình dục lay động. Đáng ghét, anh không dám mở miệng tỏ tình. Đã có 900 đệ tử vì động tình mà bị ta đuổi khỏi đạo tông. May mà ngươi tâm trí kiên định không phụ kỳ vọng của ta, không còn thời gian nữa anh cắn chặt răng quyết tâm sư phụ. Thực ra 18 năm qua con đã sớm có tình cảm với người, đã không thể kiềm chế muốn nói rằng con thích người, xong rồi, sư phụ nghe xong sẽ giết con tại chỗ, chưa nghĩ, ngươi làm ta quá thất vọng. Ta từng nghĩ ngươi có thể thành công, chỉ tiếc là ngươi đã động tình, tự giác tìm đường lui, triệu hồi diệp kiếm, dù ngươi đã nhập môn 18 năm, ta cũng phải cắt đứt huyết mạch của ngươi trục xuất khỏi đạo tông. Hệ thống thông báo nhiệm vụ còn lại 2 phút trong lúc nguy cấp. Anh đột nhiên nhớ lại những kỷ niệm với sư phụ, vội vàng mở miệng, "Sư phụ, người còn nhớ không, khi con 3 tuổi, người dẫn con nhập môn tu luyện, 7 tuổi con đạt đến trúc cơ. Lần đầu tiên con thấy nụ cười của người, 10 tuổi con đạt đến kết tinh kỳ. Người tự tay nấu ăn thưởng cho con, sau 15 tuổi, tu vi của con bị đình trệ nhưng người vẫn không bỏ rơi con, luôn khuyến khích con cố gắng tu luyện sư phụ im lặng lời kể của anh dường như gợi lại ký ức của người. Kiếm của sư phụ đột nhiên run rẩy mẹ kiếp, liều thôi. Sư phụ, con sẽ không ép buộc người. Nói xong, anh lao mình xuống vách đá sư phụ ngẩn người. Kinh hô, trương nghị, đó là vách đá. Trong lúc rơi nhanh, anh vẫn không quên tiếp tục trêu sư phụ. Kiếp sau gặp lại yêu người như thở ban đầu. Chết tiệt, chơi quá đà rồi. Kỹ thuật bay của anh vẫn chưa thành thạo. Hệ thống thông báo nhiệm vụ còn lại 6 giây. Anh, Trương Nghị, không chỉ biến thành mà chó mà còn bị ngã chết như chó sao không? Đây là gì? Là sư phụ không màng sống chết vì tình có cần thiết không? Không phải vì tình mà là vì sư phụ. Mặt sư phụ đột nhiên đỏ lên im miệng sư phụ ném anh xuống. Âm một tiếng anh nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, tiếng hệ thống vang lên, tỏ tình thành công. Thưởng S cấp chi tôn thánh thể. Ôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi chẳng lẽ sư phụ đã động lòng vì anh? Trương Nghị ngươi đã mất tương lai hôm nay ta sẽ đuổi ngươi khỏi đạo tông chí tôn thánh thể đã thức tỉnh sao anh cảm thấy toàn thân tràn đầy thần lực dị tượng chí tôn sức mạnh không ngừng tuôn ra sắp làm anh nổ tung anh hét lớn một tiếng một con rồng vàng từ cơ thể anh bay thẳng lên biên giới là hướng đạo tông có người thức tỉnh thánh thể người xưa nói chí tôn xuất hiện thiên hạ diệt vong nhưng đó là lời nguyền ngày tận thế của tu luyện đã đến nhân tộc xuất hiện chí tôn thật đáng sợ quân đội đầu chó đâu mau đến bảo vệ. Cái quái gì thế này sau khi hợp nhất trí tôn thánh thể thành công? Chúc mừng ký chủ đạt đến cảnh giới hoa lăng. Hắn đột nhiên thăng cấp lên hoa lăng. Trí tôn thánh thể sâu không lường được sư phụ, người thấy sao? Muốn tu luyện nhanh cần phải yêu đương nói bậy. Thiên phú và tình dục không liên quan, ngươi nên lo lắng cho an nguy của mình. Ngươi thức tỉnh trí tôn thánh thể, đã làm kinh động các môn phái đối địch chi tôn thánh thể là thể chất hấp thụ khí vận thiên hạ. Sẽ ngăn cản con đường thành tiên ta đã trở thành kẻ thù chung, tất cả cường giả chắc chắn muốn tiêu diệt ta tình hình nguy cấp. Ta sẽ đưa ngươi rời đi ta sẽ đối phó với kẻ thù, con không đi, mọi chuyện do con mà ra, sao con có thể để sư phụ gánh chịu một mình? Hừ, muốn đi, ngươi đi được sao chết tiệt, cường giả tấn công. Người phụ nữ xinh đẹp này là sư phụ của anh, nhưng nàng lại một lòng tu luyện tuyệt tình đạo vì thế nàng đã đuổi tất cả nam đệ tử còn đuổi cả những người cầu hôn nàng tất cả đều bị đuổi ra khỏi sơn môn khu vực bình luận đã mở khóa tính năng mới chỉ cần bạn bình luận ôm lấy chính mình là có thể mở khóa biểu cảm dễ thương này nhanh thử xem nào anh tên là trương nghị từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn anh là nam đệ tử duy nhất của sư phụ sư phụ đối với anh như người thân nhưng hệ thống chết tiệt lại bắt anh phải tỏ tình với sư phụ vì thế anh nhận được thánh thể tối cao từ hệ thống điều này cũng khiến các môn phái khác thù địch hừ muốn đi các ngươi đi được sao anh và sư phụ bị ba cường giả chặn đường họ là tông chủ thiên tông đại trưởng lão địa tông thanh liên đạo trưởng và phong thừa chủ phong vô cực sư phụ không do dự bảo vệ anh phía sau chuyện của đạo tông liên quan gì đến các ngươi lo chuyện bao đồng dựa vào khí tức mà nói người thức tỉnh là trương nghị đúng không hắn theo ngươi lão bà này Thật phí chi tài. bằng giao cho địa tông ta bồi dưỡng ta có thể cho hắn đặc quyền phúc lợi đệ tử của ta là rồng phượng trong người sao có thể để mắt đến ngươi lão yêu bà sư phụ nói đúng lão bà này còn châu đế và phong vũ cực cũng đều mở miệng chiêu mộ anh láo sược đệ tử của ta sao có thể để các ngươi tranh giành trương nghị dù có rời đi cũng chỉ có thể bị ta đuổi thông minh như ta sao không biết mưu đồ của các ngươi các ngươi muốn thông qua ta hấp thụ khí vận sau này qua cầu rút ván đúng không đồ trang sức quốc tế tặng cho họ cũng không biết họ có hiểu không muốn ta gia nhập các ngươi mơ đi ta mãi mãi là người của sư phụ nguyệt giao lúc này đang tỏ tình với bác không uống rượu mừng lại muốn uống rượu phạt thằng nhóc không biết điều ta nói một câu nặng nề họ ba người chuẩn bị dùng biện pháp mạnh ta trước đó không tiếc mạng sống tỏ tình bây giờ lại chứng minh lòng trung thành và dũng cảm của mình lúc này ánh mắt sư phụ nhìn ta thật khác với bình thường chẳng lẽ đạo vô tình của sư phụ sắp bị phá vỡ trương sư đệ ngoan ngoãn làm nô lệ dưới chân ta đi người đầu tiên ra tay lại là yêu đạo xinh đẹp hóa ra muốn dùng ta làm nô lệ hai người còn lại thấy vậy cũng không chịu thua kém tất cả đều lao về phía ta láo xược sư phụ lập tức chắn trước mặt ta sư phụ quả nhiên không địch lại ba người liên thủ sư phụ đừng lo con đến giúp người ta dùng sức mạnh vừa thức tỉnh của thánh thể tối cao đánh về phía ba người dù có thể cản được họ nhưng điều này cũng khiến họ càng tham lam hơn ba người đều tăng cường sức mạnh một tiếng nổ lớn là sư phụ đánh họ lùi lại sư phụ người bị thương rồi ta không sao sư phụ bảo vệ ta mà lại mạo hiểm điều này khiến ta cảm thấy đau lòng lão bà ngươi không còn sức nữa mau giao trương nghị ra đây chỉ cần ta nguyệt giao còn một hơi thở các ngươi đừng hòng mang trương nghị đi không được không thể vì ta mà liên lụy sư phụ và đạo tông. Ta, Trương Nghị, một mình, đối phó một mình, các ngươi đều đến đây đi có gan thì rời khỏi đạo tông đi, yên tâm. Chúng ta sẽ không động thủ với ngươi, đồ khốn, ngươi muốn bị họ luyện thành đan dược sao? Nhưng ta còn có cách nào khác. Thấy sư phụ sắp tiếp tục liều mạng với họ. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên đó là gì? Chỉ thấy thiên cung biến thành mây hóa ra là bí kíp truyền thống là hướng của thiên tông ta đệ tử của ta thức tỉnh thánh thể trường đường lại thêm một thánh thể giới tu tiên này thật tuyệt diệu thánh thể tối cao gì chứ thiên tông ta có thánh thể trường đường đây mới là tương lai thực sự lũ kiến hôi ghen tị đi ta đi đón thiên tài thế hệ mới đây châu đế nói xong liền bay về phía thiên tông liên minh ba người lại tan rã rồi châu đế là người mạnh nhất trong ba người anh ta vừa đi hai người còn lại hoảng loạn hai người họ cộng lại cũng không đánh lại sư tôn hiện tại hai thánh thể lớn đang kìm chế lẫn nhau, khủng hoảng vận mệnh cũng được giải quyết. Chúng ta cũng xin cáo tử, hai người đó lại quay lưng bỏ chạy. Mụ yêu bà dám đắc tội với đạo tông mà còn muốn chạy. Ta nắm chặt lấy đôi chân đẹp của thanh liên, chân của anh ta lại trơn như vậy chỉ xé được một mảnh tất đen. Ồ, trương sư trực đang làm gì vậy? Người phụ nữ này thật sự là một tiểu yêu tinh gợi cảm. Ta là một thiếu niên chưa từng trải qua chuyện đời. Làm sao chịu nổi điều này, ngay lập tức không còn tức giận nữa. Chàng trai đẹp, lần sau gặp lại ta sẽ không khách sáo nữa, nhất định sẽ vắt kiệt ngươi. Mụ yêu bà lần sau nhớ mua đôi tất chắc chắn hơn. Sao anh lại có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó với anh ta nhỉ? Đột nhiên trong đầu anh vang lên một tiếng đinh. Lại là hệ thống kích hoạt nhiệm vụ thiên mệnh. Lấy được quần áo sát thân của thanh liên đạo trưởng, phần thưởng thành công là một viên đại đạo quả. Thất bại sẽ tăng giá trị xui xẻo thời hạn 3 ngày. Hệ thống chết tiệt này mảnh tất đen không đủ sao. Còn cần gì quần áo sát thân nữa đây lại là muốn anh đi tìm chết à? Chưa Nghị, hôm nay cậu thật sự khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng chuyện cậu tỏ tình với anh vẫn chưa tính sổ đâu. Bị ra một năm hoặc bị đánh không roi cậu tự chọn đi. Anh vội vàng chuyển chủ đề. Sư Tôn, con có một kế, con có thể mượn danh lợi để lấy đệ tử của lão yêu bà Thanh Liêm làm mục tiêu, thăm dò thực lực của đệ tử bọn họ. Tiện thể nuôi dưỡng uy danh của đạo tông chúng ta cũng tốt, hiện tại không bằng tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên hóa giải nguy cơ, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ con còn phái thêm một đệ tử xinh đẹp đi cùng con đệ tử xinh đẹp. Chắc chắn là một sư muội ngọt ngào và quyến rũ, ôi trời, thật tốt quá, rốt cuộc là ai đây, là đệ tử yêu quý của đại trưởng lão, Trương Lạc Yến, cái gì, tiêu rồi, tiêu rồi sao lại là đồng đội lợn đó chứ. Không ngờ tiền bối thanh liên lại chủ động như vậy, vừa đóng cửa lại đã muốn luận đạo với ta, ta đành phải nói muốn tắm trước để kéo dài thời gian, ai ngờ hắn lại muốn cùng ta tắm uyên ương. Nhân lúc hắn cởi đồ trước, ta cuối cùng cũng chờ được cơ hội tốt để trộm nội y của hắn cách đây nửa ngày. Ta và sư muội Trương Lạc Yến cùng xuất phát đến Địa Tông. Đại sư huynh, ngươi nghĩ ta có cơ hội thức tỉnh thánh thể không? Đại sư huynh, sao huynh không nói gì? Trương Lạc Yến là một đại la trong truyền thuyết, thường gọi là đa nhục la, nghe nói mọi người đều đặc biệt thích loại này. Cũng không biết là thật hay giả, các bạn sắc hữu sao không để lại bình luận cho ta biết sự thật, một người không thích, hai người thích. Ai thích ta sẽ giới thiệu cho thật là phiền chết ta rồi. Dù sao so với, ta vẫn thích nhất là loại của sư tôn. Đại sư Huynh, nghe nói Huynh đã đột phá hóa linh bảy. Có thật không? Im miệng, lần này ra ngoài với ta có ba yêu cầu. Một, không được nói lung tung, hai không được tự ý hành động. Ba, mọi thứ phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Hắn ngoài việc nói nhiều còn là một kẻ ham ăn. Lần trước cùng nhau ra ngoài rèn luyện, hắn lại dám đi trộm đan dược của ma giáo, hại ta bị truy đuổi mấy trăm dặm thật là một đồng đội heo, đại sư huynh, người thức tỉnh thánh thể, là đệ tử Thiên Tông, Diệp Hạo Nhiên. Sư huynh phải cẩn thận đấy, từng có lần trong một cuộc văn đấu, Diệp Hạo Nhiên đã thua ta. Hắn luôn ôm hận trong lòng với ta, giờ đây hắn đã thức tỉnh thánh thể, sau này chắc chắn sẽ dùng vũ lực để báo thù, chí tôn trùng trùng. Hai đại thánh thể tương sinh tương khắc. Đây có phải là số mệnh không? Sư huynh nghe nói địa tông có nhiều đồ ăn ngon lắm. Có thật không vậy? đừng có mà nhắc đến ăn uống với ta nữa lần này nếu dám hại ta lần nữa tuyệt đối không tha cho người ở đằng xa sư tôn nhạc diêu đang nhìn cảnh hai chúng ta đùa giỡn hai đứa nhỏ này thật hòa thuận sư tôn người đang đủ sao phải là hạt nhân của vũ khí hạt nhân mới đúng chứ nhưng tại sao trương nghị trước đây lại xúc động như vậy liêu mạng cũng muốn tỏ tình với ta chẳng lẽ tình cảm thực sự quan trọng đến vậy sao cuối cùng cũng đến địa tông rồi người chào đón nhiều quá nhỉ hóa ra ca ca ở các môn phái khác lại được chào đón như vậy sao xem ra dù đi đến đâu mọi người vẫn chỉ quan tâm đến nhan sắc của ta thôi nói đến cô gái ở góc dưới bên phải quần của cô là sao vậy nhìn là biết gián điệp của kẻ địch hơn nữa còn là loại cận bã chuyên cướp sư muội của chúng ta gián điệp không thể nào anh ta đẹp trai như vậy tuyệt đối không phải gián điệp quả nhiên chỉ cần đẹp trai tam quan theo ngũ quan mà chạy trương sư trực đại giá quang lâm không kịp đón từ xa là thanh liên đạo trưởng ta nên tìm cơ hội ra tay thế nào đây sư huynh cô ấy to quá im miệng ngươi nói gì mà hổ báo thế tính theo tỷ lệ thì ngươi còn khí thế hơn luận đạo thì theo ta vào cửa nói chuyện trong phòng riêng nhé vậy thì không khách sáo nữa anh ta định dẫn ta đi đâu đây tiền bối tại sao chỉ cho mình ta đi theo sư muội của ngươi còn nhỏ đạo hạnh chưa đủ ngươi và ta mới là tổ hợp luận đạo tốt nhất thì ra là vậy ta có hiểu sai về luận đạo chính kinh không sao ta cảm thấy như cừu non vào miệng có vậy, đây lại là phòng ngủ. Thanh liên đạo trưởng quay tay đóng cửa lại. Do Ngọc Trương một tiếng bốn tiếng hét, từ đó trong mắt không còn ai, Trương Thế Trực, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Quả nhiên không đơn giản, con trai ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Quá đỉnh. Đừng vội, vào chủ đề chính đi. Tắm xong rồi luận đạo sao, cũng được, vậy thì cùng tắm. Cùng nhau tắm uyên ương ta đi chuẩn bị cánh hoa tắm trước, ngươi mau theo sau, đừng để ta đợi lâu. Tiền bối cho một vạn sao. Thanh liên đạo trưởng đã cười trước rồi, làm sao đây? Hôm nay thực sự phải làm đỉnh đầu sao? Đây là ai tổ chức kỵ sĩ thánh quang? Mau cắm ra ngoài cho ta. Hôm nay anh ta mặc tất đen có vẻ chất lượng không tệ. Ta biết chắc chắn không thể bị anh ta dụ dỗ, vì vậy che mắt lại, niệm thầm không nhìn. Theo dòng chất lỏng ấm chảy ra từ mũi, dục vọng của ta cũng giảm đi không ít. Anh ta tự mình tắm trước rồi, cơ hội tốt, tìm mãi không thấy. Được tất cả không tốn công sức, lão yêu bà, ta lấy quần áo của ngươi. Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. Trương Nghị, lão nương sẽ không tha cho ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng một quả đại đạo. Đại sư huynh cứu ta, quá đỉnh, đại sư huynh. Ta chỉ hái một quả trên cây ăn thôi. Họ đã đuổi giết ta, kẻ ham ăn này lại gây họa cho ta, thôi cùng chạy đi, sao nhiều người thế? ngươi cũng quá gây thù hận rồi, sư huynh tại sao cũng đang chạy, chuyện này nói ra thì dài lắm, thiếu chủ. Chính là cái tên đa nhục la trộm ăn xương heo của chúng ta. Đây là con gái của tông chủ địa tông, quân vô diễm. Chết tiệt, lại gặp phải yêu nữ biến thái này, cô ta nổi tiếng là kẻ bạo hành. Em gái thối, chúng ta lại gặp nhau rồi, yêu nữ hóa ra là ngươi. Hai người này lại quen nhau, thật là oan gia ngõ hẹp chú ý xem đa nhục lô ly chiến đấu với thiếu nữ quyến rũ, thù hận lại đến từ một cây kẹo hồ lô. Đa nhục lô ly trương lạc yến, lại mang theo thanh đại bảo kiếm. Nhưng ngươi rút kiếm từ đâu ra vậy? Cái gì? Không chỉ một cây, chia sẻ với các ngươi một bí mật, ngoài việc bình luận ôm nhau, tự mình đăng cái này cũng có thể mở khóa biểu cảm mới. Mau thử đi. Cô gái răng hổ không bao giờ lừa người, em gái thối chúng ta lại gặp nhau rồi. Yêu nữ, hóa ra là ngươi, hai người các ngươi làm sao mà dính líu với nhau, hừ lần trước xuống núi. Yêu nữ này đã cướp mất kẹo hồ lô phiên bản giới hạn của ta, ta đuổi theo cả nửa ngày mà vẫn không bắt được hắn. Chậc, chẳng phải chỉ là cây kẹo hồ lô thôi sao, nhìn ngươi keo kiệt kìa, kìa. Rõ ràng là ta mua mà. Người ta thường nói phụ nữ là những kẻ ăn uống bẩm sinh. Người xưa coi thường, ta cũng muốn chuyển chủ đề. Hôm nay ngươi ăn trộm trái cây của đệ tử ta, đáng bị trừng phạt nặng. Xịt, xịt, chưa ta, ta chưa nghị, sẽ cùng ngươi, không cần phải rút đao đối đầu chứ. Khi chất anh hùng cứu mỹ nhân của ta vừa tản ra một chút, ánh mắt trương lạc nhạn nhìn ta lại không đúng rồi đại sư huynh xin lỗi ta đã liên lụy ngươi rồi đứa trẻ này sao vậy thật không ngờ lại rơi nước mắt đây là lần đầu tiên hắn nhận sai hắn đột nhiên đưa tay xuống dưới nhưng nếu phải bồi thường thì trước tiên hãy để hắn xin lỗi ta thuật ngôn từ chỉ thấy trương lạc nhạn vung lên một cây kẹo hồ lô khổng lồ còn lớn hơn người thật là bá khí ngút trời giống như một vị tướng đang vung thanh bảo kiếm lớn của mình nhưng vấn đề là ngươi lấy nó từ đâu ra vậy ta là thánh thể tối cao mà cũng không nhìn rõ. Vậy để ta xem, ngươi có đủ tư cách để ta xin lỗi không? Quân vô yến cũng không chịu thua kém, chỉ thấy Loli và võ mỹ nữ cứ thế đứng cạnh nhau. Cảnh tượng này thật là cuồng bạo. Ta thể sau này sẽ không tranh ăn với phụ nữ nữa. Nhưng nhân cơ hội này, để trương lạc nhạn chiếm lấy viên đá ốc thịt này. Nhân tiện giảm cân và điều chỉnh cấp độ ban đầu thành luyện khí. Hỗ trợ kết tinh cơ bắp, tinh đơn hóa linh, nguyên âm hóa thần. Độ kiếp, hai người phụ nữ này đều ở giai đoạn tinh đơn, chỉ có thể so sánh kỹ thuật pháp thuật, cuộc so tài về sức mạnh lại là Loli mị thắng. Xem ra có chút thịt cũng cần thiết đấy. Thực lực không tệ nhỉ, đáng tiếc ngươi gặp phải ta, Quân Vô Yến, chỉ thấy đao của Quân Vô Yến, không ngờ lại biến thành một cây roi, tựa như một con rắn có vảy đang quấn quanh người anh ta. Bớt tự luyến đi, yêu nữ. Loli mị hai tay cầm chặt cây kẹo hồ lô lớn, bảo kiếm chém mạnh xuống, Quân Vô Yến vung roi thép, lưỡi rắn quấn quanh, tiếng hét của cô ấy kẹo hồ lô không ngờ lại bị roi thép đánh nát lần này xem ngươi làm sao phản đòn còn sớm lắm siêu cấp nhân đôi anh đi đây trương lạc nhạc không ngờ lại rút ra hai cây kẹo hồ lô nữa thuật vẽ khổng lồ kép không ngờ hắn lại là người sử dụng song đao ngươi đồ tham ăn rốt cuộc mang theo bao nhiêu kẹo mà đông. trên đường không ăn không ngờ lại giấu ở vị trí đó cũng không có mùi kiếm khi pha pháp sức mạnh của hai cây kẹo hồ lô quả nhiên kinh ngạc tốc độ thật nhanh chỉ có thể ứng tuyển thôi một tiếng nổ lớn quân vô yến bị đánh bay ra ngoài tuy nhiên hắn không rơi xuống đất một bàn tay mảnh mai đã đỡ lấy hắn chỉnh sửa đánh nhau đến mức vừa đủ hóa ra anh trai là con của tông chủ đế tông quân vô ngạo thằng nhóc này giống như ta cũng là cảnh giới hóa lâm thực lực chắc cũng không tệ sư huynh trương phong thái vẫn như xưa tại hạ tự thấy không bằng nhưng sư huynh trương dung túng em gái mình làm tổn thương người khác e rằng không thể không đâm đao kiếm vô tình bị thương là điều khó tránh khỏi còn nữa, Trương Lạc Nhạn không phải em gái anh. Thực ra cô ấy không phải, chưa kịp để anh nói hết. Cô bé này lại nhập vai ngay lập tức, nước mắt to như hạt đậu nói chảy là chảy. Tim anh đau quá. Uống đến mức không nhận ra cả em gái ruột sao, vậy nên tình yêu sẽ biến mất, đúng không? Hu hu hu, nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh. Ôi trời, sao cô bé này đột nhiên nhập vai diễn viên thế này? Đừng có mà giở trò, hai người đều họ Trương. Còn nói không phải anh em sao? Tại sao Trương Nghị không thừa nhận quan hệ anh em? chẳng lẽ cô ấy đã phá vỡ ràng buộc tình thân, đã đến giai đoạn thân mật hơn. Dù thế nào đi nữa, nuôi chiều em gái là lỗi của anh trai, đáng lẽ phải chịu tội và bị phạt, chết vì thần công, tránh xa ra để anh đối phó với hắn, những gì học được bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể sử dụng. Sáu ngón tay thông thiên, phá cho anh. Anh trai còn chưa dùng hết sức mà em đã không chịu nổi rồi sao? Sư huynh thật lợi hại, anh trai uy vũ bá khí đẹp trai, cùng là giai đoạn đầu của Hoa Linh tại sao hắn có thể áp đảo anh, chẳng lẽ là sức mạnh của thánh thể tối cao? Trời ơi, trận đấu này không nhỏ đâu. Không ổn rồi, lão yêu bà Thanh Liên đuổi tới rồi, còn chưa tính đến. Tại sao Trương sư trực lại trốn đi, có phải không coi anh là trưởng bối không? Chị lớn lại đến rồi, hỏng rồi, vừa rồi tiêu hao nhiều linh khí, sợ là không thể thoát thân, phải làm sao đây? Anh từng là một học sinh kém, bây giờ lại trở thành sư phụ, dẫn dắt một tông môn. Tông chủ thiệu đối với anh Lý Tịnh rất trọng đại trưởng lão từ nay không lấy ai khác ngoài địa anh địa tử môn nhân hô vang như sóng biển ngay cả trời đất cũng thay đổi mặt trời đổi thành mặt trăng mây hồng rực rỡ sư tôn ở xa ơi có thấy không chia sẻ với các bạn một bí mật ngoài việc bình luận trong khu vực bình luận tự mình đăng cái này cũng có thể mở khóa biểu cảm mới nhanh đi thử đi cô gái răng hổ không bao giờ nói dối hãy ngoan ngoãn theo anh đi luận đạo đừng ép anh phải dùng vũ lực tiên bối thanh liên muốn anh luận đạo gì luận đạo nào tất nhiên là luận kinh điển của đạo môn luận ba ngàn đại đạo chết tiệt ở đây nhiều người mắt nhìn khắp nơi không thể lộ mục đích thật sự nếu không danh phận trưởng lão thánh khiết của anh đạo cần luận đã luận xong với tiền bối rồi bây giờ anh và sư muội không còn tâm trạng ở lại lâu xin cáo từ trước phải nghĩ cách làm giảm khí thế của trương nghĩa nếu không mặt mũi của đệ tông chủ sẽ mất hết con vịt trong miệng cũng tuyệt bay đối mất. không thể để như vậy trương sư huynh nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng không muộn anh và anh đều là người có tài văn chương xuất sắc Sao không uống rượu vui chơi, ngâm thơ đọc từ một chút thế nào? Trời ơi, người này lại muốn thi ngâm thơ với anh. Không biết anh là người xuyên không sao? Anh là tài tử đứng đầu trong bốn tài tử của địa tông, thi văn chắc chắn thắng Trương Nghĩa cũng tốt. Lấy sư kết bạn, rất có ích, dù sao anh cũng đã học qua 9 năm giáo dục bắt buộc, không thể thua anh ta về thơ tử. Nếu vậy, mời Trương sư huynh lên lầu. Hôm nay Trương Nghĩa không muốn rời khỏi địa tông, định trở thành món ăn trong đĩa của anh. Nghe nói Trương Nghĩa muốn thi làm thơ với đại thiếu chủ. Hừ, Trương Nghĩa chỉ có vẻ bề ngoài, hoàn toàn là tự chuốc lấy nhục. Thật muốn thưởng thức tài văn chương của Trương Sư Huynh. Tài văn chương của Trương Sư Huynh. Chắc chắn hoàn hảo như vẻ ngoài của cô ấy. Trương Sư Huynh, anh kính trước một ly, thảo nào phải lên lầu. Đệ tử địa tông đều đã đến rồi. Đây là muốn làm anh mất mặt trước công chúng hai người phụ nữ này đang thi ăn uống sao không phải chứ ăn cơm cũng cạnh tranh thế này rượu qua ba vòng rất vui vẻ anh sẽ lấy rượu làm đề tài trước tiên ngâm một bài thơ vậy thì đại thiếu chủ bắt đầu trước anh xin rửa tay lắng nghe cùng quân một chén rượu đối ẩm giữa trời đất nâng chén bàn đại đạo ngâm thơ say thành tiên thơ hay đại thiếu chủ tài văn chương tuyệt vời thử xem câu thơ của đại thiếu chủ dẫn ra linh khí trời đất Đại thiếu chủ thật là thiên nhân, anh trai ngâm thơ trông thật đẹp trai, hừ, không đẹp trai bằng anh Trương nghĩa của anh. Trương nghĩa lần này chắc chắn thua, dù tài văn chương của anh ta cũng không tệ, nhưng luận về thơ tử. vẫn là Quân Vô Ngạo hơn một bậc. Trương sư huynh thấy thế nào? Cũng khá tốt. Rất có tinh thần, trong giới tu tiên, sáng tác thơ từ thượng đẳng sẽ dẫn đến dị tượng trời đất, thậm chí có thể dùng trong chiến đấu, Quân Vô Ngạo ngẫu nhiên làm thơ cũng có thể dẫn ra linh khí trời đất. Anh phải nghiêm túc đối đáp, anh xin chen một câu. Trương sư huynh tài hoa xuất chúng, sao không lấy niềm vui của sư tôn nhạc giao của anh, làm một bài thơ tử? Hừ, ban ngày, xem anh làm sao viết ra cảnh đêm trăng, đột nhiên nghe đinh một tiếng, hệ thống phát hành nhiệm vụ, sáng tác thơ tại chỗ, làm cảm động quân vô ngạo và đạo trưởng Thanh Liên, thành công thưởng 20 điểm pháp lực. Thất bại sẽ giảm tốc độ suy nghĩ của não, thực hiện trong 15 phút. Ồ không, còn có phần thưởng từ hệ thống vậy thì anh phải nghiêm túc rồi lời của đạo trưởng thanh liên rất hợp ý anh lần này nhất định phải làm họ tâm phục khẩu phục nói về thơ từ chương dịch là đỉnh của đỉnh anh chắc chắn sẽ thắng vậy thì xin mời kỹ thuật hồi tưởng kiến thức trái đất của lisa gọi trái đất cấp tốc như lệnh có rồi anh có một bài thơ muốn dâng tặng mọi người cũng dâng tặng sư tôn nguyệt giao của anh minh nguyệt kỷ thời hữu bà tửu vấn thanh thiên trời bắt đầu tối lại câu thơ của sư huynh trương dịch cũng đã gây ra một tiếng vang trời đất không thể nào mới chỉ ngâm một câu thôi mà bất tri thiên thượng cung khuyết kim tịch thị hà niên ngã dục thừa phong quy khứ hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ cao sứ bất thắng hàn trên trời hiện ra trăng và cung điện thật là kỳ tích Ba ngày hiện trăng sao có thể như vậy văn tài thật tốt ấn tượng thật tốt, không hổ danh là trương dực của thánh thể tối cao, mặt trăng này vừa to vừa tròn. Trông có vẻ rất ngon. Khởi vũ lộng thanh ảnh. Hoa tự tại nhân gian. Chuyển chu các đê khải hộ. Chiếu vô miên. Không nên có hận, hướng địa tông xuất hiện cảnh đêm trăng. Xem ra có người thể hiện văn tài và tạo ra sự cộng hưởng với trời đất chẳng lẽ là trương dịch, không biết vì sao. Anh thấy cảnh này lại có chút buồn rốt cuộc là vì sao hà sự trường hướng biệt thì viên nhân hữu bi hoan ly hợp nguyệt hữu âm tình viên khuyết thử sự cổ nan toàn thật buồn lại nhớ đến những cô gái đã theo đuổi năm đó sư huynh trường dịch có lẽ là người anh không bao giờ có được thật là câu thơ tuyệt mỹ làm cho trái tim lo lắng của anh lại ẩm ướt trở lại trong lòng anh thật chua xót câu thơ đẹp như vậy tại sao lại dâng tặng cho Nguyệt Giao? Người phụ nữ thật dạ là đó. một câu âm tình viên khuyết, giống như anh thích Ngô Diễn, nhưng cô ấy lại là em gái của anh. Đan nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên, sư huynh trương dịch thật văn tài, dưới lầu các các đệ tử đều hò reo như sóng biển. Anh đã chinh phục được một chương sư huynh của Đông môn, tuyệt vời, tuyệt mỹ. Anh tự thấy không bằng, chỉ là so tài văn học thôi. Anh và anh không phân cao thấp, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 20 điểm pháp lực cất cánh thôi, hệ thống trong tay. Pháp lực anh có, hóa ra kẻ hề lại là chính anh. Ban đầu muốn làm khó anh ta, lại để anh ta làm ra câu thơ ngàn đời. Hơn nữa, trong từng chữ của chương dịch, rõ ràng ẩn chứa tình yêu với Nguyệt Sao. Chỉ có anh mới có thể chiếm được trái tim của chương dịch. Chương dịch, Nguyệt Sao, người phụ nữ già đó có gì tốt, cô ta hoàn toàn không xứng với câu thơ của anh, nếu có cơ hội nữa. Anh sẽ làm thơ cho anh chứ. Chuyện gì thế này? Cô ấy yêu anh rồi sao? Còn anh có từng thích anh không? Trời ơi, đây là tỏ tình sao? Đạo Tông Nguyệt Giao ở đây. Thả đệ tử của anh đi, rời đi mà không bị thương chút nào, đúng không? Vậy tặng quà của anh cho cô ấy không quá đáng chứ? Trương Sư Trực, mang theo đặc sản của bản đạo rồi đi. Này này này, anh không phải biến thái đâu. Vừa rồi, Trương Dịch, anh có từng thích anh không? Anh, anh thật là khó khăn, cô cái gì cũng tốt. Nhưng cô không phải là sư tôn Nguyệt Giao của anh. Về việc thích, xin lỗi. Trong mắt anh, cô chỉ là một tiền bối nhiệt tình chỉ có cảm giác tiền bối thôi sao không không đúng anh lén lấy đồ lót của anh rõ ràng là thích anh nhưng không sao anh có thể hiểu được sự ngại ngùng của những người trẻ như anh ôi trời không thể tin được sư huynh hóa ra là biến thái không ngờ trương sư huynh lại có sở thích như vậy anh bái phục đừng ngại ngùng nữa không phải như các người nghĩ đâu anh chỉ đơn thuần tò mò và lấy đi để nghiên cứu thôi bây giờ anh sẽ trả lại cho chủ nhân sao lại mất rồi khi cô ấy hoàn thành nhiệm vụ hệ thống biên thái đã lấy đi đồ lót giải thích chỉ là che giấu che giấu chính là sự thật anh bái anh làm sư phụ chúng ta có thể hàng ngày đàm đạo lão yêu bà đừng hòng cướp đệ tử đạo tông của anh trương dịch chúng anh những người chính nghĩa đến đón các vị trưởng lão cuối cùng các người cũng đến địa bàn của anh anh làm chủ phụ nữ của đạo tông không xứng đáng làm loạn ở đây chỉ cần một chiêu là giết chết lão yêu bà này chết đi cút đi cho anh. Chúng anh sẽ quay lại. Không phải chứ? Xong rồi, baby quy rồi, mở miệng kêu đi, kêu to lên. Dù có kêu rách cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu các người đâu. Yêu bà Thanh Liên, đừng đắc ý quá. Giọng này là của Nguyệt Giao đạo tông. Đừng động vào đệ tử của anh, Trương Dịch, chúng anh đã mời tông chủ đến, ra ngoài làm việc sớm muộn cũng phải tha người. Sư tôn, tông chủ, người thật đẹp không ổn rồi, lão bà này lại đến. Vô Tình Tiên Tử đẹp như lời đồn. Anh bắt đầu ghen tị với Trương Dịch có sư tôn tốt như vậy, hừ, anh không được nhìn, đẹp quá, không hổ danh là Vô Tình Tiên Tử, anh muốn gia nhập đạo tông, anh cũng muốn có sư tôn tiên nữ, cô ấy đẹp quá, anh ghen tị, hậu bối thanh liên luận đạo. Chúng ta làm trưởng bối vẫn là không nên. Nhưng đệ tử tốt của cô rất chủ động, lén nhìn anh tắm còn lấy đi đồ lót của anh, hoàn toàn bịa đặt đệ tử của anh tu luyện vô tình sao có thể làm chuyện như vậy trương sư huynh là người cao thượng sao có thể trộm đồ của trưởng lão liên không chừng anh ta là kẻ biến thái nếu trương sư huynh thích anh có thể đưa vài món trương dịch giỏi thật dễ dàng làm được điều anh muốn làm cứu anh với đây thật sự là hiện trường chết chóc lớn dù sao đi nữa anh là trưởng bối đừng lấy mạnh hiếp yếu nếu không anh sẽ không khách sáo áp lực mạnh quá lão bà này thật đáng sợ tông chủ bế quan. Một mình anh không phải đối thủ của cô ta, chỉ có thể rút lui, lão bà, nỗi nhục hôm nay sẽ trả lại gấp đôi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ có được trương dịch. Hôm nay anh muốn thấy trương dịch rời đi mà không bị thương, xin cáo từ trước. Rời đi mà không bị thương phải không? Vậy anh tặng thêm cho cô ấy chút đồ không quá đáng chứ? Trương sư trực. Mang theo đặc sản của bản đạo rồi rời khỏi địa tông. Này này này, anh không phải biến thái đâu, không cần giải thích nữa biến thái đều nói mình không phải biến thái trương sư huynh bảo trọng trên đường lá dụng muội muội thường đến chơi nhé sư huynh đây là kho tạ của anh sư huynh đôi tất nguyên vị này giao cho anh là tín vật định tình của chúng ta đây là quần lót của anh xin sư huynh nhận lấy không cần đâu anh thật sự không có sở thích này xong rồi xong Thinh rồi hình tượng trong sáng của anh sắp sụp đổ rồi lá dụng muội muội nhận lấy những món ăn này giúp chúng anh đưa thư tình nhé ha ha đây là thiên đường sao trẻ con mới chọn lựa anh muốn tất cả đồ ăn này không cần đâu anh còn chưa thu hết đồ ăn ngon mà cuối cùng cũng trở về đạo tông chuyến đi này thật là đầy nguy hiểm theo sư huynh thật tốt lấy được nhiều đồ ăn ngon như vậy trương sư huynh cuối cùng huynh đã trở về sư tôn đang đợi huynh ở nguyệt ảnh phong sư tôn tìm ta vào buổi tối chẳng lẽ muốn cùng thưởng thức cảnh đẹp rồi cùng trải qua đêm tuyệt vời sư tôn ở đây ngay cả bóng lưng của người cũng đẹp như vậy để ta nhìn thêm một chút nữa đã đến rồi thì đừng trốn tránh nữa sư tôn quả nhiên mạnh mẽ ngay lập tức phát hiện ra khí tức của ta đừng nói nhảm tìm ngươi có việc chính ngươi biểu hiện không tệ ở địa tông luận đạo nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ ba ngày sau đại chu vương triều tổ chức triển thụ đại hội đây là một cơ hội rèn luyện tốt ngươi nên đi đại hội chém thú nếu là đại hội do đại chu vương triều tổ chức thì diệp hạo nhiên với thánh thể chắc chắn cũng sẽ tham gia cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau. Sư tôn không chỉ bảo vệ ta mà còn chăm sóc ta. Ta muốn báo đáp sư tôn, cho người ăn một thứ cứng. Thứ cứng gì? Đừng nói bậy. Vừa nãy, đại hội chém thú, Diệp Hạo Nhiên, cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau. Diệp Hạo Nhiên là đại đệ tử của Thiên Tông, lại còn thức tỉnh, thánh thể chắc chắn sẽ tham gia. Các ngươi khó tránh khỏi một trận chiến, sư tôn yên tâm, nếu so tài với hắn, ta sẽ không làm mất mặt đạo tông, trước đây văn đấu có thể thắng hắn, tương lai võ đấu cũng sẽ thắng, rất tốt, nhưng để chắc chắn, ta tặng ngươi một thanh thần binh lợi khí, thanh kiếm này tên là Dương kiếm, được rèn cùng với nguyệt kiếm của ta. Chứa đựng khí chí dương, có thể chém mọi sinh linh, hôm nay tặng cho ngươi. Sư tôn đối với ta quá tốt, sư tôn không chỉ bảo vệ ta, còn tặng ta thần binh, thật không biết làm sao để báo đáp người, trong đầu ta đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Hệ thống phát nhiệm vụ rồi, chia sẻ đại đạo quả đã được thưởng trước đó cho nhạc giao. Sư tôn thành công sẽ thưởng kiếm pháp S cấp, thất bại sẽ bị thiên lôi đánh một lần, trở thành chó trong ba phút. Hệ thống cuối cùng cũng phát một nhiệm vụ đáng tin, dù không có nhiệm vụ này, ta cũng sẽ báo đáp sư tôn. Sư tôn cho ta thanh kiếm tốt như vậy, ta phải báo đáp mới được. Cho người ăn một thứ cứng. Thứ cứng gì? Đừng nói bậy. Sư tôn, sao người lại đỏ Đừng mặt? Đừng nghĩ lung tung. Ta nói là quả đại đạo này. Đây là quả của đại đạo. Với thực lực hiện tại của ngươi làm sao có được? Chắc là đi đường tắt rồi. Ta luận đạo với Thanh Liên đạo trưởng thắng mới có được quả này, Sư Tôn đừng lo nhiều, cứ ăn đi, đối với ngươi đang độ kiếp rất có ích. Thế đạo vô tình, lòng người lạnh lùng, phải nghĩ nhiều cho bản thân, ngươi tùy tiện đưa vật quý cho người khác, người khác sao có thể quan tâm ngươi, Sư Tôn không phải người khác, người vừa mới cho ta một thanh kiếm dương giá trị vượt xa quả đại đạo. Ta cho ngươi kiếm vì lo ngươi thực lực quá kém. Ở đại hội chém thú làm mất mặt đạo tông, được rồi, được rồi. Ta hiểu ý sư tôn. Chia đôi ra. Thầy cho chúng ta cùng hưởng phúc. Như vậy được chưa? Nếu sư tôn không nhận, tối nay ta sẽ bám lấy người. Vậy ta tạm nhận. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng kiếm pháp S cấp tự động học. Kiếm pháp lại do thơ tạo thành. Hơn nữa liên tục tràn vào đầu. Dễ dàng lĩnh hội. Sau này có cơ hội nhất định phải thi triển cho sư tôn xem ta muốn tận mắt nhìn sư tôn ăn đồ của đệ tử. Quá đáng rồi đấy, thôi được rồi, ta đã không còn tâm trạng để đùa với ngươi, dược lực của quả đại đạo này thật sự dồi dào. Cảm giác này thật mạnh mẽ, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng va chạm vào cơ thể. Nhưng lại cảm thấy rất kỳ lạ, ta và sư tôn cùng nhau thưởng thức, quả không hổ danh là quả chứa đựng sức mạnh thiên đạo, hiệu quả vượt xa những bảo vật thiên tài thông thường. Trương Nghị lại dễ dàng nuốt chửng và hấp thụ quả đại đạo. Dù là thánh thể tối cao cũng không thể nhanh như vậy, tốt lắm có được sức mạnh của quả đại đạo cộng thêm thanh kiếm của thế tôn ba ngày sau tại đại hội chém thú ta chắc chắn có thể đánh bại diệp hạo nhiên đừng khinh địch theo thông tin thu thập được thực lực hiện tại của diệp hạo nhiên cao hơn ngươi cũng là thánh thể thực lực của diệp hạo nhiên lại vượt qua ta chẳng lẽ sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm tuy nhiên dù thế nào đi nữa ta cũng phải đánh bại hắn sư tôn yên tâm con sẽ thận trọng và cẩn thận đối phó với hắn tốt chuẩn bị xuất hành tiếp theo để trương nặc yến cùng ngươi rèn luyện nhé cô bé loli mũm mĩm đó tuy có hơi rắc rối một chút thực lực vẫn có thể chấp nhận được hy vọng lần này hắn đừng gây rắc rối cho ta nữa đúng là đồ tham ăn bữa sáng mà cũng muốn ăn hết cả một con lợn sao hừ đại sư huynh hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống ta đi tìm ít nấm để nướng cùng ăn cẩn thận một chút chúng ta sắp đến địa điểm tổ chức đại hội triển lãm rồi yêu thú bắt đầu xuất hiện nhiều hơn đừng nói là con lợn nướng của cô bé này thơm phức thật đây là cái gì có yêu thú nó đã cắp mất con lợn rồi trời ơi con lợn ta nướng cả buổi sáng, mau đuổi theo, đừng để nó chạy thoát, lâu rồi ta chưa được ăn thịt nướng của con người, người thấy thật thơm quá. Súc sinh, trả lại con lợn cho ta, ta sẽ cắn chết ngươi, ái ra, đau quá, thả ra, mặc dù ta không phải là người, nhưng ngươi đúng là con chó, không quan tâm nữa, trước tiên hãy ăn no đã rồi nói tiếp, chết cũng không làm ma đói. Cuối cùng cũng đuổi kịp cây chói tiên rồi, để ngươi thấy cây chói tiên đặc biệt của đạo tông ta. Sư huynh giỏi quá, mất rồi, mất rồi, sợi dây này thật sự có thể làm người ta mất phương hướng hơn nữa bay quá lâu. Không thể duy trì hình dạng cự thú nữa, lạnh quá. Vẫn muốn ăn thịt, chết tiệt. Sao lại biến thành cô bé lô rồi? Ái ra, hắn trông còn ngon hơn cả con lợn. Nhanh nhìn kìa, người phụ nữ lạnh lùng này chính là sư tôn của ta. Người tên là Nguyệt Giao, tông chủ đạo tông, nổi tiếng giang hồ vì tiễn đưa vô số người ái mộ. Người ta gọi là vô tình tiên tử, ta tên là Trương Nghị, là một người xuyên không, từ nhỏ được sư tôn nuôi lớn là nam đệ tử duy nhất của sư tôn để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống ta đã liều mạng tỏ tình với sư tôn mặc dù không thực sự thành công nhưng vẫn nhận được phần thưởng tối cao của hệ thống từ đó về sau mỗi lần gặp ta sư tôn đều hơi đỏ mặt ta cảm thấy trái tim vô tình của sư tôn đang dần dần bị phá vỡ ta đã không còn xa thành công thực sự nữa hai ngày trước ta đã kết thúc thử thách của đế tông thanh liên nhiệt tình đạo trưởng đã tặng ta một món quà đặc biệt và ta cũng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống một cách viên mãn nhận được một viên đại đạo bổ sau khi trở về tông môn sư tôn tặng ta một thanh bảo kiếm đôi từ đó người dùng kiếm ta người... cầm kiếm dương ta cũng suýt trở thành lô đỉnh mới có được đại đạo quốc chia sẻ với thế tôn thế tôn phái ta tham gia đại hội triển thụ ta sắp phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình trong nhiều thử thách thánh hạo nhiên ta nhất định phải đánh bại hắn chính là hôm nay ta cùng với đa nhục la lị trương lạc nhạn cùng nhau đi chém thú trên đường đến đại hội bắt được một con yêu thú đã ăn trộm thịt nướng của sư muội không ngờ nó không chỉ có thể biến hóa thành người, mà còn biến thành một tiểu loli ngây thơ đáng yêu, nên làm gì với hắn đây? Người ta chỉ ăn thịt thôi mà. Anh chị chắc sẽ không làm khó trẻ con chứ? Hay là ăn luôn tiểu yêu tinh trắng nõn này đi. Hắn ăn thịt heo, chúng ta ăn hắn, rất hợp lý, trẻ con đều ăn. Các ngươi là ác quỷ sao, xem ra chỉ còn cách này thôi. Thực ra ta là thần thú bạch trạch chuyển thế. Ta thuộc loài động vật được bảo vệ, không thể ăn được đâu, thần thú chắc chắn ngon hơn rồi. Lừa ai chứ? bạch trạch đâu có giống ngươi ngươi rõ ràng là một tiểu lô ly bình thường có chân và cánh nhiệm vụ hệ thống thu phục bạch trạch chuyển thế phần thưởng thành công 15 điểm pháp lực thất bại trương lạc nhạn biến thành chó thực hiện trong 5 phút hệ thống nói hắn là bạch trạch vậy chắc không có vấn đề gì hơn nữa nếu thất bại thì trương lạc nhạn biến thành chó thu phục thì thu phục thôi lạc nhạn à là đệ tử đạo tông sao có thể tùy tiện giết sinh linh chúng ta có thể thu phục hắn làm tọa kỵ vậy thì đợi hắn làm xong phương tiện giao thông rồi ăn chị ngực lớn cầu xin chị làm người tốt được không đừng đuổi cùng giết tận mà thuật thuần thú không muốn bị ăn thì ngoan ngoãn để ta thuần phục chuyện gì xảy ra vậy thất bại rồi sao thu phục thất bại trừng phạt trương lạc nhạn biến thành chó kéo dài một ngày đại sư huynh huynh làm cái quái gì vậy đây là pháp thuật gì thế này lỗi lỗi rồi hoàn toàn là lỗi mà xem ra thuật thuần thú thông thường không thể thu phục thần thú được hê hey hê hey, phong thủy luân chuyển xem ngươi biến thành chó rồi còn làm sao ăn ta ăn một cước của ta này ôn chết đi được không đúng lắm đã biến thành chó rồi tại sao vẫn còn mạnh như vậy đưa ta xem khế ước chủ tớ lần này nhất định thành công nghe nói những người không để lại biểu tượng đầu chó trong phần bình luận đều sẽ bị ép ký khế ước chủ tớ hóa ra điều này là thật khi tức linh hồn mạnh mẽ quá thật sự có thể ép buộc ký khế ước với ta được rồi tiểu bạch chạy từ nay về sau ngươi sẽ là phương tiện giao thông của ta tên xấu xa này lại dùng chiêu xoa đầu. Cứ thế mà lừa gạt người ta sao? Đại sư huynh, ta đề nghị để hắn làm lương thực dự trữ. Mỗi ngày đói quá thì lấy hắn ra ăn thịt, vẫn nên lo lắng cho bản thân ngươi đi, sau này sẽ trở thành chú chó đáng yêu. Còn nói ta, chẳng phải đây là do ngươi gây ra sao? Được rồi, được rồi, đi bình luận để lại biểu tượng đầu chó là giải trừ được. Chúng ta tiếp tục lên đường, chú chó ngoan theo ta, ngươi im miệng. Lúc này, đại hội chém đầu ở núi Cửu U đã đông nghịt người. Thật là chán quá. Giang Sơn ngày càng xuống dốc, ngay cả một số người không bấm like. Những kẻ yếu đuối theo dõi đều đến tham gia đại hội triển lãm rồi. Hãy thể hiện tốt, tác phẩm này sẽ giúp ngươi một tay. Huyết cơ, không cần ngươi giúp, ta tự mình cũng có thể đoạt quán quân. Trước đây ngươi ép buộc ta thức tỉnh thánh thể trùng trùng. Đã chạm đến giới hạn của ta rồi, hừ, ta chỉ không ưa thánh thể tối cao. Muốn ngươi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, ta chỉ muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để có được sức mạnh. Ngươi đã ký sinh trong cơ thể ta 3 năm rồi. Cũng nên rời đi rồi chứ, rời đi sao ta thích mùi máu của ngươi. Đã không thể rút ra được rồi, ngươi sợ gì chứ, dù sao ta cũng là linh hồn thể, người khác không thể phát hiện, không ai sẽ biết. Ngươi có một tiểu thư tỷ tỷ bên cạnh, buông tay ra, ôi chao, đây chẳng phải là thiên tông Diệp Hạo Nhiên sao. Mọi người đều nói Diệp Hạo Nhiên thực lực xuất chúng, sao lại trông như một cái giá hoa vậy, thể thánh trọng trọng mang đi luyện dược chắc là bổ lắm. Tìm chết, thứ còn không bằng con kiến không xứng đáng sống trên đời. Thật là chết cũng không đáng tiếc, máu tốt như vậy đừng có lãng phí mặc dù đều là máu cấp thấp nhưng dù sao cũng còn hơn không có những người đó chỉ đủ thôi tại sao diệp hạo nhiên lại ra tay tàn nhẫn như vậy mặc dù diệp hạo nhiên đẹp trai vô song. nhưng là một người đàn ông thật đáng sợ và kinh khủng tiểu bạch chạch bay chậm lại nhanh hơn chút nữa nhanh hơn chút nữa xong rồi xong rồi anh không phanh lại được rồi ai mà cũng có thể rơi máy bay thế này thật là không để người ta yên tâm đâu chóng mặt quá cũng muốn nôn rồi chương nghị thánh thể tối cao cuối cùng cũng đến diệp hạo nhiên cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi thiên tông và đạo tông hai vị thiên tài đều đã đến thánh thể tối cao và thánh thể trọng đồng ai nghịch thiên hơn đây yên lặng đây là đặc sứ của đại chu vương triều đại hội triển thú sắp bắt đầu sắp bắt đầu rồi sao đại hội trảm thú mời các tu sĩ trẻ tuổi khắp thiên hạ đến trảm sát yêu thú vì chúng sinh trừ hại người trảm sát yêu thú nhiều nhất sẽ được phong làm tiên sư thưởng một triệu linh thạch đại chu vương triều hoàn toàn là tờ giấy trắng mượn danh nghĩa cuộc thi để cho người ta dọn dẹp yêu thú miễn phí chúng ta có bị coi là yêu thú mà chảm sát không thật sợ hãi trương nghị lần trước văn đấu thua người lần này ta muốn rửa sạch nỗi nhục người này trung thành như đại sư huynh đây là gì lời phát biểu của long ngạo thiên kích hoạt nhiệm vụ thiên lệnh tại đại hội triển thú minh chiến diệp hạo nhiên phần thưởng thành công là sách kỹ năng ngẫu nhiên và 30 điểm pháp lực thất bại sẽ bị đứt đoạn kinh mạch tu vi giảm sút đánh bại diệp hạo nhiên trong 3 giờ còn có phần thưởng Vậy thì ta phải nghiêm túc rồi, cứ việc tới đây, ta chỉ cầu một nửa sự công bằng, vậy thì trên sân đấu xem ai hơn ai. Hắn là con mồi của ta, con hổ này ta chắc chắn sẽ ăn, thần tiên cũng không giữ nổi hắn, ta nói đấy. Nhanh sử dụng trọng trọng, Trương Nghị, ta và ngươi không chết không thôi, dùng sức mạnh của trọng đồng, đây là lật bài rồi sao, vậy thì để ta xem bản lĩnh của ngươi. Đại hội chém thú cuối cùng cũng bắt đầu rồi, ta đã được trang bị, trận chiến ở Hà Tây. Tất cả tránh ra, tất cả yêu thú đều là của ta. Một đám bệnh trung nhị hét to như vậy. Lỡ mà làm kinh động đại quân yêu thú, mọi người đều phải chết. Ta nói hai người các ngươi coi ta là tọa kỵ rồi phải không? Đừng nói nhảm, ngựa mau mau đi. Chúng ta đang chờ để đi giết vài con yêu thú ăn. Tiểu Hạo Hạo, ngươi có kế hoạch gì không? Gọi ta là Diệp Hạo Nhiên, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Để những con cá tạp đó đi thăm dò đường, chúng ta đến cuối cùng mới ra tay, bắt gọn một mẻ. Rất tốt, không hổ là ký chủ của ta, huyết cơ. Mọi người nhìn kìa, có một con yêu thú, sao nhìn có vẻ quen quen vậy? Tác giả, ngươi có nghiêm túc không? Hình như không phải là yêu thú bình thường, ta cảm nhận được khí tức mãnh thú mãnh liệt. Mọi người mau chuẩn bị ứng chiến, yêu thú thất hóa linh, vương chó si xui xẻo, vừa bắt đầu đã gặp phải yêu thú mạnh như vậy. Mau tránh ra, đi chết đi. Ngươi là ai? Cao thủ luôn xuất hiện vào lúc nguy hiểm nhất. Và ta chính là cao thủ. Con ác khuyển này để ta kết liễu, hóa ra là cao thủ mã tiên sư của hỗn vân tông. Mã tiên sư là quán quân của đại hội trảm thú lần trước. Có mã tiên sư ở đây, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tan thành mây khói, sửa chữa hơn 200 cân, đều không thể lay động một ngón tay của ta, chỉ là một con ác huyền tầm thường cũng chỉ có thể gầm gừ vô ích. Bị ta dày vò đến chết. Nhìn kỹ, tu tiên chú trọng vào việc vận dụng lực. Bốn lạng đẩy ngàn cân, chiêu này của ta gọi là thiên điều thiểm điện ngũ liên tiên. Chuẩn bị đón chiêu đi, đón chiêu. Nói nhảm nhiều quá, ngươi không nói trước đã tấn công lén, tự lo liệu cho tốt. Mã tiên sư, ta đã sơ suất, không tránh được, đánh khá dữ dội nhỉ. Mau nhìn, là sư huynh Trương Nghị. Sư huynh Trương Nghị đến rồi, thật phiền phức, dù đi đến đâu cũng có tiểu fan hâm mộ Trương Nghị của ta. Tiếp theo giao cho ngươi. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo thủ cho ngươi, anh ta chết thảm quá. Tất cả các ngươi hãy đến đây cho lão tử, rắc rối rồi, hắn lại đến, mọi người tránh ra, để ta giải quyết chuyện này. Đúng lúc sự thật là tôn trọng sức mạnh của ta, nhân lúc hắn không đề phòng, đánh nhanh thắng nhanh, yêu thú, chết đi cho ta, trời ơi, quần áo của ta, đây là kiếm pháp nghịch thiên gì vậy, nếu không phải vì ta có phòng thủ cao, sợ rằng sẽ bị xé thành từng mảnh, chạy thôi, ta phải chạy, đi đâu đây? Con chó này giao cho chúng ta, những người tốt bụng, sư huynh trương nghị thật đẹp trai, đúng là tôn thánh, quả nhiên danh bất hư truyền, đừng mê mẩn anh, anh chỉ là một huyền thoại, hư, tất cả chỉ mới bắt đầu, màn kịch hay sắp diễn ra rồi không ổn rồi đại quân yêu thú đến rồi hai người các ngươi sao lại dẫn hết quái vật đến đây trương nghị thú cưng nhà ngươi thật biết cách kéo thù hận nhiều như thế này thật là tràn ngập trời đất thế này thì xong rồi mọi người xông lên và chiến đấu với chúng đã đến lúc vào trận thời khắc tàn sát đã đến nhiều khí huyết ngon lành quá kiếm pháp thi tiên mà hệ thống thưởng trước đây vừa đúng lúc để sử dụng kiếm phủ thi tiên kiếm hồng lưu ngươi không thấy nước sông hoàng hà từ trời đổ xuống sao chảy xiết ra biển không quay lại không thể nào linh khí này mạnh như lũ lụt vậy linh khí mạnh quá đây chính là sức mạnh của việc hóa linh khí sao hình phạt kết thúc khôi phục hình dạng người để lại biểu tượng đầu chó trong phần bình luận quả nhiên có tác dụng phép biến thành chó chết tiệt cuối cùng cũng được giải trừ không ổn rồi gã này đã khôi phục hình dạng người sau này chắc sẽ bắt nạt anh mất hóa ra mọi thứ trong đấu trường đều bị trận pháp của đại châu vương triều giám sát trương nghị tiện tay vung một kiếm thật không ngờ có thể phóng thích nhiều linh khí như vậy. Một kiếm này e rằng đã chém chết vài trăm con yêu thú rồi. Không, vừa rồi ít nhất có hơn 3,000 con yêu thú đã mất mạng. Rốt mà. cuộc đây là chiêu thức gì vậy? Chiêu này của Trương Nghị không chỉ là linh khí mà thôi, còn kết hợp với một loại sức mạnh của thi từ nào đó rất muốn bắt được Trương Nghị. Sau đó vắt kiệt hắn ta. Vô địch thật sự là cô đơn. Không có gì mà một kiếm không giải quyết được. Nếu có, vậy thì thêm một kiếm nữa. Trời ơi, ánh mắt của Trương Nghị này, có phải là các thầy khác nhập vào không? Con hổ ngông cuồng kia lại dám đến cướp mồi. Hắn là con mồi của ta, con hổ này ta chắc chắn sẽ ăn, thần tiên cũng không giữ nổi hắn, ta nói đấy. Nhanh sử dụng trọng trọng, Trương Nghị. Ta và ngươi không chết không thôi, sức mạnh của trọng trọng, đây là đang lật bài sao? Vậy thì để ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Nhiều nữ tu đến tìm ta uống rượu như vậy, tất cả đều không chịu nổi rượu mà say ngã xuống đất, chẳng lẽ muốn ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Chưa nghị ta đến đây thánh thể cứng rắn tối cao mùi máu này thật khiến người ta phát điên đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng này kỳ lạ hơn nữa cổ cũng cảm thấy lạnh lạnh lúc này ta thật sự hoảng loạn cách tốt nhất để xóa bỏ nỗi sợ hãi là ra tay trước ta đã bắt được ngươi rồi mở hội nghị ta và diệp hạo nhiên đứng cùng nhau diệp hạo nhiên mạnh hơn ta tưởng thật là một đối thủ không tồi tiếp tục nào để ta xem giới hạn sức mạnh của ngươi cao đến đâu ta vốn không muốn dùng sức mạnh của đồng nguyên chất đều là do ngươi ép ta bị thương chết đi sức mạnh nhỏ bé như vậy ngươi đang mơ tưởng gì vậy đây là cuộc đấu giữa hai thánh thể sao mạnh quá mọi người tản ra cẩn thận bị thương nhầm so với sư huynh trương nghị chiêu thức của diệp hạo nhiên giống người trong ma giáo hơn dù sao đi nữa chúng ta cũng đã chứng kiến cuộc đối đầu của hai thiên tài ta và diệp hạo nhiên đang đánh nhau không phân thắng bại đột nhiên hai con yêu thú tấn công về phía chúng ta không có thời gian dạy dỗ các ngươi hãy đón chiều diệp hạo nhiên có thể ngưng tụ huyết khí thành các loại vũ khí chiến thuật của hắn biến hóa hơn ta lúc này ba sứ giả của triều đại đại chu không thể ngồi yên được nữa nếu để chúng ta tiếp tục đánh nhau nữa đại hội chém yêu thú sẽ không thể tiếp tục được trong tình trạng căng thẳng như vậy ta có thể nhìn thấy tất cả sơ hở của ngươi ai nói không muốn gian lận miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật không thể rằng co với hắn, ta phải phát huy sức bùng nổ của thánh thể tối cao, đừng nghĩ rằng gian lận với hiệu ứng đặc biệt thì có thể vô địch. Nhìn thấy cũng là thánh thể. Sức mạnh của thánh thể tối cao lại mạnh hơn một chút, bây giờ xem ra, trong hai người được định mệnh chọn, Trương Nghị vẫn mạnh hơn. Nhưng ý chí sinh tồn của Diệp Hạo Nhiên cao hơn, có thể lợi dụng hắn để giúp ta thống trị giới tu tiên. Hai vị dừng tay, chỉ đến đây thôi, đại hội sắp kết thúc. Vẫn nên tập trung vào cuộc thi, cái gì sắp kết thúc rồi sao? Sắp kết thúc rồi à, vẫn chưa ăn đủ mà, vẫn còn hơi đói, xét về số lượng yêu thú bị tiêu diệt. Ngươi tuyệt đối không thể thắng ta, vậy sao hãy chờ xem. Diệp Hạo Nhiên đã tiêu diệt 3,600 con. Trương Dực đã tiêu diệt 3,650 con. Các thí sinh khác đều dưới 1,000 con. Trong đại hội lần này, Trương Dực đoạt giải nhất, được phong danh hiệu tiên sư. Thưởng 1 triệu linh thạch, thật đáng tiếc, dù đã thắng cuộc thi, nhưng Diệp Hạo Nhiên vẫn chưa đánh đã tay thật là nỗi nhục lớn, dưới sự giúp đỡ của huyết tích mà vẫn thua hắn. Người chăm sóc làm tốt lắm. Đại sư huynh tạm thời chia cho chúng ta một chút. Được rồi, được rồi. Tất cả hãy khiêm tốn một chút. Diệp hạo nhiên thất bại. Hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 30 điểm pháp lực. Kỹ năng ngẫu nhiên, triệu hồi ống phóng tên lửa linh khí RPG. 30 điểm pháp lực thì ta có thể hiểu. Nhưng ống phóng tên lửa linh khí RPG là công nghệ đen gì vậy? Hệ thống triệu hồi vũ khí của trái đất sao? Lần đầu tay đôi tiếp theo ta sẽ khiến trương dịch chết yên tâm đi tối nay ta sẽ giúp người báo thủ hai kẻ tham ăn này dám ăn vặt của ta như ăn cơm nhóm nữ tu này đến ăn mừng còn đòi uống rượu tất cả đều không chịu nổi rượu say ngã ra chẳng đó. lẽ muốn ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao sư huynh trương nghệ sao còn chưa đến sư huynh trương nghệ mau đến đây đừng để chờ đợi trở thành hối tiếc trương nghệ ta đến đây diệp hạo nhiên không đấu lại ngươi chẳng lẽ huyết cơ của ta không thể xử lý ngươi sao thể chất thánh tối thượng cứng rắn mùi khí huyết này khiến người ta phát điên kích hoạt nhiệm vụ thiên mệnh hàng phục kẻ địch trong trạng thái ẩn thân phần thưởng thành công là hàm tiếu bán bộ điên thất bại sẽ mất ngẫu nhiên một cơ quan thực hiện trong 10 phút chuyện gì đang xảy ra hệ thống đã phát hiện kẻ địch ẩn thân thật sự cảm thấy không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ hơn nữa sau gáy còn cảm thấy lạnh lạnh lúc này ta hoảng loạn vô cùng cách tốt nhất để loại bỏ nỗi sợ là tiên hạ thủ vi cường ta đột nhiên quay lại và bắt được ngươi Sư huynh Trương, ngươi thật thô lỗ, nhưng ta thích. Cơ thể của ta đã tàn tạ không chịu nổi rồi, hóa ra sư huynh Trương thích chơi mạo hiểm. Ở đây nhiều người và lộn xộn, phải rời khỏi đây ngay, hơi thở của kẻ địch ở đó. Khoan đã, cảm giác này, hình như ta đã nắm được thứ gì đó kỳ diệu, vừa mới đây thôi, bắt được ngươi rồi, mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta hình như đã đẩy ngã kẻ địch tàng hình, rơi vào tay ta, Trương Nhất xem như ngươi xui xẻo, ta, ta lại bị hắn đè xuống, khí trường của Trương Nhất mạnh quá ta hoàn toàn không thể cử động được kỳ lạ sao lại có cảm giác đàn hồi thế này chẳng lẽ là ảo giác của ta tránh ra ta đang ở trạng thái linh hồn trương nghị làm sao có thể thắng ta thuật thấu thị gần đây có luồng khí do tấn công tạo ra bắt được rồi quả nhiên là muốn tấn công ta cảm giác này chắc là ở chân sao có thể như vậy trương dực nam thước đã dùng pháp thuật kỳ lạ gì lại có thể thấu thị được ta để ngươi nếm thử mùi vị của móng vuốt ta không ổn mọi người mau tránh ra nguy hiểm trương sư huynh Ngươi thật thô lỗ. Nhưng ta thích. Cơ thể của ta đã tàn tạ không chịu nổi nữa rồi, hóa ra Trương sư huynh thích chơi mạo hiểm. Ta đi đây, không phải ta làm đâu, các ngươi hiểu lầm rồi, đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, ngươi định diễn phim hành động trên đảo à? Ở đây đông người, diễn không tiện phải rời khỏi đây ngay. Hơi thở của kẻ địch ở đó, đợi đã, ta hình như đã bắt được thứ gì đó kỳ diệu, khoảnh khắc này ta như Adam hái trái cấm. Trời ơi, ta đã chạm vào sức mạnh của thần ta ta lần đầu tiên bị người khác xúc phạm như vậy, chưa nghị vô liêm sỉ. Lần sau ta tuyệt đối không quấy rầy ngươi nữa, nhiệm vụ hàng phục kẻ địch hoàn thành, phần thưởng là nụ cười không dứt. Sao đột nhiên nhiệm vụ hoàn thành, đã hàng phục kẻ địch rồi sao, chẳng lẽ nội tâm đối phương đã bị phá vỡ? Bạch ái, một cái tát, ta còn chưa thấy mặt mũi, vừa rồi khí tức trong phòng rất kỳ lạ. Chắc là có linh hồn thể đến, khi còn sống họ là cường giả, sau khi chết vẫn còn ý thức, vẫn giữ được một phần tu vi, thì ra là vậy ngươi hiểu biết thật nhiều, sau này gọi ngươi là tiểu ái đồng học nhé, đương nhiên rồi. Ta là thần thú bạch trạch, thông hiểu vạn vật trong trời đất. Quy tắc tuyệt đối là học bá, ai đến vậy? Là sức mạnh sau lưng Diệp Hạo Nhiên sao? Nếu ta đoán không sai, là đi tìm Trương Nghị rồi, thì sao chứ? Hắn còn sờ ta không? Ngươi cái đồ gỗ, chẳng lẽ không ghen, không tức giận sao? Chẳng lẽ ngươi không thích ta? Cô nương này sao? Không thích, vậy ngươi thích nam nhân à? Càng không thích. Ta chỉ muốn loại bỏ tất cả chướng ngại, bao gồm cả trương nghị sớm muộn gì cũng có một ngày toàn bộ giới tu chân sẽ bị ta khuất phục diệp hạo nhiên lại còn vô tình hơn cả trương nghị tu luyện vô tình đạo xem ra tương lai định sẵn là cuộc tranh đấu duyên phận của hai người họ đi hai ngày cuối cùng cũng trở về đạo tông rồi đây là động tĩnh gì địa chấn sư huynh đã trở về nghe nói sư huynh đã giành được quán quân đại hội trảm thú đừng lại gần quá cẩn thận sư tôn nghĩ mọi người đang mập mờ đây là sinh vật đáng yêu gì vậy cảm giác thật tốt đừng sờ nữa, người ta sắp bị chơi hỏng rồi, các ngươi đang làm gì vậy, ôn ao như vậy, còn ra thể thống gì, trương dịch, theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói, sư tôn lại chủ động gọi ta, có cảm giác không lành, lần này ngươi biểu hiện không tệ, đã thắng diệp hạo nhiên, coi như đã bước được bước đầu tiên trên con đường tu luyện, nhưng nhớ kỹ, không được kiêu ngạo tự mãn, kẻ thù của ta sau này chắc chắn không chỉ có diệp hạo nhiên, chỉ có thể cầu thiên mệnh, theo đuổi cảnh giới và sức mạnh cao hơn. Ngoài ra còn một việc nữa, sau này đừng dính vào hoa cỏ nữa đừng quên ngươi là đệ tử của ta nhạc sao tu luyện vô tình đạo trước đây ngươi còn thực sự trộm đồ của thanh liên. đồ thân cận của đạo trưởng ta đã điều tra rõ ràng rồi còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ sư tôn ghen sao ghen gì chứ dù sao ta cũng chỉ thích sư tôn nghịch đồ chết cũng không sửa sư tôn ngươi làm gì ái trà đại sư huynh lạc nhạn sao ngươi đứng đây ngẩn ngơ có tâm sự gì sao đại sư huynh Ta, ta bị ép hôn rồi, có gì nói rõ ràng đi, đừng động tay động chân, ép hôn là tình huống gì? Hỏa Diễm, sao ngươi đứng đây ngẩn ngơ, có tâm sự gì sao? Đại sư huynh, ta, ta bị ép hôn rồi, có gì nói rõ ràng đi, đừng động tay động chân, ép hôn là tình huống gì? Phụ thân đã định hôn sự cho ta, bảo ta 10 ngày sau gả cho thái tử Đại Chu Triều, đại sư huynh, ngươi làm chồng ta đi, như vậy ta mới có lý do từ hôn, thật vô lý ngươi muốn ta làm thái tử bị cắm sừng sao không còn cách nào khác rồi sư huynh giúp ta nếu bị sư phụ biết chúng ta cả hai sẽ bị trục xuất khỏi sư môn hai người đang làm gì vậy ôm trái ôm phải còn ra thể thống gì sư tôn ngươi hiểu lầm rồi là thế này sư tôn ta và đại sư huynh đã kết thành phu thê chuẩn bị về nhà gặp mặt cha mẹ cái gì kết thành phu thê đại sư huynh đừng ngẩn người ra nữa cùng nhau bỏ trốn đi này đợi đã ngày hai người trở về chính là lúc ta xử phạt Sư Tôn muốn bắt họ về sao? Chắc chắn là Trương Lạc Nhạn dụ dỗ Đại sư huynh, Trương Lạc Nhạn này thật là phản nghịch. Dám tranh giành Đại sư huynh với chúng ta, thôi, đợi hai kẻ phản đồ này trở về, ta sẽ tự mình xử phạt, Trương Nghị, ngươi khắp nơi gây rối. Đã đến lúc để ngươi trải nghiệm cảm giác bị hiểu lầm, sẽ là cảm giác thế nào? Đợi ngươi trả hết nợ tình, sẽ có thể thoát tục cầu chân, hiểu được lợi ích của vô tình đạo. Ngươi đúng là đồ hại người, làm ta bị Sư Tôn hiểu lầm, ta cũng không còn cách nào khác thật là tội lỗi, ta đang được vạn thế giới yêu thương. Lại bị các ngươi kéo ra ngoài, ta chỉ có số phận làm tọa kỵ sao, kích hoạt nhiệm vụ thiên mệnh. Đóng vai chồng của Trương Lạc Nhạn giúp nàng thành công từ hôn. Phần thưởng thành công là cây bút thần có thể hiện thực hóa vật thể, hình phạt thất bại là mỗi ngày bị sét đánh. Thời gian thực hiện là hai ngày. Trời ơi, cây bút của thần bút Mã Lương, mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn, nhưng ta chính khí đầy mình, sao có thể vì năm đấu gạo mà cúi đầu, Lạc Nhạn nương tử, chúng ta tăng tốc một chút ta gấp rút giúp nàng từ hôn được thôi chồng à khoe tình cảm phải không điên cuồng nhét cẩu lương vào miệng ta các ngươi coi ta là chó sao nói thật tại sao ngươi thích ăn kẹo hồ lô cái này à thực ra có liên quan đến mẹ ta hóa ra trương lạc nhạn và mẹ nàng luôn bị chèn ép cuối cùng trở thành nô bộc từ nhỏ hai mẹ con sống trong nhà kho mỗi ngày vất vả làm việc vặt mẹ nàng thỉnh thoảng lấy kẹo tích góp ra làm kẹo hồ lô cho nàng ăn đó là lần đầu tiên trong đời nàng được ăn món ngon nhưng sau đó mẹ nàng bị trúng độc chết. Từ đó không còn ai làm kẹo hồ lô cho nàng ăn nữa, hóa ra tuổi thơ của Trương Lạc Nhạn đáng thương như vậy, ngươi phải vui lên, để mẹ ngươi ở thế giới khác thấy ngươi sống tốt, bà ấy sẽ yên lòng, đại sư huynh, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố gắng lên. Cuối cùng cũng đến nhà của Trương Lạc Nhạn. Tiểu thư phủ đại Chu tướng quân đã trở về. Người đàn ông bên cạnh nàng là ai? Đẹp trai quá, chẳng lẽ là người tình của tiểu thư ở bên ngoài? Đứa con bất hiếu ngươi còn mặt mũi trở về ngươi đến là cha của trương lạc nhạn đại tướng quân trương ngũ phong còn có mẹ kế và con trai của mẹ kế trương hòa ta đã kết duyên với sư huynh trương nghị hãy để thái tử từ hôn đi cái gì các ngươi thật là trái đạo lý đứa con hoang cánh đã cứng rồi bảo ngươi gả cho thái tử thì ngoan ngoãn nghe theo tiện nhân chính ngươi đã chèn ép mẹ ta sau đó bà ấy chúng độc chết cũng không thoát khỏi liên quan đến ngươi đứa con hoang đừng nói bệnh lạc nhạn sao ngươi lại nói chuyện với mẹ kế như vậy con bé hư ta thấy ngươi muốn bị đánh lạc nhạn đừng lo ta có cách không thân thuật mở ra cho ta chuyện gì vậy miệng không tự chủ mở ra trước đây hệ thống thưởng cho ta nụ cười bất tận đã đến lúc phát huy tác dụng để ngươi nếm thử mùi vị ngươi bỏ gì vào miệng ta trương nghị đừng có làm càn đừng tưởng ngươi là đại đệ tử của đạo tông ta không thể động đến ngươi ngay sau đó người phụ nữ này rơi vào trạng thái điên cuồng hiệu quả thuốc thật không tệ tiện nhân ta hỏi ngươi mẹ ta lúc đó là ngươi hạ độc phải không phải thì sao hắn chết rồi ta mới có thể yên ổn lên ngôi để ngươi từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ đó quả nhiên là xuất hiện bảy khiếu ha ha ta không chỉ muốn hại chết mẹ ngươi còn muốn ngươi gả cho thái tử làm công cụ kiếm tiền cho ta cho ngươi mượn tiền ta muốn ngươi chết trương lạc yến ra tay đủ ác độc người phụ nữ này xem chừng không sống nổi nữa lạc yến nhiều năm trôi qua như vậy mẹ kế của ngươi chắc không đến mức phải chết chứ đồ vô dụng ta Trương Lạc Yến, từ nay không có Xen người ra này. hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến phù trương thật náo nhiệt. Xem ra ta đến đúng lúc rồi, người đến chính là Thái tử Đại Chu, Thẩm Trường Khanh. Còn có công chúa Thẩm Thần Du, muội muội Lạc Yến ở đâu, mau đến đón vị hôn phu của ngươi. Nghe nói tỷ tỷ Lạc Yến và Trương Nghị đều đã đến, Trương Nghị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Thái tử Đại Chu không thể tránh né. Ngay vừa rồi, Thẩm Lạc Yến đã công khai giết chết mẹ kế, kẻ đã hại chết mẹ rồi. Khi cuốn. cả hai bên chuẩn bị giao chiến, Thái tử Đại Chu Thẩm Trường Khanh và công chúa Thẩm Thần Du đã đến. Trương Hòa thấy thái tử đến liền lập tức tố cáo. Ai ngờ thái tử hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện này, thì ra công chúa, Thẩm Thần Du và Trương Lạc Yến là bạn thân từ nhỏ. Thảo nào một người tên Thần Du, một người tên Lạc Yến, thực ra công chúa phần lớn đến đây vì trai đẹp. Cô ấy luôn là fan cuồng nhỏ của Trương Nghị, trong phòng ngủ còn cất giữ bức tranh của Trương Nghị. Nói thật lòng, anh Trương Nghị anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trong tranh thái tử và trương nghị vì chuyện của trương lạc yến chuẩn bị quyết đấu ai ngờ thái tử lại phái bốn vệ sĩ áo giáp vàng vệ sĩ đối đầu với trương nghị trương nghị thấy đối phương là những lực sĩ chuyên về sức mạnh nên anh ta sử dụng chiến thuật vòng vo với nguyên tắc đánh người trước tiên là đánh vào điểm yếu tăng tỷ lệ thắng lên hơn một nửa lần lượt đánh bại bốn vệ sĩ áo giáp vàng thái tử không kiềm chế được cuối cùng cũng tự mình ra trận nhưng cũng không thể địch lại thánh thể tối cao bị đánh đập rất thảm thương ai ngờ thái tử dù bị đánh tơi tả nhưng lại cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ thậm chí còn thông suốt cả hai mạch nghiêm đốc trương nghị thấy vậy không do dự triệu hồi phần thưởng hệ thống là rpg ông phóng tên lửa linh khí đối với nhân vật cao quý như thái tử phải dùng vũ khí cao quý để một phát trúng đích trên quảng trường bốc lên đám mây hình nấm thái tử ngài còn sống không ai ngờ phát bắn này khiến thái tử trực tiếp đạt đến cao trào pháp khí của trương nghị lại có hiệu quả tinh luyện thân thể phòng ngự thật cao nhưng biểu cảm kỳ lạ đó của ngươi là gì? Hóa ra thái tử là một kẻ biến thái. Sau khi hồi tưởng ngắn ngủi, thái tử hoàn toàn phấn khích, bổn vương đã lâu rồi không phấn khích như thế này. Ai ngờ, giây tiếp theo liền bị Trương Nghị đánh trúng bằng chiêu đoạn tử tuyệt tôn. Trương Nghị, ngươi thật sự làm thật à? Thái tử cuối cùng đã dơ cờ trắng nhận thua, hoan hô. Đại sư huynh đã thắng rồi, lần này cuối cùng cũng có thể hủy hôn rồi. Trương Nghị liền yêu cầu thái tử thực hiện lời hứa. Ai ngờ, thái tử lúc này đã hoàn toàn bị Trương Nghị chinh phục một người đàn ông hoàn hảo như vậy rõ ràng là vị thần dẫn đường mà trời ban cho ta thế là thái tử thẳng thắn nói rằng có thể hủy hôn nhưng trương nghị phải nhận ta làm đệ tử xin lỗi đạo tông chỉ nhận nữ đệ tử vậy ngươi làm đại ca của ta cũng được mà nghe thấy một tiếng không kiềm chế được thái tử yêu tự do muốn nhận trương nghị làm đại ca đám đông xung quanh đều kinh ngạc đến rớt hàm từ đó trương nghị và thái tử xưng huynh gọi đệ thái tử cũng hứa sau này sẽ không làm khó trương lạc nhạn nữa lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Trương Nghị nhận được phần thưởng là bút thần. Chưa kịp vui mừng được ba phút, công chúa thẩm thần du bên cạnh lại yêu cầu gia nhập đạo tông. Chẳng lẽ thái tử và công chúa đều muốn bám lấy ta sao? Nhiệm vụ hệ thống lại đến, bảo Trương Nghị giúp công chúa gia nhập đạo tông. Bái nhập môn hạ của sư tôn nhạc diêu, vì thuộc tính, không nói gì mà đồng ý. Điều này khiến thái tử ghen tị không chịu nổi. Đây là phân biệt giới tính mà, đừng ép lão tử phải chuyển giới. Không biết Trương Nghị đang tức giận. Sư tôn nguyệt sao? người hay trêu hoa gẹo người khắp nơi sẽ có cảm nghĩ gì đây trương nghị thất trách ngươi và ta thật là có duyên ai mà tắm còn mặc quần áo chứ điều này không hợp lý chút nào thật không ngờ lại thấy đạo trưởng thanh liên tắm ngoài trời xem ra hôm nay khó mà thoát khỏi kiếp nạn rồi anh và trương lạc yên cưỡi bạch trạch trở về đạo tông anh ngờ công chúa thẩm trầm ngư lại muốn đi theo hai cô gái nằm trong lòng anh xem ra anh cũng có thể gọi là chính nhân quân tử thật vui khi được gần gũi với anh trương nghị anh trương nghị cái gì của anh đang chạm vào em vậy? Cái này à? Trên người anh mang nhiều pháp khí. Chạm vào một cái là chuyện bình thường, không được, em đói quá, bay không nổi nữa rồi, tiểu bạch trạch đói đến ngất xỉu, mang theo ba người chúng anh cùng rơi xuống, kết quả bạch trạch biến thành hình người. Anh bị hai cô gái coi như đệm ngồi bằng thịt. Anh đi tìm chút đồ ăn, các em nghỉ ngơi ở đây một chút, tiểu bạch trạch đừng chết nhé. Trước tiên uống chút nước muối vắt từ tất. Lạ thật, ở đây lại có linh khí tồn tại. Hóa ra là một suối linh thiên nhiên khoan đã, hình như có bóng người, thật không ngờ là thanh liên đạo trưởng. Ôi trời, là trương nghị thất trách rồi, không thể không nói, chúng ta thật là có duyên. Nghe nói người có tâm hồn trong sáng, sẽ để lại một bông hoa hồng trong phần bình luận. Sau đó sẽ không thấy băng trắng nữa. Cũng không biết có thật hay không, anh thề, ai mà tắm còn mặc quần áo chứ. Điều này thật là phi khoa học, tiền bối tại sao lại ở đây, ta truy đuổi yêu thú bị thương, đang dưỡng thương ở suối này. Thanh Liên đạo trưởng đột nhiên sử dụng pháp thuật đổi y phục, chỉ trong chớp mắt đã mặc chỉnh tề rồi. Trương Nghị thất trách, lần trước không thể hoàn thành, lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Xem ra hôm nay khó mà tránh khỏi kiếp nạn, ta thật sự phải tuân theo Thanh Liên đạo trưởng sao? Cảm thấy như vậy là có lỗi với sư tôn. Đột nhiên từ xa, Dương Ma U Minh lao về phía chúng ta, Thanh Liên đạo trưởng trước đó đã bị hắn giết. Đây là yêu thú đỉnh cao của hóa thần khí, lần này phải thu phục ngươi con súc sinh này trước đó hệ thống đã thưởng cho cây bút thần chắc là có thể sử dụng được xem ta kết hợp kỹ năng của các họa sĩ cổ kim trong và ngoài nước tụ hợp thành thần chi hóa công đại công cáo thành con thú này tên là đại hoàng đại hoàng gầm lên một tiếng rồi lao về phía dương ma u minh đây là linh thú mà trương nghị triệu hồi sao cảm thấy có gì đó kỳ lạ kết quả chỉ sau một đòn đại hoàng đã hy sinh anh dũng mẹ kiếp có vẻ phong cách vẽ sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu vậy ta sẽ vẽ một cái lưới để nhốt ngươi lại thành công rồi chiếc lưới vàng khổng lồ hiện ra, chắc chắn đã trói chặt Dương Ma U Minh. Trương Thế Trực làm tốt lắm, lần này hắn chắc chắn phải chết. Đạo trưởng Đạo Văn Ba Thanh Liên đã tung ra chiếu tất sát. Dương Ma U Minh bị đánh trúng chán, ngã xuống không còn tiếng động. Thắng rồi, lần này nhờ có Trương Sư Trước ra tay giúp đỡ, phải thưởng lớn cho Trương Sư Trước mới được. Đừng ngại ngùng, chúng ta hãy cùng cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt nào. Chết rồi, trái tim trộm của ta sắp mất rồi. Sư Tôn à Sư Tôn, con không thể phụ lòng sư tôn được, kích hoạt nhiệm vụ thiên lệnh. Viết tại chỗ. Dùng văn học để biểu đạt tình yêu với đạo trưởng Thanh Liên, thành công sẽ được thưởng năng lực vẽ tranh thần cấp. Thất bại sẽ suốt đời bất lực, thực hiện ý tưởng của hệ thống trong 10 phút là không tồi. Dùng sáng tác văn học để chuyển đề tài, có thể áp chế dục hỏa của đạo trưởng Thanh Liên tiền bối. Trong tình cảnh này, anh bỗng nhiên muốn ngâm một bài thơ, anh không nghe nhầm chứ, Trương Nghị muốn ngâm thơ cho anh, tận sâu trong lòng anh bỗng nhiên trở nên nóng bức. Trước đây anh đã sáng tác câu từ trong nguyệt giao, anh muốn tình yêu của mình dài hơn của cô ấy. Vì nhiệm vụ, chỉ có thể tìm cách thỏa mãn cô ấy thôi, sao không lấy chữ liên làm đề tài để sáng tác nhỉ? Trong tình cảnh này, anh muốn sáng tác một bài tản văn ái liên thuyết cho tiền bối. Ái liên thuyết của Trương Sư Trực, đây có phải là tỏ tình với anh không? Hoa của cây cỏ trên cạn và dưới nước, những loài đáng yêu thì rất nhiều, người đời rất yêu hoa mẫu đơn. Nhưng anh chỉ yêu hoa sen, mọc từ bùn mà không nhiễm bẩn, trong sạch mà không kêu xa. Có thể ngắm từ xa nhưng không thể chạm vào. Anh thích hoa cúc vì sự ẩn giật của nó, còn hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn là loài hoa phú quý, ai là người yêu hoa sen và cá đỏ. Bỗng nhiên cả ao sen nở rộ, đua nhau khoe sắc. Giải ra một lớp bụi vàng, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng năng lực vẽ tranh thần cấp. Văn tài của Trương sư trực thật xuất chúng, có thể làm cho suối linh nở hoa, thật sự là thánh văn sống lại, quan trọng là bài viết này dành cho anh, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Tình yêu của chúng ta thực ra còn có thể đi sâu hơn một chút sau sau khi sáng tác tiền bối lại càng hứng khởi hơn, khe núi khó mà bình yên, chẳng lẽ Trương Nghị ta thật sự sẽ sa ngã ở đây sao? Trương Nghị và Trương Lạc Nhạn đã vi phạm quy tắc môn phái. Chưa kịp tính sổ chuyện cũ lại muốn ta nhận đồ đệ. Có thể không càng khôn đã tha mạng cho hắn rất nhiều lần rồi. Vừa mới đây thôi, Trương Nghị, tình yêu của chúng ta thực ra còn có thể đi sâu hơn một chút, khe núi khó mà bình yên, bài văn không thể làm hài lòng đạo trưởng Thanh Liên, chẳng lẽ Trương Nghị ta hôm nay thật sự sẽ sa ngã ở đây sao? Thanh Liên, ngươi có thể có được thân xác của ta, nhưng ngươi không thể có được trái tim của ta. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi thích nhạc giao 10 phần, thì thích ta được mấy phần? 5 phần ta chỉ có một nửa của hắn thôi sao không? Ta muốn tất cả, tao chửi mày là đồ hổ cái à? Đau chết anh rồi, đạo trưởng thanh liên ném anh xuống đất. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ dùng chân tình để có được thân xác của ngươi. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn anh. Hắn thực sự đã khóc, nhạc giao có thể làm ngươi rung động, ta, Thanh Liên, sau này cũng có thể xong rồi, bị đạo trưởng Thanh Liên để ý. Sau này không có quả ngọt để ăn rồi, thi thể của Ma Dương U Minh để lại cho ngươi, ta chỉ cần nội đan, ngay sau gặp lại. Ta thể sẽ khiến ngươi chết tâm phục, quy gối dưới háng của ta, Thanh Liên, ôi, ta thực sự có chút thất vọng, có lẽ lần sau, ta sẽ không chịu nổi sự cám dỗ của đạo trưởng Thanh Liên nữa, dù sao ta cũng không tu luyện con đường vô tình thực sự. Ta kéo xác Ma Dương U Minh về, dù sao cũng không có gì để ăn, ăn thịt cừu nướng đi, trên người trương nghị ca ca có mùi của phụ nữ ta đi đùa thôi mà mẹ của thẩm thần du thuộc cung chó mũi thính như vậy sao có thể chứ ở nơi hoang dã này làm gì có phụ nữ là mùi nói dối điều này thật đáng sợ ta sợ quá rồi thẩm ngư đừng suy nghĩ lung tung nữa ta vội dùng thịt nướng để chuyển đề tài thịt nướng gì cơ hai kẻ tham ăn này nghe thấy có thịt ăn lập tức bật dậy như xác sống trương nghị ca ca không đúng lắm chắc chắn có vấn đề đợi ta tìm ra điểm yếu của hắn sẽ có thể làm gì hắn tùy ý lúc hoàng hôn chúng ta cuối cùng cũng trở về đạo tông hy vọng không bị sư tôn phát hiện nếu không chắc chắn sẽ bị phạt nặng trương nghị ngươi không phải đã kết hôn với trương nặc yến về gặp cha mẹ rồi sao sao còn mặt mũi trở về sư tôn xong rồi lần này chết chắc rồi ánh mắt sư tôn muốn giết người đã không giấu được nữa sư tôn nguyệt giao thật đẹp ban đầu nhập môn vì trương nghị ca ca bây giờ ta đột nhiên muốn thay đổi mục tiêu. Sư tôn trương nghị ca ca, thực ra là đi giúp lạc nhạn tỷ tỷ từ hôn. Ngươi là ai? Ta là tiểu mê muội của sư tôn, đại chu công chúa thẩm thần du. Trương nghị ca ca nói sẽ giới thiệu ta với sư tôn, làm đệ tử. Xong rồi xong rồi, đồng đội lợn này. Sư tôn đang tức giận. Chuyện thu nhận đệ tử chắc chắn sẽ hỏng, bọn họ đã vi phạm môn quy. Nợ cũ chưa tính, lại muốn ta thu nhận đệ tử, có thể không hai ngươi cùng bị trừng phạt khai mở đai càn khôn. Sư Tôn tha mạng, ta và Trương Lạc Nhạn bị sư Tôn thu vào. Pháp bảo giống của trấn nguyên đại tiên, Thẩm Thần Du bây giờ mới biết mình nhiều lời hại ta và Trương Lạc Nhạn, sư Tôn, tất cả là lỗi của người ta, tha cho họ đi, đừng gọi ta là sư Tôn, ta chưa đồng ý thu nhận ngươi làm đệ tử. Trong đai càn khôn, Trương Lạc Nhạn khóc nói, sư huynh, xin lỗi liên lụy ngươi rồi, thôi, trước đây ta còn tỏ tình với sư Tôn. Chỉ bị giam giữ đã là rất nhân từ rồi nhiệm vụ hệ thống chỉ còn 16 giờ. Nhiệm vụ lần này sợ là sẽ thất bại. Đêm đã về, trời đột nhiên sấm chớp mưa to. Thẩm thần du vẫn quỳ trước cửa đại điện. Sư tôn thực sự không cần ta sao, khó khăn lắm mới đến được đạo tông, cuối cùng lại là kết quả này. Cô gái này từ hoàng hôn quỳ đến bây giờ, thật kiên nhẫn. Cô ấy là công chúa đại chu, hình như muốn bái sư. Ta thấy khó đấy, cũng không biết, chưa nghĩ ca ca bọn họ bây giờ thế nào rồi thực ra sư tôn nguyệt giao luôn âm thầm quan sát thẩm thần du cô ấy thật sự có nghị lực cảnh tượng trong mưa này khiến ta nhớ lại năm xưa hóa ra sư tôn nguyệt giao cũng từng quỳ trong mưa để bái sư toàn bộ tiền tiết kiệm cũng đem ra làm học phí đáng tiếc không những không thành công mà còn bị đánh còn bị cướp mất tiền nhờ sự kiên cường của mình mới sống sót dù không vào được đạo tông cũng phải kiên trì tu luyện quay đầu nhìn lại năm tháng đã trôi qua lâu như vậy, thẩm thần du thực sự muốn trở thành đệ tử của ta, thì phải có tâm kiên định. Sáng hôm sau, nhạc giao sư tôn mở cửa đại điện. Đi về phía thẩm thần du vẫn đang quỳ không đứng dậy, tại sao ngươi muốn gia nhập đạo tông, thẩm thần du nghĩ, ban đầu là vì chương nghĩa ca ca. Sau đó là vì nhạc giao sư tôn, nhưng bây giờ ta đã có mục tiêu mới. Hắn lớn tiếng trả lời, để tu thành đại đạo. Nhạc giao sư tôn quay lưng vừa đi vừa nói, đạo tông và hậu viện có quá nhiều nước đọng cần người dọn dẹp tuyệt quá sư tôn đã chấp nhận ta rồi sư tôn yên tâm ta sẽ đi quét dọn nhạc giao lấy ra túi càn khôn nghĩ xử lý xong thẩm thần du phải tìm hai người kia tính sổ nhưng tại sao hơi thở của hai người lại yếu ớt chẳng lẽ bị ngạt thở bên trong nhạc giao sư tôn mở túi càn khôn ra xem trực tiếp không nói nên lời trương nghĩa đây là đan dược bổ thận khí ăn vào để bổ sung tốt hơn sư tôn vẫn thương ta mà Chẳng lẽ đây là tình yêu sao, Trương công tử, chẳng lẽ ta không đủ thành ý, tối nay ta đến tìm ngươi hay ngươi đến tìm ta. Ngay lúc đó, hai tên nhiệt đồ, ra đây cho ta, Sư Tôn, có chuyện gì xảy ra vậy, đang ngủ ngon với sư huynh, lại bị Sư Tôn đánh thức. Hai tên nhiệt đồ các ngươi, cùng Thẩm Thần Du đi quét dọn, hậu viện đạo tông giao cho các ngươi xử lý. Thẩm Thần Du hoàn thành nhiệm vụ bái sư, thưởng 50 điểm pháp lực. Nhiệm vụ đã hoàn thành xem ra sư tôn đã chấp nhận thẩm thần du tuyệt quá thần du chúng ta có thể cùng nhau quét dọn rồi đây có tính là hình phạt không sao cảm giác họ còn khá vui vẻ là đại sư huynh lại trở thành tăng quét dọn từ xa vang lên tiếng bước chân ầm ầm đại sư huynh chúng ta đến giúp ngươi đã muốn quét dọn từ lâu rồi lao động là vinh quang nhất trương nghĩa ca ca là hải vương sao sao các cô gái ở đây đều muốn chinh phục hắn làm hải vương thật mệt có quá nhiều bảo bối nhỏ lúc này nhạc sao đang thực sự đứng trên mái nhà quan sát sao cảm giác như ta đang thưởng cho trương nghĩa trong lòng có một nỗi buồn không tên ta bắt đầu có ý định rút kiếm giết người đại sư huynh để ta ta đến trước ngươi tránh ra các ngươi đừng lại gần ta sợ sư tôn hiểu lầm keo kéo đẩy đẩy thật không ra thể thống gì xong rồi xong rồi. lại bị sư tôn hiểu lầm sư tôn chúng ta chỉ đang làm bài tập quét dọn ngài không phiền chứ đúng vậy sư tôn chúng ta chỉ đang cùng nhau vận động đại sư huynh rất nghiêm túc ta có chuyện muốn nói lần này tha cho các ngươi trương nghĩa cổng cấm địa phía nam đã mở bảo vệ huyện thành nghe nói máu man vương cũng đã xuất hiện vật này rất có ích cho lực huyết mạch của ngươi trong vòng một tháng phải lấy được máu man vương tiện thể mang theo thẩm thần du cùng luyện tập ta nhất định không phụ lòng sư tôn lấy lại máu man vương bảo vệ đạo tông bảo vệ sư tôn đây là đan dược bổ thận khí ăn vào để bổ sung tốt hơn sư tôn vẫn thương ta mà chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Ta và Thẩm Thần Du, Trương Nặc Yến thông qua giấc mơ RPG, từ đạo tông đi đến cổng phía nam, trải qua núi non sông suối, cuối cùng cũng đến Đại Man thành, yêu khí nặng quá, ở đây có nhiều đại yêu tu vi rất mạnh. Đại Man thật sự mở cửa, tộc thổ dân, nhân tộc tu sĩ, yêu ma một tộc tụ họp một chỗ, mỹ nam thật non, đúng là thịt tươi thượng hạng. Tiểu ca ca, để tỉ tỉ kiểm tra cơ thể ngươi, từ đâu ra hai kẻ thần kinh này, đi thôi đi thôi gợi cảm không để ý đến chúng ta đứng lại cho ta thần phục làm nô lệ của chúng ta hắn đã nhận lợi ích rồi quả nhiên hắn là lo lắng cho chúng ta cái tát này rất đau nhưng lại có cảm giác thoải mái kỳ lạ hai nữ yêu ngã mạnh xuống đất ồ công tử trương nghị vừa đến đại man sao lại thô bạo với người hầu của ta vậy nhìn dáng vẻ của ngài chẳng lẽ là thánh của quốc gia nam yêu nữ trần tiểu quỷ hồ ly tinh từ đâu đến muốn quyến rũ sư huynh của ta phải không thanh nữ đại nhân xin hãy giúp chúng anh làm chủ tên trương nghị đó tham lam sắc đẹp của chúng anh còn muốn sàm sỡ chúng anh mắt anh không mù là các ngươi trước tiên xúc phạm công tử trương còn mặt mũi mà tố cáo các ngươi muốn gây ra cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc tội đáng chết vạn lần đôi mắt của trần tiểu quỳ phát ra ánh sáng kỳ lạ hai nữ yêu ngay lập tức bị bay ra ngoài chỉ dựa vào cùng một cây mà có thể giết ngay hai nữ yêu trần tiểu quỳ này chắc cũng giống như ta là người của hòa lâm hai kẻ không biết điều đã không còn nữa tiếp theo ta muốn bàn chuyện hợp tác với công tử trương chắc hẳn ngươi cũng đến để tìm kiếm thứ mà man vương đã viết phải không trần tiểu quỳ này là một người tàn nhẫn đáng để hợp tác buông móng chó của ngươi ra tránh xa đại sư huynh của ta ra cáo ngươi đang đùa với lửa đấy hợp tác với ta là phải trả giá đấy cai ra chúng ta có thể thỏa mãn lẫn nhau ta muốn ngọc thánh cửu vĩ máu của man vương thuộc về ngươi thì sao trương ứng hảo thật sự rất nam tính hệ thống cũng bảo ta hợp tác với hắn phân thưởng còn phong phú như vậy nhiệm vụ chắc chắn rất khó hoàn thành Trời ơi, hình phạt cũng quá biến thái rồi, chuyển giới cũng đành chịu thôi, còn biến thành yêu tinh nữ nữa hợp tác với ngươi cũng được. Chẳng lẽ Trương Công Tử cho rằng ta không đủ thành ý, tối nay ta đến tìm ngươi hay ngươi đến tìm ta? Con hồ ly lẳng lơ, ngươi quá đáng lắm rồi, những kẻ cản trở đại sư huynh của ta trộm tim đều phải chết. Ta chỉ muốn trêu chọc Trương Công Tử, sau này còn phải chiếm lấy lần đầu tiên của hắn, các ngươi đến đánh ta đi, đến đây, vui vẻ nào. Tất cả vì tông môn. Mọi người hãy nhẫn nhịn, Trần Tiểu Khuê, ngươi còn muốn giữ mặt mũi nữa không? Một con hổ thái dẫn theo hỉ dương dương và phí dương dương đi tới. Ngươi là yêu tộc mà lại đi kết giao với nam nhân tộc người. Quan trọng là hắn còn đẹp trai hơn ta. Thật là đáng ghét và đáng hận. Nói thật, Trần Thắng, khi chất của ngươi làm ta nhớ đến Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ là ai? Có đẹp bằng ta không? Vừa mới đây. Một con hổ thái dẫn theo hỉ dương dương và phí dương dương đi tới. Đây là cái gì? Quỷ thật, chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng xuyên không? nhìn rõ đi ta hổ tử là mỹ nam thuần khiết nhất của yêu tộc hổ tử đừng vô lễ ta hợp tác với công tử trương nghị không đến lượt ngươi yêu nghiệt phản đối ngươi gọi hắn là công tử trương nghị lại gọi ta là yêu nghiệt thật là đau lòng bạn già ơi đại ca chúng anh giúp anh xử lý hắn con người ngu ngốc chịu chết đi những tên lính lác này để ta bạch trạch lo kỵ sĩ bạch trạch đá trước thần thú mãi mãi chỉ là thịt đáng ghét con nhóc đầu chó ngươi dám giết cừu của ta các ngươi đang nhổ lông trên đầu hổ trần tiểu quỳ không đợi hắn khoe khoang xong đã tát một cái thật mạnh vào mặt hắn đủ rồi ngươi muốn kích động cuộc chiến giữa yêu tộc và con người sao trần tiểu quỳ ngươi dám đánh ta ngay cả cha ta cũng chưa từng đánh ta được rồi công tử trương chúng ta đi khách sạn để trao đổi sâu hơn nhé người phụ nữ này thật cứng rắn là một người phụ nữ có thể làm việc lớn chị lạc nhạn yêu nữ có ý đồ xấu với đại sư huynh không thể để hắn đạt được mục đích hừ lát nữa chúng ta gọi món thật nhiều chặt chém hắn một phen trương nghị ta và ngươi không đội trời chung bạn yêu tộc trương nghị là kẻ thù của ngươi phải không ngươi là ai mà khí thế mạnh mẽ như vậy ngươi đến không có ý tốt long tộc của ta và yêu tộc của ngươi có quan hệ không tệ hay là chúng ta liên thủ đối phó trương nghị ngươi là thánh tử long tộc long thiên nhất chẳng lẽ ngươi muốn thách đấu trương nghị đúng vậy ta muốn ngươi làm thuộc hạ của ta mở đường cho ta áp lực mạnh mẽ đến mức ta không thể không quỳ xuống Trương Nghị chắc chắn thua rồi. Lúc này, Trần Tiểu Quỳ dẫn chúng ta đến Đại Man. Khách sạn thương mại, lần này tha thứ cho ngươi trước, cáo. Món ăn ngon thật. Ăn từ từ, còn nhiều lắm. Chị lạc nhạn. Sao ngươi có thể bị chinh phục bởi chút thức ăn này chứ? Kỳ lạ, luôn cảm thấy xung quanh đây có sát khí. Đó là Diệp Hạo Nhiên. Lần này đến Đại Man, anh không chỉ muốn đoạt lấy máu của Vương Man, còn phải đánh bại Trương Nghị, rửa sạch nỗi nhục trước đây. Tiểu Hạo Hạo, ngươi và Trương Nghị thật là oan gia ngõ hẹp rất muốn xem các ngươi yêu nhau mà lại đánh nhau như thế nào. Im miệng, ta và hắn chỉ có tương tàn. Còn về an toàn, tốt nhất ngươi đừng lộ diện. Ôi chao, không dễ dàng gì, biết thương chị rồi à. Công tử trương, ngài đang nhìn gì vậy? Không, không có gì, nếu nói thanh liên là cay nồng. Thì hắn chính là không có giới hạn, ai mà chịu nổi bọn họ chứ, nói đến. Trần Thắng, khí chất của ngươi làm ta nhớ đến Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ là ai, có đẹp bằng ta không? có mùi vị của tình yêu ghê tởm đừng ngốc nữa tài năng mới là vương đạo chưa nghị đâu ta là thánh tử long tộc long thiên nhất đặc biệt đến để thách đấu thách đấu gì chứ ta chỉ thách đấu với mỹ nhân thôi ta không hứng thú với ngươi con yêu tinh sừng hưu yêu tinh sừng hưu là gì lão tử là long tộc hiểu thế nào là rồng không mặc kệ ngươi là gì chẳng phải chỉ muốn đánh bại ta để nổi danh sao trương nghị bị người ta gây sự rồi ngươi không đi xem náo nhiệt à cứ quan sát tình hình đã tìm cơ hội ra tay tiêu diệt trương nghị ngươi hãy đánh bại kẻ bại dưới tay ta diệp hạo nhiên trước rồi hãy đến tìm ta người tộc chúng ta đấu tay đôi cần phải tuần tự tiến hành diệp hạo nhiên đã từng đánh bại cửu thái tử của long tộc ta cũng là kẻ thù truyền kiếp của long tộc so với trương nghị hắn thực sự đáng ghét hơn đáng tiếc ta chưa từng gặp hắn diệp hạo nhiên đang uống rượu ở đằng kia trương nghị tên này lại hưởng ứng ta có phải diệp hạo nhiên hay không thử là biết ngay nhìn thấy long thiên nhất lao về phía mình Diệp Hạo Nhiên không chút do dự, giải phóng khí huyết đặc trưng của mình. Khí huyết mạnh mẽ như vậy, quả nhiên là Diệp Hạo Nhiên. Đứng xem cũng có thể bị giết nhầm, ta gặp vận xui gì thế này, Diệp Hạo Nhiên thì sao chứ? Lão tử là Long Thiên Nhất. Công tử Trương Nghị thật sự có bản lĩnh. Diệp Hạo Nhiên lần này gặp phải đối thủ mạnh rồi, thật thích xem người khác bảo vệ nhau. Long Thiên Nhất, tỉnh táo lại đi, đối thủ của chúng ta là Trương Nghị, nói bậy, ngươi mới là kẻ thù của Long tộc, nợ cũ còn chưa tính đâu tiểu hạo hạo cẩn thận bị trương nghị thừa cơ lợi dụng đấy đến nước này rồi chỉ còn cách này thôi bắt đầu lại từ đầu xem chiêu của ta thuật bạo tả mọi người cẩn thận diệp hạo nhiên ngươi điên rồi sao? Dạ. dám phóng thích pháp thuật lớn trong nhà đây chính là người của đạo tông sao hình như ta đã dần dần trở thành trương nghị rồi vậy thì nhập gia tùy tục thôi công tử trương đợi ta với cho ta tham gia cướp bóc với vừa rồi diệp hạo nhiên có bị phong ấn không dám phóng thích pháp thuật lớn trong không gian kín. Một tiếng nổ lớn, cả khách sạn đều nổ tung, hừ. Trương Nghị, Long Thiên Nhất, lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của các ngươi. Ai cũng không biết tình hình của Trương Nghị thế nào, hy vọng không bị nổ hỏng, sau này còn định tìm cơ hội để giao lưu sâu hơn với hắn. May mà ta kịp thời thi triển thuật bảo vệ, nếu không thì nguy hiểm rồi, trên người nhiều đồ trang sức thế này, ta thật mệt mỏi, đi theo Trương Công Tử thật có cảm giác an toàn cuối cùng ta cũng đã chạm được vào người sư huynh trương nghị rồi thánh tử ngài không sao chứ tất cả buông anh ra lão tử chưa chết trương nghị rửa sạch cho ta đợi ta xử lý xong diệp hạo nhiên rồi sẽ đến tiêu diệt ngươi nói đến là đến nói đi là đi sao trước tiên hỏi xem viên gạch của ta có đồng ý hay không dù sao ngươi cũng là thánh tử của long tộc phải để lại chút bảo bối mẹ kiếp ngươi dám đáp lại ta viên gạch quả không hổ danh là vật dụng cần thiết khi đi du lịch thần khí thượng cổ chuyên dùng để giết người cướp của dù là rồng cũng không chịu nổi để ta xem trên người ngươi có bảo vật gì cùng là thần thú long tộc thích giấu bảo vật nhất sao các ngươi định làm gì người tu đạo cướp bóc cũng là chuyện bình thường đại ca đừng mà trên người ta chẳng có gì cả đây vẫn là người của đạo tông sao đạo tông không phải là nơi coi trọng đạo đức nhất sao đối với hành vi đê tiện này ta chỉ muốn nói hãy để ta nhập ra tùy tục công tử trương cướp bóc cho ta tham gia với một nén hương dày đặc thật tội nghiệp các ngươi đừng lục soát nữa người ta đã không còn một giọt nào rồi ôi roi rồng quá nhỏ rồi chỉ có thể nổ ra một chút huyết rồng cực phẩm bạch trạch chỉ cướp được không khí tộc rồng thật nghèo chỉ có từng này tiền thôi sao sợi dây bí ẩn rút ra từ cơ thể hắn còn khá đàn hồi ha ha rồng có thể dùng để luyện thuốc trương nghị ngươi là tên khốn nạn đáng chết ta với ngươi không xong đâu đột nhiên gió thổi mát mông chết tiệt dây lưng quần của ta đâu rồi nhanh lên nhìn tộc rồng kìa khuôn viên lại nhỏ như vậy lúc này Tôn nghiêm của tộc Rồng ta hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cũng đến nơi, đây chính là cấm địa đại môn, sao ở đây lại đầy dẫy thế lực ngang ngược thế này, chúng ta phải cẩn thận, những người này chết trong tình trạng thê thảm, chắc chắn đã gặp phải ma vật mạnh mẽ, bụi về bụi, đất về đất. Điều duy nhất anh có thể làm là giúp họ bảo quản di vật khi còn sống, đại sư huynh quá đáng rồi, có tiền thì mọi người cùng kiếm chứ. Không muốn cố gắng nữa, chỉ muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi, mọi người cẩn thận chỗ này có gì đó không ổn những xác chết đó đều sống lại rồi mọi người mau rút lui đừng quên mang theo bảo vật ở đây có một đại điện mau vào trong để tránh nạn tránh ra mau theo anh trời ơi nhiều xác sống thế này người chết bên ngoài chắc là bị chúng độc xác của chúng đại sư huynh hình như anh đã dẫn chúng ta vào tổ quái vật yên tâm đi đừng hoảng sợ xác sống mạnh đến đâu cũng không đánh bại được chúng ta công tử trương chúng ta cùng lên xem chiêu này đuôi hổ chói thân cây đẹp lắm đến lượt anh thể hiện kỹ năng thực sự rồi. Kiếm tiên thơ, kiếm thuật tuyệt ảnh thần. Giết một người, ngàn dặm không lưu lại, không ngờ chỉ một chiêu đã tiêu diệt được nhiều xác sống như vậy, xem ra kiếm thuật của công tử Trương Nghĩa đã đạt đến mức thượng thừa, ở đây có một cổng dịch chuyển, chắc là lối vào kho báu cấm địa. Anh và Trần Tiểu Quỳ vào trong một chuyến, các bạn tạm thời ở lại đây, đại sư huynh, cẩn thận nhé, không hay rồi, những xác sống đó đang đuổi theo chúng ta không thể làm liên lụy. Đại sư huynh cũng phải chiến đấu đúng không? Lần này tuyệt đối không thể làm mất mặt sư huynh, khả năng của Thẩm Thần Du sẽ là gì nhỉ? Nhân danh vô hình triệu hồi thần thú Bạch Hổ. Cắn chúng cho ta, đây là Bạch Hổ trong truyền thuyết sao? Anh ít đọc sách, đừng lừa anh nhé, con mèo này còn nhỏ hơn tiểu Bạch Trạch của anh, thuật vẽ khổng lồ có thể làm lớn vũ khí, chắc cũng có thể làm lớn động vật chứ. Wow, thật là dễ thương quá. Bạch Hổ, sông lên, này, ăn cá khô đi, Bạch Hổ có ăn cá không nhỉ? Nén cá khô đến đâu, nó sẽ lao đến đó thật là vui quá, chúng ta tiếp tục ném thức ăn qua đó. Tiểu Bạch Hổ, cố lên, phía sau cánh cổng dịch chuyển. Quả nhiên là nơi cất giấu kho báu, Tiểu Quỷ, cậu đi tìm đồ đi, anh sẽ canh gác. Luôn cảm thấy ở đây có sắc khí, cậu cẩn thận nhé. Đột nhiên có một tiếng động vang lên từ không xa. Đó là gì vậy? Hắn chính là Man Vương được mệnh danh là Bạo Quân gián điệp sao? Thật là những người nhàn chán, không thể để bản vương yên nghỉ sau khi chết sao? Thấy Trương Nghị ôm người phụ nữ khác, tại sao mình lại ghen chứ? nói đi cũng phải nói lại, người mà càng khôn đai mang về là ai vậy? Vừa mới đây thôi, kẻ tự tiện xâm nhập vào nơi an nghỉ của bản vương đều đáng chết. Viên ngọc đỏ trên ngực man vương chắc hẳn chính là chữ viết của man vương. Công tử trương, tiểu thanh, anh ta là nguyên anh sơ thất, thực lực mạnh hơn chúng ta một bậc. Triệu hồi thần chi bút, hãy thức tỉnh. Các chiến binh của đại man giết hết bọn chúng cho ta, chơi triệu hồi với tiểu gia. À? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Tiến lên, đội quân người que của ta. Mặc dù sức chiến đấu của chúng ta không ra gì, nhưng chúng ta có số lượng đông. Trận chiến giữa người que và binh lính xương, công tử trường. Đây chính là truyền thuyết về đánh hội đồng sao? Đúng vậy. Sư tôn dạy chúng ta rằng nếu không đánh lại thì phải đánh hội đồng. Đây chỉ là món khai vị thôi, cây diều khổng lồ tàn sát thành phố này mới là sát thủ thực sự của bản vương. Sức mạnh của Kiềm Man vương quá mạnh. Chúng ta phân tán để tránh né, tiểu quỳ, em vòng qua để thu hút sự chú ý của hắn, anh sẽ tìm cơ hội để giam giữ hắn, cơ hội tốt chính là bây giờ. Thuật trói tiên khiến Man vương không kịp trở tay, đã bị ta dùng pháp thuật tạm thời giam giữ rồi tiểu quỷ tấn công nhanh lên hai người các ngươi thật là đê tiện vô liêm sỉ bớt nói nhảm đi để ta ra tay một chiêu cơ hội tốt đầy, thuật ngự kiếm phi kiếm chém giết thật sự anh còn muốn sống thêm 500 năm nữa cuối cùng cũng bắt được man vương này rồi xem ra huyệt của man vương này chính là lõi duy nhất duy trì sự sống của hắn bạo quân của tộc mãn một thời nay đã không còn tồn tại thánh địa cửu vĩ quả nhiên ở đây năm xưa man vương xâm lược tộc ta bây giờ cuối cùng cũng trả lại cho chủ cũ hợp tác đoạt bảo nhiệm vụ hoàn thành thưởng 60 điểm pháp lực ngẫu nhiên nhận được kỹ năng cấp s triệu hồi bom linh khí và thuật tạo thú hệ thống kỹ năng ném bom và biến động vật thật là chuyên gia chơi kham mà bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau trương nghị ngoan ngoãn giao nộp hang ổ của man vương đi nhờ có thuật truyền tụng của huynh long đâu có đâu có tất cả đều vì man vương trời ơi hai người các ngươi là một cặp à anh và Huynh Long không đánh không quen. Là chi kỷ khó gặp, từ nay Huynh Hạo Nhiên sẽ là đại ca của ta. Hãy để ta thử pháp thuật mới của mình trên hai người các ngươi. Pháp thuật mới của ta, triệu hồi bom linh khí. Huynh Long, mượn thân thể của Huynh dùng một chút. Trời ơi, ngươi thật đê tiện, tội nghiệp Long Thiên Nhất bị biến thành tấm chắn. Rất tốt, nhiệm vụ của Long Thiên Nhất đã hoàn thành viên mãn. Dùng người khác làm lá chắn. Không hổ danh là ngươi, Diệp Hạo Nhiên, đáng tiếc là ngươi vẫn còn sơ suất. Ngoan ngoãn làm xúc sinh đi, tạo xúc thuật, đây là chiêu thức gì vậy? Làm sao để bảo vệ cơ thể, linh khí không chặn được? Sao ta lại biến thành chó rồi? Trương Nghị học tà thuật này từ đâu? Ha ha, Diệp Hạo Nhiên, đây mới chính là bản chất của ngươi, chó ngoan, từ nay chúng ta sẽ là đồng tộc. Nghĩ đến ta, Diệp Hạo Nhiên, từng là anh nay người. lại bị người ta coi như chó đuổi. Xem lại từ đầu, ta đã thành công rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát, Trương Nghị lại đây chịu chết. Cẩn thận, Trương công tử đã cứu ta. Trương công tử thật đẹp trai, nhìn thấy Trương Nghị ôm người phụ nữ khác, Tại sao ta lại cảm thấy ghen tị một cách vô lý, thậm chí còn có chút ghen tuông, không ổn, đánh quá mạnh rồi. Chỗ này sắp sập rồi, chúng ta mau đi thôi, Trương Nghị. Lần sau ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Sư Tôn đã cho ta mượn đai Càn Khôn. Bây giờ có thể dùng được rồi, đai Càn Khôn thu lại không tốt. Vết máu đã bị thu đi rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không bắt được Diệp Hạo Nhiên, ngược lại thu được một thứ kỳ lạ. Công tử Trương, mau nắm lấy tay ta, Diệp Hạo Nhiên chạy trốn không kịp lần này hắn xui xẻo rồi đại sư huynh đã ra tay mọi người mau chạy đi chỗ này sắp bị hủy rồi một tiếng nổ lớn vang lên cấm địa đại môn coi như hoàn toàn bị hủy may mà chúng ta đã lấy hết bảo vật ra ngoài nói trở lại người đại diện của càn khôn này là ai vậy xong rồi xong rồi. sức mạnh bị suy yếu bị phát hiện ngay tại chỗ trương nghị ta sẽ khiến ngươi nhớ mãi hóa ra trong lòng diệp hạo nhiên ta chỉ là chị gái còn đối với trương nghị ta lại có một cảm giác đặc biệt ngay vừa rồi càn khôn đã bắt được huyết cơ và sức mạnh của huyết cơ bị suy yếu hiện hình ngay tại chỗ. ta chỉ là linh hồn vô tội bị thương nhầm thôi các ngươi nên thả ta ra đã đến rồi thì đừng đi nữa giữ ngươi lại để dò hỏi tin tức về diệp hạo nhiên bây giờ ngươi cứ ở yên đây đi nhẹ tay thôi ngươi làm đau ta rồi trần tiểu quỳ lại nghĩ ta tham lam sắc đẹp đùa gì vậy chứ ta là loại người đó sao nghe nói có một số đàn ông có sở thích đặc biệt ngay cả nữ quỷ cũng không tha đừng nghĩ lung tung nữa chúng ta mau rời khỏi đây thôi hôm nay chia tay, không biết khi nào mới gặp lại. Trương Nghị, đưa ngón tay của ngươi ra. Ngươi muốn học trẻ con móc ngoéo sao, chẳng lẽ Trần Tiểu Quỳ đã yêu ta rồi. Ai ngờ anh ta nắm lấy ngón tay anh rồi cắn một cái. Anh muốn anh mãi mãi nhớ đến anh. Trời ơi, anh là chó à. Muốn để lại ấn tượng sâu sắc cũng không cần phải cắn người. Ngay cả Trầm Ngư Lạc Nhạn cũng đến góp vui muốn cắn anh. Các người không làm người nữa phải không? Công tử Trương, chúng ta có duyên gặp lại. Hy vọng anh đừng quên anh. Nghi thức chào đón của Đạo Tông vẫn long trọng như vậy các sư muội đều đến chúc mừng anh được vương mãn yêu thích nhiệt tình quá mức rồi đấy chẳng phải là đại sư huynh sao anh hướng dẫn họ làm đội cổ vũ gì vậy còn khuyến khích mọi người mặc váy siêu ngắn đột nhiên trên trời xuất hiện hai bóng người trương nghị đâu trả mạng con trai ta đây thì ra là là diệp hạo nhiên dẫn theo cha con long thiên nhất đến đòi công lý trương nghị tại sao ngươi lại giết con trai ta diệp hạo nhiên ngươi là gián sao mạng cứng như vậy long thiên nhất chết thế nào trong lòng ngươi không rõ sao còn dám vu oan cho ta bằng chứng rành rành thi thể của Long Thiên Nhất là ta liều mạng mang về. Trương Nghị, ta muốn ngươi đền mạng. Đang lúc ta chuẩn bị ra tay với Long Bá, sư tôn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ai dám làm tổn thương đệ tử của ta, loài bò sát của Long tộc dám động đến đệ tử của đạo tông ta. Sư tôn vừa đến liền, một chiêu suýt chém đứt đầu Long Bá. Vô tình tiên tử, đệ tử của ngươi giết con trai ta, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Sư tôn đừng lo, để ta xử lý, ta, Trương Nghệ Thâm, không sợ bóng nghiêng, đây là lúc lưu dĩnh, ta đã ghi lại tình hình lúc đó. Thật giống như Diệp Hạo Nhiên đã dùng Long Thiên Dực làm lá chắn, mới gây ra cái chết của hắn. Trời ạ, lúc đó hỗn loạn như vậy mà ngươi còn có tâm trí quay phim. Đối phó với kẻ cặn bã như ngươi, tất nhiên phải cẩn thận hơn rồi. Hơn nữa vết máu của ngươi vẫn còn trong túi càn khôn của ta, không tin có thể hỏi hắn, ta, ta thực ra muốn hỏi Diệp Hạo Nhiên. Ngươi có từng để ý đến ta không? Dù chỉ một chút, lần này ngươi đến rốt cuộc là để cứu ta phải không? Hay chỉ đơn thuần là để trả thù Trương Nghị? không ngờ huyết cơ lại nói ra những lời như vậy. Hắn vẫn quan tâm đến cảm nhận của ta như vậy à? 6 năm trước, khi ta đang chặt củi thì gặp huyết cơ, từ đó hắn mỗi ngày đều theo ta nói rằng muốn giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi ngay cả đau đớn bình thường cũng không thể vượt qua. Để ta giúp ngươi chữa trị nhé, sau này hãy theo ta để huấn luyện, ngươi nhất định có thể trở thành đại sư huynh lợi hại của Thiên Tông. Tạ Cơ, nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi, ta đến đây là để cứu ngươi, trong lòng ta, ngươi luôn là người chị tốt nhất. Hóa ra trong lòng hắn, ta chỉ là chị gái còn đối với trương nghị ta lại nảy sinh một cảm giác đặc biệt tên khốn diệp hạo nhiên ngươi dám cướp người phụ nữ của ta không đúng là cướp đai càn khôn của ta sư tôn diệp giao nghe xong lại muốn rút kiếm giết người trương nghị dường như rất quan tâm đến người phụ nữ trong đai càn khôn tên đồ đệ này lại đang quyến rũ ong bướm xem ra diệp hạo nhiên thật sự là hung thủ hại con trai ta long thiên nhất trong lòng hắn đột nhiên giả chết gọi cha ta vẫn chưa chết hóa ra hắn dùng thuật giả chết để bảo toàn mạng sống chúng ta đi đuổi theo tên đó tính sổ đã không kịp đuổi theo nữa rồi các ngươi vẫn nên tính sổ với ta trước đã, bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ta rồi đi cũng chưa muộn. Người trẻ tuổi, xin hãy nói tiếng người, cái gì gọi là tổn thất tinh thần? Phí tổn thất sư tôn đặt ngang mũi tên lên cổ hắn. Đạo tông của ta dùng đức phục người, muốn đi thì phải nói chuyện đạo đức với chúng ta, long tộc phải có thành ý. Nếu không thì uy nghiêm của đạo tông ta ở đâu? Vậy thì đừng nói nhảm nữa, mau chuyển tiền đi, đây chính là đạo tông dùng đức phục người sao? Cha ơi, nếu chúng ta không phục thì e rằng sẽ trở thành người chết mất sư tôn nguyệt giao lại muốn song tu với ta trương nghị tối nay đến tìm ta sư tôn tối nay ta chính là người của ngài rồi vừa mới đây cha con long tộc đến đạo tông đòi công lý đã thể hiện đủ thành ý cảnh tình này khiến sư tôn nguyệt giao cảm thán không biết mình có làm hư đám đệ tử này không nguyệt giao ngươi đợi đấy lần sau chắc chắn ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu sư tôn bảo ta mau chóng luyện hóa máu vương man nhanh chóng đạt đến kỳ nguyên anh trương nghị tối nay ngươi đến tìm ta ta sẽ giúp ngươi một tay giúp ngươi luyện hóa hiểm vương man sư tôn đây là ám chỉ rõ ràng mà tối nay ta nhất định phải thể hiện thật tốt không thể để sư tôn thất vọng diệp hạo nhiên mang theo huyết cơ trở về thiên tông hắn dường như đang bày một kế hoạch lớn huyết cơ cảm thấy người đàn ông trong đầu chỉ toàn là hoàng đồ bá nghiệp thật là nhàm chán ít nhất đến buổi tối nên nghĩ đến những chuyện thú vị diệp hạo nhiên trực tiếp đi gặp sư tôn của mình chu đệ hắn tuyên bố rằng đã lấy được huyệt vương man và chuẩn bị dâng lên cho chu đệ chu đệ lập tức thay đổi sắc mặt hắn muốn dùng huyết tinh của vương man để đột phá khả năng chống lại lôi kiệt sẽ lớn hơn. Chu đệ không phát hiện Diệp Hạo Nhiên sử dụng linh khí, còn tưởng rằng hắn thật lòng dâng hiến, không ngờ rằng giây tiếp theo liền bị đồ đệ của mình ám toán tấn công bất ngờ. Diệp Hạo Nhiên dùng phong linh nhận mà Chu đế đã tặng cho hắn, chấn áp linh khí của hắn, lại sử dụng thuật khống chế thần bằng huyết khí, khống chế sư tôn của mình, tội nghiệp Chu đế, từ đó trở thành con rối của đồ đệ mình. Tiểu Hạo Hạo cuối cùng cũng có cảm giác làm việc lớn. Diệp Hạo Nhiên đầy tham vọng, chuẩn bị lợi dụng chu đế để kiểm soát toàn bộ Thiên Tông, sau đó từng bước chinh phục các tông môn khác. Lúc này ta đã đến Nguyệt Ảnh Phong. Đêm khuya tĩnh lặng, vừa hay làm chút việc chính với Sư Tôn. Trương Nghị, cuối cùng ngươi cũng đến, đến muộn là phải chịu phạt đấy. Sư Tôn sẽ phạt thế nào đây? Ta nghĩ mọi người đều là người lớn rồi, nhanh chóng vào thẳng vấn đề đi, việc không nên chậm trễ, vậy thì làm nhanh đi, làm gì cơ? Ôi trời, Sư Tôn thật thẳng thắn, Sư Tôn đã nhìn thấu những suy nghĩ không trong sáng trong đầu ta ta bảo ngươi ngồi xuống đất rồi luyện hóa máu vương mãn. Sư tôn nói rằng dương khí của máu vương mãn quá mạnh, phải luyện hóa ở nơi có âm khí thịnh vượng. Ngay sau đó, sư tôn bắt đầu bày trận giúp ta thu thập khí âm. Ta cầm máu vương mãn và vận hành khí ở cung tây. Sư tôn mở trận pháp thái âm tiếp dẫn, khí âm xung quanh lập tức điên cuồng tràn về phía ta. Sư đồ phối hợp, tu hành không mệt. Có sư tôn giúp đỡ ta luyện hóa huyệt vương mãn chỉ là chuyện nhỏ. Huyệt vương mãn đã hoàn toàn chuyển hóa thành tu vi, tổng hợp thực lực của ta đang không ngừng tăng vọt mặc dù không đạt được nguyên nhân nhưng cũng đã đạt đến đỉnh cao của rừng bạch dương nhân cơ hội này ta chuẩn bị diễn giải sư tôn sư sư tôn anh hình như đã tổ hỏa nhập ma rồi trương nghị người sao? anh rồi? dùng pháp thuật để che giấu hơi thở khiến sư tôn hiểu lầm rằng anh hấp thụ quá nhanh dẫn đến cơ thể khó chịu đựng thực ra trong lòng anh đang gieo hò cuối cùng cũng thành công tiếp cận sư tôn sư tôn bế anh bay về phòng của người sư tôn hôm nay anh chính là người của ngài Phòng của Sư Tôn thật thơm, tối nay không muốn rời đi. Ai ngờ, Sư Tôn đã phát hiện ra mạch máu của anh vẫn đang hoạt động, biết rằng anh đang giả chết. Sư Tôn với khuôn mặt hơi đỏ chuẩn bị trừng phạt anh, phạt đồ đệ này tối nay ngủ trên sàn, để hắn suy nghĩ lại. Sư Tôn đã ngủ rồi, sao người lại không làm theo kịch bản vậy, không phải nên quan tâm anh sao? Sư Tôn chắc chắn đã phát hiện ra, nhưng tại sao người không vạch trần anh? Chẳng lẽ là ám chỉ anh chủ động tấn công? Không ngờ rằng tư thế ngủ của sư tôn nguyệt giao lại đáng yêu như vậy yêu anh có nên đỡ sư tôn nằm ngay ngắn không chính vào đêm qua sư tôn đang ám chỉ anh chủ động tấn công sao anh nằm trên sàn đến sáng mà không dám động tay anh vẫn quá nhát gan không dám chạm vào sư tôn nhưng thật sự dám chạm vào sư tôn chắc sẽ bị đánh chết không ngờ tư thế ngủ của sư tôn lại như thế này thật khiến người ta mơ mộng viển vông sư tôn đột nhiên trở mình vừa rồi cô ấy giả vờ ngủ sao may mà anh không động tay nếu không bây giờ chắc chắn đã gặp rắc rối rồi Sư Tôn hỏi anh ngủ trên sàn có thoải mái không, hóa ra cô ấy đang trừng phạt anh, Trương Nghị, ngươi nhiều lần dính líu đến hoa cỏ còn lừa dối sư phụ. Điều đáng ghét hơn là, ngươi để Diệp Hạo Nhiên cướp mất đai Càn Khôn. Anh đột nhiên nhớ ra, Sư Tôn không ngăn cản Diệp Hạo Nhiên chạy trốn, chẳng lẽ là cố ý để đưa đi huyết cơ bên trong, nói xem ngươi định bồi thường thế nào. Nếu làm sư phụ không hài lòng, ngươi sẽ phải ngủ trong ngục mỗi ngày. Anh vội vàng nói rằng từ nay sẽ không dính líu đến hoa cỏ nữa và sẽ tìm Diệp Hạo Nhiên để lấy lại đai Càn Khôn. Sư Tôn hoàn toàn không tin vào lời hứa của anh về phụ nữ còn về đai càng khôn thì yêu cầu anh phải bắt diệp hạo nhiên bồi thường gấp 10 lần làm sư tôn yên tâm việc đòi nợ là sở trường của anh sư tôn vỗ vai anh định khích lệ vài câu đột nhiên cửa bị đẩy ra là thẩm thần vũ đến báo cáo người của thiên tông đã đến cùng đạo tông đại sư huynh sao lại ở trong phòng ngủ của sư tôn họ thân mật như vậy chẳng lẽ vừa rồi đã làm chuyện gì không thể nói ra sao sư tôn và anh hoàn toàn không hoảng hốt dám đến tận cửa thì không cần khách sao nữa cổng núi đạo tông đã chiến đấu đến mức căng thẳng anh và sư tôn hợp lực song kiếm xông vào trận chiến kẻ địch ngay lập tức ngã ngựa người ngã ngửa quân đội tan rã không thành hình tinh thần của mọi người trong đạo tông tăng cao sức chiến đấu tăng vọt ngay lập tức chỉ dựa vào đám gà mờ này đến cũng chỉ là đi chết mà thôi lập tức phản công sau đó san bằng thiên tông đột nhiên trên bầu trời sắc khí sôi trào một người đàn ông cầm trường kiếm xuất hiện tiên tử vô tình lạc dao, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện hôm nay ta chu đệ sẽ đối đầu với các người. họ đều bị bao phủ bởi khí huyết có vẻ như tất cả đều bị diệp hạo nhiên kiểm soát lúc này trên trời lại xuất hiện một người khác ta nói này bà già đánh nhau sao không gọi người của đệ tông ta hóa ra là thanh liên đạo trưởng đã lâu không gặp thanh liên đạo trưởng đến để giúp chúng ta có vẻ như ai cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh sư tôn lập tức từ chối tiến thẳng về phía chu đế một mình ta là đủ không cần ngươi yêu bà xen vào ai ngờ thanh liên đạo trưởng ôm chặt lấy ta tốt lắm ta cùng trương dực song phi chúng ta đi thiên trung để đánh lén sư tôn lớn tiếng mắng thanh liên vô liêm sỉ ngươi không phải đến để giúp đạo tông mà là đến để cướp đồ đệ của ta cướp thì sao lần này ta thanh liên không làm người nữa ngươi làm gì được ta ta để thanh liên nghe theo chỉ huy của ta sau khi thành công ta sẽ thưởng đặc biệt cho hắn có thanh liên đạo trưởng đi cùng thiên tông lần này chắc chắn tiêu đời lúc này diệp hạo nhiên đã trở nên kiêu ngạo hắn bảo huyết cơ không cần ẩn giấu thân hình nữa còn phong hắn làm quân sư đột nhiên có một thuộc hạ đến báo có người đánh lén tàng bảo các sao chắc chắn là trương nghị trương nghị xuất trình câu cỏ không mọc nổi không phải chỉ là lời nói suông hệ thống tự mang không gian chứa đồ vừa hay để đựng bảo vật thanh liên thấy anh không giết người mà chỉ cướp bóc thì có chút tức giận nhưng vì phần thưởng đặc biệt của anh hắn vẫn nhịn trương nghị ngươi thật to gan dám chơi trò đánh lén với ta quái vật mắt đỏ và tiểu thư huyết cơ các ngươi đến thật nhanh nhiệm vụ hệ thống đã đến thất bại trong việc đoạt lại đai càn khôn sẽ khiến đạo trưởng Thanh Liên điên cuồng quấy rối ký chủ, hình phạt thất bại này thật sự là phúc lợi mà hệ thống dành cho anh. Đây là lần thứ mấy anh bị đạo trưởng Thanh Liên quấy rối rồi? Sao hắn lại giống Trần Tiểu Quỷ, đều thích cắn anh vậy, vừa mới đây, anh và đạo trưởng Thanh Liên lẻn vào Thiên Tông để trộm nhà, khi Diệp Hạo Nhiên và Tạ Cơ đến, anh đã nhận nhiệm vụ hệ thống, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị đạo trưởng Thanh Liên điên cuồng quấy rối, rốt cuộc sẽ điên cuồng đến mức nào đây? thật sự có chút mong đợi. Đang lúc anh chuẩn bị ra tay với Diệp Hạo Nhiên và bọn họ. Đạo trưởng Thanh Liên đã chắn trước mặt anh, Diệp Hạo Nhiên nói, ngươi nghĩ Thiên Tông không có người sao? Sau đó hắn vung tay triệu tập bốn đại trưởng lão của Thiên Tông, thế là đạo trưởng Thanh Liên đối phó với bốn đại trưởng lão, còn anh đối mặt với Diệp Hạo Nhiên và Tạ Cơ, "Trương Nghị, ta đã gần đến kỳ nguyên anh, ngươi chuẩn bị chết đi." Một cú đá đã làm gián đoạn pháp thuật của hắn, thật sự là quá chậm. "Trương Nghị, ngươi là kẻ tiểu nhân đê tiện, làm sao xứng đáng là người chính đạo?" nghĩ rằng phản diện lại còn ngây thơ như vậy thật không biết tạ cơ đã dạy dỗ hắn như thế nào dù sao thì diệp hạo nhiên cũng không phải là thái kê anh cũng khó tránh khỏi bị thương một chút huyết kê thấy chúng anh liền trực tiếp dùng quyền cước bảo vệ trong lòng nghĩ rằng hai người này thực sự đã nổi giận rồi ban đầu còn hy vọng hai người các ngươi bắt tay giảng hòa cùng nhau hợp tác chứ tân liên đạo trưởng đối đầu với bốn người rất vất vả tạm thời không thể dành tay giúp anh được anh khiêu khích diệp hạo nhiên đang dần mất kiểm soát ở đây không thể thoải mái ra tay, có gan thì chúng ta ra ngoài. Diệp Hạo Nhiên quả nhiên không để ý đến lời cảnh báo của Huyết Kê. Đuổi theo tới, thực ra anh đã đặt sẵn bom linh khí ở gần đây. Diệp Hạo Nhiên tiêu đời rồi, một tiếng nổ lớn, vô số bom linh khí phát nổ dưới chân Diệp Hạo Nhiên. Không ngờ sức mạnh của những quả bom khi kết hợp lại mạnh đến vậy, mặc dù không đến mức giết chết Diệp Hạo Nhiên, nhưng cũng khiến hắn bị trọng thương. Diệp Hạo Nhiên, ngươi cứ ngoan ngoãn nằm trong hố mà ăn đất đi. Diệp Hạo Nhiên chất vấn Huyết Cơ tại sao không ra tay. Huyết Cơ nghĩ thầm, làm sao ta nỡ ra tay với người đàn ông mà ta thích chứ ta bảo diệp hạo nhiên giao nộp đai càng khôn ra ta có thể cân nhắc để lại cho hắn một con đường sống dù sao nhiệm vụ của hệ thống vẫn quan trọng hơn hóa ra đai càng khôn đang ở trong tay huyết cơ hắn cầu xin ta đừng làm hại diệp hạo nhiên không ngờ huyết cơ lại chủ động giao nộp đai càng khôn điều này sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại tuy nhiên bị thanh liên đạo trưởng quấy rối rõ ràng đó là phúc lợi dành cho ta mà lúc này thanh liên đạo trưởng đột nhiên không thể kiểm soát được tinh thần tại sao ta lại đột nhiên muốn cùng trương dực bay cao đôi cánh chỉ một chiêu đã đánh lui bốn trưởng lão xem ra sức chiến đấu của hắn tỷ lệ thuận với dục vọng từ xa đột nhiên bụi mù cuồn cuộn một luồng khí mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến gần trương dực mau đến cùng ta cưỡi ngựa phi nước đại cùng chia sẻ sự phồn hoa của nhân gian chỉ một lần chạm mặt ta đã bị hắn đè ngã xuống đất tạ cơ đã dẫn diệp hạo nhiên nhân cơ hội trốn thoát trương dực thất trách ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta tâm linh ngươi hãy bình tĩnh trước đã đừng để diệp hạo nhiên và bọn họ chạy thoát hệ thống trò chết tiệt thật không ngờ lại khiến thanh liên đạo trưởng trở nên điên cuồng như vậy. Thanh liên đạo trưởng đã hoàn toàn mất lý trí. Hắn nói ngươi cứ kêu đi, ngươi kêu càng lớn tiếng, ta càng hưng phấn, xong rồi, xong rồi. Hắn đã hoàn toàn biến thái rồi, sợ đau không? Vậy thì hãy nhẹ nhàng một chút, ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây? Trương Nghị, tốt nhất ngươi đừng có động. Nghe theo sự sắp đặt của ta, chết tiệt, Thanh Liên đạo trưởng thật sự nghiêm túc rồi. Sao ngươi lại giống Trần Tiểu Quỷ, đều thích cắn người vậy? Đều cắn đến chảy máu rồi, hắn còn nói tiếp theo nên cắn chỗ nào nữa? Không được, ta phải chạy thôi, mức độ biến thái của hắn thật sự ngày càng tăng. Hai chúng ta cứ như vậy, ngươi đuổi ta chạy về hướng đạo tông, cuộc chiến giữa đạo tông và thiên tông đã gần đến hồi kết. Mọi người trong đạo tông đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cuộc đối đầu giữa sư tôn Nhạc Nghiêu và Chu Đế cũng đã tiến đến giai đoạn căng thẳng nhất. Cuối cùng, Chu Đế không phải là đối thủ của sư tôn Nhạc Nghiêu, bị đánh đến mức phun máu bay tứ tung, cú đánh này đã phá vỡ sự kiểm soát thần trí của Diệp Hạo Nhiên. Thần trí của Chu Đế cũng theo đó mà khôi phục. Sư tôn Dạ Dao yêu cầu Chu Đế ẩn danh tạ tội, Chu Đế vội vàng cầu xin tha thứ, và sẵn sàng cúi đầu xương thần sau khi bồi thường một lượng lớn tài nguyên quý giá cuối cùng anh cũng trốn thoát trở về anh vội vàng cầu cứu thế tôn hình như anh đã đè lên thứ gì đó trương nghị anh sẽ đuổi theo ngươi đến chân trời góc bể sư tôn đã ra tay lão yêu bà ngươi còn dám đến đây ai trong đạo tông cũng đừng hòng ngăn cản ta có được trương nghị có vẻ như sư tôn và thanh liên đạo trưởng sẽ có một trận đại chiến anh không ngờ mình lại trở thành ngòi nổ nguyệt sao sư tôn sắp đón kỳ độ kiếp phi thăng trăm năm một lần chẳng lẽ anh sẽ mãi mãi mất đi sư tôn sao ngay vừa rồi đại chiến giữa nguyệt giao sư tôn và thanh liên đạo trưởng đã sắp bùng nổ không ngờ thanh liên đạo trưởng lại ra tay trước lão bà ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu rồi hừ đã giao đấu với nhau nhiều lần như vậy anh chưa bao giờ thua lão bà có cần ra tay ác như vậy không không thể cho anh mượn trương nhất lang của ngươi chơi một chút sao ngươi coi ta là gì chứ sư tôn bị thanh liên đạo trưởng nói đến đỏ mặt yêu bà đừng có nói bậy ta chỉ đang bảo vệ đệ tử nguyệt giao sư tôn đã sử dụng tuyệt chiêu việt xã kiến chứng ông ấy thực sự đã nổi giận thanh liên đạo trưởng cũng đã tung ra địa tông lịch pháp phong cảnh tàn dư của tiểu phi kiếm tốt hơn là ngươi tự giữ lại để dùng vào buổi tối hai người đấu qua đấu lại rất hăng say trương lạc yến nói lần đầu tiên thấy sư tôn tức giận như vậy họ không chỉ vì đại sư huynh đâu ta nói hai người họ thực ra đã có ân oán từ lâu là một cặp đối thủ không đội trời chung nhiều năm hệ thống đột nhiên gửi thông báo hình phạt kết thúc thanh liên đạo trưởng thoát khỏi trạng thái điên cuồng ta bị làm sao thế này, dường như có ai đó đã thi triển pháp thuật lên ta, khiến ta điên cuồng theo đuổi ngươi, yêu nữ giả vờ chính nghĩa, ngươi bớt giả bộ đi, ngươi vốn dĩ đã là kẻ biến thái rồi. Hơn nữa hôm nay còn vô liêm sỉ hơn, nếu ngươi nói như vậy, ta đành phải lật bài ngửa thôi. Thanh Liên đạo trưởng đột nhiên lao về phía ta, ta chính là kẻ biến thái, ta chính là thích Trương Nghị. Ta lại một lần nữa bị hắn sảm sỡ, hắn nói, "Nhạc Dao, ngươi dám thân mật với Trương Nghị như vậy sao?" Thế Tôn lần này thực sự nổi giận, "Ngươi dám công khai trêu chọc đệ tử của ta, ngươi coi đạo tông của ta là nơi nào?" thấy khiêu khích thành công. Thanh Liên đạo trưởng thấy đủ thì dừng, sử dụng bí pháp của đế tông để rời đi, Thanh Liên đạo trưởng cuối cùng cũng đi rồi. Hy vọng sư Tôn không giận lây sang ta, tiếp theo còn có Chu Đế đang chờ xử lý. Hắn đã bị phong ấn tu vi, bây giờ bị Trầm Ngư Lạc Nhạn bắt nạt rất thảm. Hắn dám xâm phạm đạo tông, vậy thì trực tiếp xử lý hắn, có vẻ như sư Tôn đã chút giận lên Chu Đế. Chu Đế vội vàng cầu xin tha thứ, hắn nói tất cả đều là lỗi của Diệp Hạo Nhiên. Hắn sẽ về nhà dọn dẹp môn hộ, sau khi ký một loạt hiệp ước bất bình đẳng Chu Đế bị sư tôn nhạc diêu ném ra khỏi đạo tông. Chu Đế trong lòng thầm nghĩ, quyết tâm ta phải nhẫn nhịn chờ đợi để trỗi dậy. Khoan đã, ngươi còn chưa thể đi, đã đến rồi, phải để lại cái gì đó. Chu Đế trần chuồng đứng khóc trong gió. Các ngươi không nên gọi là đạo tông, gọi là đạo tặc mới đúng. Ta đá một cái làm hắn ngã lan. Chúng ta gọi là quân tử yêu tiền, lấy nó có đạo. Đạo tông. Ta đặc biệt cảm ơn tám đời tổ tiên của các ngươi. Ta hỏi sư tôn chuẩn bị xử lý thiên tông như thế nào. Sư tôn nói thiên tông đã nửa sống nửa chết ông ấy quan tâm đến ngày độ kiếp sau một tháng, cái gọi là ngày độ kiếp là mỗi trăm năm thiên hạ giáng lôi kiếp xuống các cao thủ đỉnh cấp. Sư tôn từng thất bại trong việc độ kiếp trăm năm trước, còn bị trọng thương nặng, giờ đây lại phải đối mặt với độ kiếp. Nghe nói độ kiếp thành công sẽ phi thăng tiên giới, nhưng ta thật sự không nỡ rời xa sư tôn, không muốn để sư tôn độ kiếp phi thăng. Trương Lạc Nhạn và những người khác cũng không nỡ rời xa sư tôn. Mọi người ở bên nhau thật vui vẻ biết bao. Sư tôn nói khi sức mạnh tu luyện đạt đến đỉnh cao của nhân gian sẽ không được thiên đạo dung thứ, độ kiếp trở thành số phận không thể tránh khỏi. Có người thành công phi thăng, cũng có người thất bại và ẩn mình, tất nhiên cũng có người lưu luyến nhân gian và chống lại lôi kiếp. Vật lộn không biết bao nhiêu trăm năm, anh từ trái đất xuyên không đến đây. Sư Tôn là người thân thiết nhất với anh, thật mong Sư Tôn có thể ở lại nhân gian, lúc này có người đến báo tin, nói rằng có thư truyền qua bổ câu của anh, hóa ra là của Trần Tiểu Quỷ, anh ta muốn mời anh đến núi Thanh Khâu của Nam Yêu Quốc làm khách, nhìn biểu cảm của Sư Tôn là biết sắp gặp rắc rối rồi, gây rối với thánh nữ của Nam Yêu Quốc, bản lĩnh không nhỏ đâu sư tôn lại cho phép anh đi gặp mặt nhưng anh phải nhân cơ hội này thu thập thêm một số thông tin về yêu tộc sau đó sư tôn quay người chuẩn bị đi bế quan sư tôn hỏi anh còn điều gì muốn nói không anh vốn định tỏ tình thêm một lần nữa nhưng để không làm phiền lòng sư tôn anh đành nhịn sư tôn quay đầu nhìn anh anh cảm thấy sư tôn chắc chắn biết anh đang nghĩ gì sư tôn anh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ sau hơn. này để anh bảo vệ sư tôn sư phụ tin rằng nhiệm vụ thiên mệnh của con lại đến rồi thật không ngờ lại bảo ta nhận trần tiểu quỳ làm đệ tử thất bại sẽ biến thành cô gái tai thú dễ thương. Hệ thống chó này chắc chắn là cố tình gây rối. Không ngờ tộc hồ ly Thanh Khâu toàn là nữ chiến binh, nhân tộc lại có nam nhân tuấn tú như vậy, chúng ta cùng nhau tiến lên nào, ngay cả lão tổ hồ ly lửa cũng ôm lấy ta. Có phải ta đã đến quá vội vàng không? Công tử Trương, thị nữ của ngài Trần Tiểu Quỳ đã sẵn sàng, nhanh đến và mời vào đi, sáng nay ta cưỡi bạch trạch đến núi Thanh Khâu của Nam Yêu quốc. Các sư muội cùng nhau tiễn ta, lần này ta kiên quyết không mang theo trầm ngư lạc nhạn để tránh họ lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Đại sư huynh chắc chắn là đi tìm con hồ ly tinh đó để được ưu đãi. Lúc này đây ta chỉ muốn chém người. Liệt diêu sư tôn dõi theo ta rời xa. Tiếp theo, hắn cũng nên bế quan chuẩn bị độ kiếp rồi. Cuối cùng cũng đến núi thanh khâu rồi. Nhưng lại không thấy một con hồ yêu nào. Trong rừng đột nhiên xuất hiện vô số tai thú. Giây tiếp theo, ta đã bị một nhóm nữ chiến binh tộc hồ vây quanh. Kẻ xâm nhập từ đâu đến đây? Dám cả gan xâm phạm núi thanh khâu của chúng ta. Nhiều cô gái thú như vậy, xem ra tộc hồ toàn là nữ giới. Người này thật đẹp trai. Anh ta có phải là khách mời của Thánh nữ, Trương Nghị không nhỉ? Anh vội vàng tự giới thiệu, nhưng nhiều cô em hồ yêu thế này đều thích anh, thật là phiền phức. Chúng ta hãy thử trải nghiệm một chút trước đã. Sau đó sẽ đưa anh ta đến chỗ Thánh nữ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhóm người này có vẻ không bình thường, chẳng lẽ anh vừa muốn yên ổn, lại gặp phải thử thách lớn như vậy? Hôm nay, công tử Trương không chỉ phân cao thấp mà còn quyết định sống chết, chắc chắn sẽ làm bạn sướng đến bay lên. Họ thậm chí còn không tha cho cả con ngựa của anh. Tội nghiệp bạch trạch bị vút ve đến mức biến thành hình người từ đằng xa bỗng nhiên vang lên tiếng chửi mắng của trần tiểu quỳ mà lại phóng đãng như vậy thật là làm mất mặt tộc hồ của chúng ta tất cả yêu hồ đều quỳ xuống xin tội trần tiểu quỳ quả không hổ danh là thánh nữ khi chất được kiểm soát rất tốt công tử trương hãy đi cùng anh anh sẽ dẫn bạn đi gặp tổ trưởng của chúng anh hồ lão tổ trần tiểu quỳ vừa đến đã nắm tay anh may mà không mang theo trầm ngư lạc nhạn thánh nữ không cho chúng anh lại gần trương nghị nhưng lại tự mình chiếm lợi đây là muốn ăn một mình à Trần Tiểu Quỳ hỏi anh thời gian qua có nhớ cô ấy không? Anh đành phải nói dối là không. Trong lòng anh chỉ có sư tôn của anh, anh ngờ chính cái đuôi của cô ấy đột nhiên không có gió. Tự động bay lên. Trước tiên đặt tay lên cảm nhận một chút, sau đó nói với anh. Trong lòng bạn có phải đã có thêm một người là anh không? Trần Tiểu Quỳ này vẫn vô liêm sỉ như vậy. Liên tục thách thức lòng trộm của anh. Nhìn cô ấy cười vui vẻ, anh đột nhiên có một sự cảm không lành. Lần này gọi anh đến chắc chắn là có chuyện tốt, không ngờ công tử Trương Nghị lại đẹp trai như vậy vừa có dáng vẻ tuấn tú lại không mất đi phong thái thanh tao. Chào mừng đến thăm núi Thanh Khâu của anh, đã sớm nghe danh lão tổ Hồ Ly Hỏa có tấm lòng vĩ đại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Lời khen ngợi của anh khiến lão tổ Hồ Ly Hỏa rất vui mừng, ngay lập tức tặng anh một bình tinh linh đan thượng phẩm. Tinh linh đâu phải vật trong ao, đây chính là bảo vật quý giá nhất về huyết mạch. Tiền bối tặng anh bảo vật quý giá như vậy, sợ rằng có ý đồ khác chăng? Hóa ra lão tổ Hồ Ly Hỏa muốn anh đại diện cho tộc Hồ tham gia đại hội luận đạo nam yêu diễn ra sau một ngày, như vậy, anh có thể nhân cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ thu thập tình báo mà sư tôn giao phó ông ấy còn nói phần thưởng của đại hội lần này là mộ xét vạn năm quý giá nếu chiến thắng bảo vật này sẽ thuộc về anh mộ xét vạn năm là bảo vật chống lại lôi kiếp sư tôn chắc chắn sẽ cần đến nó lần này anh nhất định phải giành được vật này thấy anh đồng ý nhanh chóng như vậy lão tổ hồ ly hỏa liền lao thẳng về phía anh nếu không nhờ trần tiểu khuê kịp thời ngăn cản e rằng anh đã bị ông ta xử lý ngay tại chỗ nghĩ đến nhiệm vụ của hệ thống anh vội vàng đưa ra điều kiện hợp tác giữa hai bên phải có một mối quan hệ hợp lý mới được chưa kịp để lão tổ hồ ly nói gì trần tiểu khuê đã không thể chờ đợi mà nói rằng anh ta có cách gả anh cho công tử trương chẳng phải là được rồi sao hồ ly lão tổ lập tức nổi giận nếu phải gả thì cũng là lão nương trước còn chưa đến lượt ngươi anh nói vậy thì để trần tiểu khuê làm thị nữ của anh đi điều này e rằng không ổn đâu cô ấy là thánh nữ được phong của nam yêu quốc mà anh ngờ trần tiểu khuê lại đồng ý ngay lập tức anh nguyện làm thị nữ của công tử trương ngay giây tiếp theo hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng là hai viên đại đạo quả và kỹ năng ép người khác quỳ xuống quỷ thuật không ngờ chỉ cần đồng ý bằng lời cũng được con quỷ thuật là cái quái gì vậy thật không ngờ lại là kỹ năng nis sự việc đã đến nước này lão tổ hồ ly cũng không ngăn cản nữa bất kể mối quan hệ gì các ngươi vui là được đêm đã buông xuống anh cũng nên đi nghỉ ở phòng khách rồi nghe nói bạch trạch đã được các hồ yêu sắp xếp một chỗ tốt như vậy anh cũng yên tâm rồi xem ra tối nay có thể ngủ ngon giấc nhưng ai ngờ trong phòng trần tiểu khuê đã đợi anh chết tiệt sao ngươi lại ở đây là thị nữ của công tử điều đầu tiên cần học là làm việc. Không phải cô ấy luôn mặc tất trắng sao, sao đột nhiên lại đổi sang tất đen, đây là đang chơi đùa với trái tim trộm cắp của anh à. Nếu phục vụ công tử Trương là một sai lầm, thì anh nguyện sai lầm mãi mãi, công tử Trương hôm nay tiếp đãi không chu đáo, chưa kịp xin lỗi. Bản tôn đêm nay sẽ cùng ngươi luận đạo, cứu mạng, đạo tâm của anh đang lung lay. Nếu ai từ thanh thu du ngoạn một vòng trở về mà vẫn giữ được đạo tâm, thì chắc chắn là thần nhân chuyển thế, là nhân vật lợi hại của đạo tổ luân hồi. Chính vào hôm nay, anh đã đồng ý với yêu cầu của lão tổ hồ ly đại diện cho tộc hồ tham gia đại hội luận đạo và trần tiểu khuê cũng đồng ý làm thị nữ của anh giúp anh hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ai ngờ khi anh trở về chuẩn bị đi ngủ lại bị phục kích là thị nữ của công tử điều đầu tiên cần học là làm việc hắn mạnh kệ hắn mạnh gió mát thổi qua đồi núi hắn ngang kệ hắn ngang trăng sáng chiếu xuống dòng sông lớn anh đã niệm cửu dương chân kinh rồi tại sao lý trí vẫn giảm trần tiểu khuê nhận ra đạo tâm của anh không ổn định cô ấy bảo nếu anh muốn phạm sai lầm thì cứ việc đúng vậy cô ấy đã là thị nữ của anh rồi còn gì phải do dự nữa đột nhiên có tiếng gõ cửa làm anh hồi phục chút máu công tử trương có ở đây không không ổn là lão tổ hồ ly trần tiểu khuê nhanh chóng chui xuống gầm giường nếu bị lão tổ phát hiện thì anh chết chắc chưa kịp để anh trả lời hắn đã tự mở cửa bước vào công tử trương đêm nay không cần lo lắng cô đơn bản tôn sẽ cùng ngươi luận đạo luận đạo luận đạo nửa đêm nào có luận đạo lúc này lão tổ hồ ly cũng không giả vừa nữa ba ngày bản tôn bị ép buộc bởi thân phận giờ không cần kiềm chế nữa lão tổ bình thường nghiêm trang đoan chính không ngờ sau lưng lại phong tình vạn trùng hơn anh lão tổ hồ ly này còn hơn cả đạo trưởng thanh liên một lời không hợp liền hôn môi anh vội nghiêng đầu tránh nụ hôn đầu phải để dành cho thế tôn trần tiểu khuê dưới gầm giường sắp bùng nổ vì giận dữ trương nghị sẽ không thực sự bị lão tổ chiếm đoạt chứ đạo trưởng thanh liên xem ra công tử đã tán tỉnh không ít cô gái vậy bản tôn sẽ cho ngươi cảm nhận sự khác biệt của chúng ta công tử trương có ở đây không chúng anh đến thăm ngươi lão tổ hồ ly kinh hãi nếu bị tộc nhân nhìn thấy ta chẳng phải thân bại danh liệt chỉ thấy lão tổ lộn ngược xuống giường thêm hai người nữa là đủ một bàn mạt trượt cửa lại bị mở ra công tử trương chúng anh đến tìm ngươi luận đạo hôm nay không tiện đâu các vị hay là để hôm khác nhé chẳng lẽ trương nghị hôm nay định sụp đổ tại đây chết tiệt đây đâu phải là núi thanh khâu hoàn toàn là nước nữ nhi không có đạo đức dưới gầm giường lại thêm một người sắp bùng nổ vì giận dữ thấy anh sắp sụp đổ trần tiểu khuê và lão tổ hồ ly đồng thời lao ra buông trương nghị ra để ta đến lão tổ thánh nữ sao các người lại ở đây bản tôn sợ công tử trương ngủ đá chăn vì vậy ta đến xem lão tổ thế nào lý do này cũng quá gượng ép rồi thấy mình mất đi ngôi sao lão tổ hồ ly đã đưa ra một quyết định được mọi người khen ngợi quyết định hôm nay trời đã tối mọi người nghỉ ngơi trong phòng này đi ai mà chịu nổi đây trong tình cảnh này anh chỉ có thể cố gắng niệm thầm giữ vững lòng trộm vượt qua đêm điên cuồng này sáng sớm ngày hôm sau anh cùng với mọi người trong tộc hồ đến nam yêu quốc yêu đô để giữ vững đạo tâm đêm qua anh không ngủ được dù sao sư tôn mới là con đường rợp bóng cây mà anh hướng tới vai vị cường giả tuyệt thế tỏa ra uy áp mạnh mẽ trước cổng hoàng cung phi linh yêu tộc có mặt đều quỳ xuống vạn tuế quốc chủ săn hô thì ra là nam yêu quốc chủ đại bằng vương đạo đại bằng vương ngay lập tức phát hiện ra khí tức của con người ngươi là ai ta là đại đệ tử của đạo tông trương nghị chính là do nữ thần tiểu quỳ mời đến tham gia hội luận đạo. Đại bằng vương nghe xong liền nổi giận, lấy nữ thần của nước ta làm thị nữ, ngươi còn chưa xứng. Anh cười nói, xứng hay không thử sẽ biết, anh bay đến trước mặt đại bằng vương. Hôm nay đã là hội luận đạo của Nam yêu quốc, ta là đệ tử của đạo tông, tự nhiên sẽ lấy đạo làm trọng. Nghe nói ngươi đầy bụng kinh luân, vậy xin hỏi ngươi, trong mắt nhân tộc, đạo là gì? Anh nghĩ đến việc nói về tu đạo, đạo đức kinh của trái đất chính là kinh điển vô thượng. Vừa hay để anh truyền đạo, anh ngước mắt nhìn bia trời thiên mẫn. Trong mắt anh, chữ đạo thật kỳ diệu không thể tả chính là cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, những câu đơn giản này lại có thể dẫn phát linh khí của trời đất cùng cộng hưởng. Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, Trương công tử thật là thần nhân, chúng ta trước đây thật sự đã quá coi thường, đối với ngài ấy thật là tội lỗi, sau này nhất định phải giữ ngài ấy lại chơi thêm vài ngày. Đại Bằng Vương quả thật là người có kinh nghiệm phong phú, lập tức đối với thân phận của anh khởi nghĩa, có thể nói ra những điều thần kỳ như vậy. Trương nhất tuyệt đối không chỉ đơn giản là đại đệ tử của đạo tông, chân tướng chỉ có một, Trương Nghị chắc chắn là thần nhân truyền thế. Trương công tử, thật không biết tặng gì cho ngài, anh tặng chính mình làm quà cho ngài nhé, anh là thị nữ của Trương Nghị, đã là món quà tốt nhất rồi. Lão tổ, ngài vẫn nên tiếp tục ở lại tộc hồ làm tộc trưởng đi. Trương công tử, anh tặng ngài album ảnh chân dung của anh, bên trong có bức tranh toàn thân của anh đấy. Vừa mới đây thôi, anh dựa vào việc ngâm thơ đạo đức kinh. Tỏa sáng rực rỡ tại đại hội luận đạo khiến cho tất cả yêu quái dưới đài đều kinh ngạc như gặp thần nhân đại bằng vương thông minh tuyệt đỉnh nhìn ra rằng những điều kinh thế hãi tục này không thể nào là do nhạc nghiêu truyền dạy sư tôn truyền dạy cho anh anh cũng không sợ nói cho họ biết những kinh điển này đến từ một quốc gia bí ẩn ở thế giới khác còn cụ thể là ở đâu thì không thể tiết lộ đại bằng vương cho rằng những gì anh nói là từ tiên giới vì vậy anh mới có thể thông hiểu mọi thứ ông ta đổi cách gọi anh thành trương tiên sư có vẻ như muốn dựa vào anh thấy anh xuất hiện và đạt đến đỉnh cao bốn tài tử của yêu tộc dưới đài tự thấy mình thấp kém không dám lên sân khấu luận đạo nữa đại bằng vương lại hỏi anh về kiến thức trị quốc và tu đạo vì mộ xét vạn năm anh cũng đành phải giúp đỡ nước mềm mại nhưng cũng cứng rắn nhất nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành không ngờ chỉ hai câu nói của anh lại khiến linh khí trời đất dâng trào như biển đại bằng vương lập tức sáng mắt ông ta từng chủ trương ngoại giao cứng rắn liên tục chinh chiến nhưng chưa từng làm lớn mạnh thế lực ngược lại Nhân tộc như nước mềm mại nhưng cũng cứng rắn nhất. Lãnh thổ ngày càng mở rộng, anh tiếp tục nói rằng nước là vua của xương trắng. Giỏi xử lý giới trướng, lần này người đầu tiên sáng mắt lại là Hỏa Hồ lão tổ. Lão tổ, sao mặt ngài lại Đó nghe vậy? một lời của ngài, hơn đọc 10 năm sách. Đại Bằng Vương rơi nước mắt. Cuối cùng ông ta đã hiểu rằng phải trị quốc như nước, đi tu luyện, đi làm người, lấy mềm làm cứng mới ngày càng mạnh mẽ, quy gối hàng loạt. Sự kính ngưỡng đối với anh như nước lũ tràn lan, một khi phát ra không thể kiểm soát anh là hồ lão tổ sau khi sự việc xảy ra ai muốn tiếp cận trương tiên sư phải thông qua sự giới thiệu của tộc ngũ hồ uy danh của tộc hồ ngay lập tức đạt đến đỉnh cao các yêu quân thừa nhận tộc hồ là tộc lớn nhất trong yêu tộc đột nhiên trên trời bay đến một con hổ trương nghị ta muốn lấy mạng ngươi mạng chó của ngươi kẻ đến là thủ lĩnh tộc hồ hắn Hù... muốn báo thù cho con hổ của hắn đại bằng vương vội vàng trách mắng kẻ không biết điều gây rối đây là đại hội luận đạo là sân nhà của trương tiên sư gia hu nói ta đã hại chết con trai hắn còn xin đại bằng vương minh xét đúng sai xử lý lời nói và hành động của ta. Con trai ngươi bị Diệp Hạo Nhiên giết, liên quan gì đến ta? Ngươi là nguồn gốc của mọi tội ác. Nếu không có ngươi châm lửa, con trai ta cũng sẽ không bị Diệp Hạo Nhiên giết. Đối phó với lý lẽ vớ vẩn, cách tốt nhất là bắt hắn quỳ xuống. Thế là ta sử dụng thuật quỳ gối được hệ thống thưởng. Giây tiếp theo, Gia Hu liền bịch một tiếng quỳ xuống đất. Trương Dịch này thật sự biết tà thuật, đại bằng vương lại cho rằng đây chắc chắn là hình phạt của thần linh đối với Gia Hu. Thế là vị đại lão của tộc hổ này, với đôi mắt vô thần, lập tức bị thanh trừng khỏi gia tộc như một món quà đại bằng vương hai tay dâng lên tấm bia mộ bị xét đánh ngả năm tuyệt vời cuối cùng ta cũng có thể giúp sư tôn nhạc diêu vượt qua kiếp nạn lúc chia tay mọi người trong tộc hổ đều lưu luyến không rời trong khoảng thời gian này mọi người đã xây dựng được tình bạn sâu sắc chỉ còn hai ngày nữa sư tôn sẽ vượt qua kiếp nạn anh phải nhanh chóng trở về lão tổ hồ ly lửa lao vào lòng anh ông ấy thậm chí muốn tự mình làm quà chia tay tặng anh trần tiểu khuê lập tức phản đối Cô ấy nói rằng mình sẽ làm thị nữ và luôn ở bên cạnh. Cô anh. ấy chính là món quà tốt nhất mà tộc Hồ tặng anh, còn về lão tổ, vẫn nên ở lại tộc Hồ tiếp tục làm trưởng tộc. Nghĩ đến chuyện này anh đã thấy đau đầu. Sau khi trở về, thật không biết phải giải thích với sư phụ thế nào, thật là mệt mỏi. Lão tổ Hồ Ly Lửa không cam lòng, lấy ra một cuốn album tranh tặng cho anh, nghe nói bên trong có những bức ảnh cá nhân chất lượng cao của ông ấy. Món quà này anh thật sự thích, nhưng xem nhiều quá dễ bị chảy máu mũi anh và Trần Tiểu Khuê cưỡi bạch trạch khởi hành trở về đạo tông. Lão tổ hồ ly lửa nói rằng khi rảnh rỗi sẽ đến đạo tông tìm anh. Trương Nghị hy vọng bạn có thể nhớ đến anh, nhớ rằng trong tộc hồ có một cô gái si tình, trong lòng luôn nhớ đến bạn. Một ngày sau, anh đã trở về đạo tông. Trầm Ngư Lạc Nhạn dường như tâm trạng không tốt. Nếu bình thường gặp Trần Tiểu Khuê, họ chắc chắn sẽ cãi nhau. Nhưng bây giờ lại không có phản ứng gì. Anh hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì, Thế Tôn hiện giờ ra sao? Hóa ra Thế Tôn đã lặng lẽ rời đi, nói rằng muốn tự mình vượt qua kiếp nạn. Không muốn liên lụy đến chúng anh, anh lập tức rút kiếm ra chuẩn bị xuất phát. Anh nghĩ anh biết thế Tôn đang ở đâu, anh dặn dò mọi người trông coi đạo tông cẩn thận. Đợi anh mang thế Tôn trở về, sư Tôn, đợi con, anh tuyệt đối sẽ không để thầy một mình đối mặt với lôi kiếp, lôi kiếp đang ập đến, nhạc nghiêu sư Tôn sắp sinh tử đạo tiêu, thiêu đốt thánh thể tối thượng, khởi động màn chắn thiên đạo, sư Tôn nhất định phải kiên trì nhé. Vừa mới đây thôi, anh mang theo Trần Tiểu Quỳ trở về đạo tông trầm ngư lạc nhạn nói sư tôn đã ra đi không lời từ biệt muốn một mình vượt qua kiếp nạn sư tôn đợi con anh tuyệt đối sẽ không để thầy một mình đối mặt với lôi kiếp anh gặp bách linh cốc đang tiến thẳng đến vùng ngoại vi của đạo tông anh biết sư tôn nhất định đang ở đó sư tôn quả nhiên ở đây cảm giác tâm linh tương thông thật là kỳ diệu sư tôn nhạc giao đang ngồi thiền ngài nghe thấy có động tĩnh liền từ từ mở mắt trương nghị sao con lại tìm được đến đây nhiều năm trước sư tôn đã dẫn con đến đây tránh mưa cũng không biết vì sao con chỉ cảm thấy sư tôn đang ở đây. Sư tôn đứng dậy đuổi con đi, ngài không muốn con bị lôi kiếp giết nhầm, ngài chỉ muốn một mình chịu đựng, lần này con sẽ không tuân lệnh, dù sư tôn phi thăng hay ở lại trần gian, con đều muốn bảo vệ ngài. Sư tôn tức giận, ngài nói tu đạo là một con đường cô độc, dù có thích ai đến đâu cũng sẽ có ngày phải chia ly, con bị khiển trách, chỉ có theo đuổi thành tiên và trường sinh mới là đích đến cuối cùng. Đây là lần đầu tiên con cãi lại sư tôn, con lớn tiếng hét lên rằng trường sinh bất tử thì có gì quan trọng, ở bên người mình thích mới là điều quan trọng nhất. Đột nhiên trên trời vang lên tiếng sấm, là Lôi Kiếp đến, Lôi Kiếp lại đến sớm hơn dự kiến, Sư Tôn lo lắng bảo con mau rời đi, đến nước này con sao có thể rời đi. Thêm một phần sức mạnh vẫn tốt hơn là không có. Con lập tức kích hoạt thuật bảo vệ, chuẩn bị cùng Sư Tôn chống lại Lôi Kiếp. Trương Nghị, cậu làm vậy để làm gì? Lúc này Diệp Hạo Nhiên và Tạ Cơ cũng đang nhìn về phía Lôi Kiếp. Năm đó Tạ Cơ chính vì thất bại khi độ kiếp mà mất mạng, anh ta muốn xem lần này sẽ có bao nhiêu cường giả phải bỏ mạng. Tiểu Hạo Hạo, con và Trương Nghị trong tương lai rất có hy vọng độ kiếp thành tiên đấy. Trương Nghị không có cơ hội đâu. Đợi khi ta phục hồi sức mạnh, nhất định phải khiến hắn chết. Thanh Liên đạo trưởng đang nhàn nhã thưởng thức lôi kiếp tại địa tông, anh ta đang chờ đợi một kết quả, bất kể lão bà dược giao có thành công phi thăng hay không, hay là sinh tử đạo tiêu, Trương Nghị chính là người của ta, đời này kiếp này, ta, Thanh Liên, nhất định phải chiếm được tâm hồn sâu thẳm của Trương Nghị. Lôi kiếp giáng lâm rồi, đây chính là sức mạnh của thiên đạo, trốn ở đâu cũng vô ích bây giờ chỉ có thể phòng thủ tại chỗ, lôi kiếp đột ngột sáng xuống, nhưng lại không đánh trúng chúng ta. Ngôi mộ bị sét đánh ngàn năm này thật sự hữu dụng, sư tôn thấy ta có bảo vật này, cũng tăng thêm vài phần tự tin, đợt lôi kiếp thứ hai đến rồi, uy lực lớn hơn lúc nãy gấp mấy lần. Xem ra thiên đạo muốn trực tiếp tiêu diệt sư tôn. Đẹp trai không quá 3 giây, ngôi mộ bị xét đánh nhanh chóng vỡ tan, sư tôn đưa kiếm che chắn trước mặt ta, người bảo ta mau đi, đây không phải là sức mạnh mà ta có thể chịu đựng. Không ngờ với thực lực đỉnh cao của sư tôn, vẫn không thể chống lại lôi kiếp, Sư tôn bị trọng thương ngã vào lòng ta, người cố gắng mở miệng bảo ta mau rời đi, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng đám mây trên trời lại biến hóa thành một khuôn mặt ác độc. Và ta thậm chí nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng một người phàm lại có thể chống lại lôi kiếp. Hệ thống lần đầu tiên phát ra cảnh báo, phát hiện hóa thân của Thiên Đạo tà ác. Có nên đốt cháy thánh thể tối cao không, mở ra rào chắn thiên đạo, tại sao thiên đạo lại phân chia lên mở, chẳng lẽ thiên đạo cũng là một sinh linh? Giọng nói của Thiên Đạo vang dội như sấm, đi ngược lại thiên đạo sẽ bị trừng phạt chẳng lẽ số phận sẽ bị thiên đạo điều khiển sao tuyệt đối không phải để bảo vệ thế tôn mà là vì tất cả những người anh quan tâm dù cho đó là thiên đạo anh trương nghị cũng sẽ chống lại đến cùng hãy bùng cháy thánh thể tối cao mở ra rào chắn thiên đạo truyền thuyết nói rằng thánh thể tối cao có thể chống lại thiên đạo hóa ra là phải trả giá bằng việc tiêu hao thánh thể chống lại lôi kiếp sức mạnh thiên đạo giống như của anh ở nhân gian lại có sức mạnh tương tự như của anh lúc này vô số tu sĩ đang ngóng nhìn cảnh tượng này những người có trí thậm chí đã khởi nghĩa có lẽ thứ trên trời kia không phải là thiên đạo thực sự. Nhìn thấy lôi kiếp không thể làm tổn thương anh, thiên đạo lại truyền âm năng cho anh, đối địch với hóa thân của anh, ngươi, con kiến này, sức mạnh cũng khá Nhanh đấy. chóng nuôi mình béo lên. Đợi đến ngày độ kiếp lần sau, ta nhất định sẽ nuốt chửng ngươi. Anh lớn tiếng mắng thiên đạo, bảo hắn chờ đấy, một ngày nào đó, anh sẽ đánh bại bản thể của hắn. Thiên đạo gào thét rồi tan biến, bầu trời lại trở về với ánh nắng rực rỡ. Do chắn của thiên đạo thực sự rất hữu dụng, nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn, sức mạnh của thánh thể tối cao đã cháy hết. May mắn là Sư Tôn vẫn còn sống, tinh linh không chân, cộng thêm phần thưởng hệ thống là bổ sung đại đạo, chắc có thể cứu tỉnh Sư Tôn. Anh luyện hóa dược lực rồi truyền vào cơ thể Sư Tôn. Sư Tôn nhất định phải kiên trì nhé. Một lát sau, Sư Tôn từ từ tỉnh lại. "Sư Tôn, cuối cùng người đã tỉnh rồi, Trương Nghị, tại sao ta vẫn còn sống?" Sư Tôn lập tức phát hiện, sức mạnh của thánh thể tối cao trên người anh đã biến mất. Anh an ủi Sư Tôn, bảo người đừng lo lắng, anh chỉ tiêu hao thánh thể để đuổi thiên đạo đi thôi. Sư Tôn đột nhiên ôm chặt lấy anh đồ ngốc vì ta mà con làm vậy có đáng không không còn thánh thể thì sau này phải làm sao thánh thể mất rồi có thể khôi phục nhưng nếu mất sư tôn con sẽ sống không bằng chết ta trương nghị có thể mất tất cả chỉ duy nhất không thể mất sư tôn con yêu sư tôn đây là tiếng lòng không bao giờ thay đổi ta cũng rất tò mò tiếng lòng của sư tôn đối với con là gì lúc này chúng ta nhìn nhau đầy tình cảm khuôn mặt của sư tôn dần dần đỏ lên trương nghị thực ra ta ta đến để điều tra thánh hoàng đại chu nhưng lại rơi vào cuộc tranh giành ngôi vị hệ thống nói chỉ cần giúp Trường Khanh được Long Nại công nhận là có thể khôi phục thánh thể tối cao, còn bên đại hoàng tử cũng có một kẻ địch mạnh mẽ đang ủng hộ hắn, đối mặt với ma nữ Nhậm Thiên Cừu ở kỳ nguyên anh, ta đành phải sử dụng chiêu này, dù ta đã mất thánh thể tối cao, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bắt nạt. Vừa mới đây, đại hoàng tử Thẩm Trường Thiên cùng với ma nữ Nhậm Thiên Cừu của ma hoàng đến, chẳng lẽ thế lực của ma tông đã thâm nhập vào hoàng thất đại châu? Rồi sao, Thẩm Trường Thiên dù là đại hoàng tử nhưng lại mê đắm trong sắc dục, hắn luôn không phục thánh hoàng đã trao ngôi thái tử cho trường khanh thấy thánh hoàng băng hà hắn cuối cùng không thể kiềm chế được nữa trường khanh đã nhận được chân truyền của ta không chỉ học được trang sức quốc tế mà còn đạt đến kỳ kim đan nếu đấu tay đôi thì thẩm trường thiên không phải là đối thủ của đệ đệ nhậm gian sử quả nhiên nhảy ra giúp đại hoàng tử trường khanh thấy tỷ tỷ hung dữ như vậy cũng lập tức sợ hãi mặc dù ta không đoán được mục đích của nhậm khiêm thủ nhưng dưới ánh mắt mạnh mẽ của ta hắn cũng phải thu mình lại đây chẳng phải là nam thần đạo tông trương nghị sao quả nhiên gặp mặt không bằng nghe danh thật là đẹp trai quá phải chăng ta đã bắt đầu với điểm mị lực đầy đủ tại sao tất cả phụ nữ đều muốn tán tỉnh ta ma quỷ chăm sóc gia trần tiểu quỳ không chịu được nữa tránh xa công tử nhà ta ra một yêu một ma lập tức căng thẳng như gươm tuốt khỏi vỏ hai bên đều nói những lời hồ báo khiến ta một người dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi đỏ mặt tim đập hoàng hậu không thể nhìn nổi nữa cuối cùng đã ra mặt bà nói rằng cuộc tranh giành ngai vàng là chuyện của hoàng gia bà không muốn gây ra cuộc tàn sát giữa các tông môn hoàng hậu nói rằng dãy núi đại chu có long mạch của triều đại ai có thể được long mạch công nhận người đó chính là hoàng đế được thiên mệnh định đoạt hai vị hoàng tử đều chấp nhận thử thách cuộc tranh giành ngai vàng cũng đã có cách thức rõ ràng lúc này hoàng hậu rất lo lắng chẳng lẽ triều đại đại chu của ta thực sự không có tương lai sao thẩm trường khanh vô liêm sỉ tất nhiên là lao tới cầu xin ta giúp đỡ không chỉ báo thù mà còn để ta tùy ý lựa chọn Thậm chí muốn em gái hắn làm xúc xích cũng không phải là không thể, ta nghiêm túc cảnh báo hắn rằng tương lai còn chưa biết. Muốn trở thành cường giả thì phải tự mình được long mạch công nhận. Nếu ta giúp hắn chỉ làm hại hắn mà thôi, hệ thống đột nhiên giao nhiệm vụ, bảo ta giúp Thẩm Trường Khanh được long mạch công nhận, thành công thì có thể khôi phục thánh thể tối cao, thất bại dường như cũng không gây tổn thất gì cho ta, thật không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành. Ta lập tức đổi giọng nói sẽ giúp hắn giải quyết long mạch. Thẩm Trường Khanh thấy ta đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thán tốc độ trở mặt của đại ca còn nhanh hơn cả tốc độ cãi nhau với em gái của hắn, còn về phía đại hoàng tử, tự nhiên có ma nữ Nhậm Thiên Cừu giúp đỡ, xem ra cuộc tranh giành long mạch sắp biến thành cuộc chiến của đạo ma, ta dẫn Thẩm Trường Khanh và tiểu quỳ đến lối vào long mạch, không ngờ cửa ải đầu tiên lại là núi đao, ta không do dự triệu hồi ra ống phóng tên lửa linh khí, đây chẳng phải chỉ là một đống lưỡi dao sao? Một tiếng nổ lớn vang lên, Thẩm Trường Khanh ngã ngồi xuống đất, kinh ngạc nói đại ca có pháp bảo như vậy? còn cần thiết phải vượt qua cửa ải nữa không trần tiểu quỳ nói bảo bối của công tử thật lợi hại chúng ta có thể tiếp tục tiến lên rồi cửa ải thứ hai là biển lửa mức độ nguy hiểm của nó chắc chắn vượt xa núi đao vừa rồi thực ra ta lo lắng nhất vẫn là nhậm thiên cừu hắn và thẩm trường thiên vẫn chưa xuất hiện xem ra họ muốn ngồi hưởng lợi quả nhiên đúng như ta dự đoán họ chuẩn bị ngồi hưởng thành quả ta để trường thanh đi trước chỗ này giao cho ta có cây cầu vòng do trần tiểu quỳ dùng linh khí xây dựng trường thanh có thể trực tiếp tiến đến cửa ải thứ ba đại hoàng tử chỉ sẽ để nhậm thiên cừu nhanh chóng ngăn cản nhưng ma nữ này lại làm ngơ hắn đột nhiên vung tay kết liễu thẩm trường thiên ngươi nghĩ đây vẫn là hoàng cung sao long mạch thuộc về ma tông của ta giây tiếp theo hắn lao về phía ta và trần tiểu quỳ hai con cá tạp hóa linh khí cản ta thì chết không ngờ tu vi của ma nữ này lại là nguyên nhân hậu kỳ chỉ một đòn đã khiến ta và trần tiểu quỳ bại lui thấy rằng đối đầu trực diện không phải là đối thủ ta triệu hồi thần bây giờ chỉ có thể nhờ vào pháp bảo nhậm thiên cừu lại lao tới đã đến lúc kiểm tra tốc độ tay của ta sau 18 năm độc thân ta vung bút viết ra xuân giang hoa nguyệt dạ của trương nhược hư mặt đất lập tức xuất hiện vô số xúc tu vàng ai cũng biết rằng nhân vật nữ không bao giờ thắng được xúc tu quái nhân nhậm thiên cừu tất nhiên cũng không ngoại lệ trần tiểu quỳ kinh ngạc phát hiện công tử còn biết loại pháp thuật kỳ lạ này tại sao chưa từng sử dụng với hắn lúc này xúc tu vàng do câu thơ tạo thành đã biến thành ngàn tay màng nhậm thiên cừu của nguyên anh thất đã hoàn toàn mất khả năng kháng cự anh hét lớn một tiếng càn khôn mang đến cho lần ta lần này ta xem ngươi chạy đi đâu nhậm thiên cửu đang ra sức vùng vẫy trong càn khôn nới trương ứng ngươi là kẻ tiểu nhân đê tiện ta sẽ không tha cho ngươi đâu anh chuẩn bị bắt nhậm thiên cửu làm con tin sau này nếu có chiến tranh với ma tông có thể dùng làm con bài để đàm phán điều kiện còn chưa kịp đếm đến 3 giây đột nhiên càn khôn nới bị bung ra một bàn tay như tia chớp vươn ra bóp chặt cổ anh con đại ma nữ này không mặc yếm vừa mới đây còn dẫm đạp anh dưới chân và hành hạ đủ kiểu giây tiếp theo cô ta quỳ xuống để anh dùng roi quất mạnh không phải vì hắn có sở thích đặc biệt chỉ vì anh đã khôi phục lại thánh thể tối cao dựa vào sức mạnh to lớn để trở lại đỉnh cao vừa mới đây thôi anh dùng bút thần để giam giữ con gái của ma hoàng nhậm thiên cừu ngay lập tức anh đã thu hắn vào càng khôn đới ai ngờ vì lý do của hắn về sau tu vi của hắn mạnh đến mức càng khôn đới cũng không thể giam giữ được trương nghị hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi lần này ta thật sự đã tính sai rồi trần tiểu khuê liều mạng đến cứu anh nhưng lại bị nhậm thiên cừu đánh bay bằng một chưởng. trương nghị để ta nghĩ xem nên hành hạ ngươi thế nào cho tốt để ta hủy hoại gương mặt đẹp trai của ngươi nhé nhìn thấy hắn dùng móng tay vẽ lên mặt anh anh quyết tâm có vẻ chỉ còn cách dùng chiêu đó thôi nhưng lúc hắn không chú ý anh dùng hai tay phản ứng phía sau lưng hắn giây tiếp theo anh sử dụng cấm thuật song hướng cầm cố nhậm thiên cừu bị anh hoàn toàn khống chế không chỉ nhậm thiên cừu dưới cấm thuật song hướng cầm cố tất cả mọi người trong phạm vi của người thi triển đều sẽ bị hoàn toàn khống chế chiêu này do sư tôn dạy anh ngay cả người thi triển cũng không thể tin tưởng anh và nhậm thiên cửu ở khoảng cách gần như vậy bốn mắt giao nhau khiến hắn đột nhiên đỏ mặt tim đập nhanh hơn chết tiệt anh cứ nghĩ mình không có hứng thú với đàn ông nhưng bây giờ đối diện với trương nghị lại có chút rung động không biết cấm thuật này có thể duy trì bao lâu hy vọng trường thanh sớm được long mạch công nhận đợi anh hoàn thành nhiệm vụ và khôi phục thánh thể tối cao mới có tư cách đấu một trận với nhậm thiên cửu lúc này trường thanh đã đến cửa ải thứ ba nhưng trong điển tịch của hoàng cung hoàn toàn không có miêu tả về cửa ải thứ ba những vệ binh mặc giáp này nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng anh ta đang chuẩn bị dồn sức xông qua đột nhiên mắt của vệ binh mở to thì ra tất cả đều là cơ quan khôi lỗi chỉ cần có người bước vào phạm vi sẽ kích hoạt tất cả bọn chúng với tu vi của trường thanh thì hoàn toàn không phải đối thủ rất nhanh anh ta bị khôi lỗi dùng búa sắt lớn đánh liên tục xuống đất chẳng lẽ ta thẩm trường thanh thật sự là một kẻ vô dụng tu luyện nhiều năm nhưng ngay cả vài bộ giáp cũng không đối phó nổi từ nhỏ ta đã bị các hoàng huynh bắt nạt ngay cả thái giám và cung nữ cũng coi thường ta là phụ hoàng và muội muội đã nâng đỡ ta đến ngày hôm nay khiến ta tin rằng lòng tốt và công lý mới là nền tảng của con người ta không muốn làm gánh nặng cho đại ca trương nhất không muốn phụ lòng mong đợi của phụ hoàng ta muốn bảo vệ muội muội của mình ta muốn phục hưng triều đại đại châu ta muốn chứng minh với đại ca trương nghị ta thẩm trường thanh tuyệt đối không phải là kẻ vô dụng kéo lùi một con rồng tím khổng lồ từ người thẩm trường thanh bay lên không trung trong chớp mắt đã đánh tan tất cả các giáp vệ cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn chẳng lẽ ta đã thức tỉnh bách chiến bá thể của hoàng tộc đại châu thẩm trường khanh sau khi vượt qua thử thách không phát hiện ra khí tức của rồng nhưng lại phát hiện trong lễ tế long mạch trên đàn tế có một cô bé nhỏ đang ngủ say dây tiếp theo anh bị nắm đấm nhỏ của cô bé đánh bay chỉ thấy cô bé nhỏ dụi mắt ngái ngủ ngồi dậy là thằng cháu rùa nào dám quấy rầy giấc ngủ của ông đây khí tức của cô bé này rất giống với lão tổ khai quốc của đại chu thẩm vạn cổ nhưng lão tổ đã hơn một ngàn tuổi rồi mà cô bé nhỏ lập tức báo cáo với thẩm trường khanh cô bé nhỏ nói ông đây chính là tổ tiên của ngươi thẩm vạn cổ hóa ra ông ta cũng thất bại trong việc độ kiếp và bị thương nặng bất đắc sĩ phải đến đây nuốt trưởng long mạch không ngờ long mạch lại có tác dụng phụ là trẻ hóa biến ông ta thành một cậu bé nhỏ biết được long mạch đã bị nuốt thẩm trường khanh phong ấn lại giờ làm sao có thể được long mạch công nhận nữa đây muốn được long mạch công nhận đâu có khó ông đây đại diện cho long mạch công nhận ngươi là được rồi cùng lúc đó anh nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành xem ra thẩm trường khanh đã thành công rồi anh không chỉ khôi phục được thánh thể mà còn vì tăng thêm pháp lực mà đạt được nguyên nhân, sức mạnh cùng bạo đã đẩy nhậm duyên châu bay khỏi người anh. Cảm giác quen thuộc này, thánh thể tối cao đã trở lại, khiến Thiên Cừu không thể hiểu nổi, Trương Dực không chỉ bộc phát khí tức thánh thể, thậm chí còn đạt được nguyên nhân, khúc khúc sát lợi, khí lực không bằng một nửa của anh. Điều này có phải là ảo giác không? Bây giờ đến lượt anh biểu diễn rồi, anh chỉ cần vài chiêu đã khống chế được nhậm thiên chủ, đấu pháp với anh, Trương Dực, ngươi còn kém xa lắm để trừng phạt tội ác của hắn anh quyết định sử dụng 10 đại hình phạt tàn khốc của đạo tông. Đối với hắn chỉ là trừng phạt nhỏ. Hôm nay để ngươi nếm thử sấm sét của đạo tông ta, sự lợi hại của năm roi liên tiếp. Thiên trù hoàn toàn phát điên. Nghĩ ta là con gái của ma hoàng, khi nào phải chịu đựng sự nhục nhã như thế này? Thấy hắn phản kháng bằng năm chữ, ta lập tức thi triển thuật quỳ xuống, bắt hắn quỳ trước ta. Lúc này Thẩm Trường Khanh cõng theo tổ tiên của hắn nhanh chóng đến. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người đều ngây ngẩn ra. Thẩm Vạn Cổ chân thành cảm thán, giới trẻ bây giờ thật biết chơi vừa mới đây còn coi cái chết như về nhà mà tông mân thiên vương dây tiếp theo đã nói hết mọi điều với ta chỉ vì ta đã cải tạo bom linh khí thành mười đại hình phạt tàn khốc của đạo tông đưa vào kinh mạch của hắn chỉ cần ta động tâm niệm linh khí không chỉ có thể chạy loạn trong cơ thể hắn còn có thể kích nổ bất cứ lúc nào vừa mới đây phong ma đã sử dụng chiêu cuối liều mạng với ta và trần tiểu quỳ hắn đứng tại chỗ cười điên cuồng tưởng rằng chúng ta đã hóa thành cho bụi thực ra ta đã sớm mang trần tiểu quỳ bay lên không trung tốc độ thi pháp chậm như vậy đối với ta không có tác dụng phong ma không dám tin ta lại có thể né được đòn chí mạng của hắn ta cũng không nói nhiều với hắn dùng một cú đá kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống hắn đạp xuống nhưng cú đá với gia tốc trọng lực khiến hắn nôn ra cả bữa ăn tối hôm qua ta yêu cầu phong ma khai ra tung tích của các thiên vương ma tông khác hắn lại tỏ ra không sợ chết không chịu mở miệng ta nhìn một cái liền biết hắn chỉ đang giả vờ ánh mắt kinh hoàng đã sớm tiết lộ nội tâm của hắn ta triệu hồi ra quả bom linh khí kỹ năng này đã được ta cải tạo đã có thể điều khiển theo ý muốn ta bắn quả bom linh khí vào kinh mạch của hắn chỉ cần ta khẽ động tâm niệm hắn sẽ lập tức bị nổ tung không chỉ có vậy ta còn có thể điều khiển nó di chuyển tự do trong kinh mạch của hắn cảm giác bị tấn công này chắc chắn sẽ rất đau đớn và khó chịu nhìn thấy điên cuồng bị ta dùng kỹ năng kỳ quái chế phục trần tiểu khuê phấn khích cũng muốn thử một lần để trải nghiệm phong ma nói hắn chỉ phụ trách hậu cần ba ma vương khác mới là lực lượng chủ lực của ma tông hiện tại bọn họ đang dưới sự chỉ dẫn của diệp hạo nhiên tiến về đạo tông tình hình khẩn cấp Ta bảo Trần Tiểu Khuê mang theo phong ma, chúng ta phải nhanh chóng trở về đạo tông. Lúc này, Diệp Hạo Nhiên đã dẫn theo đại quân ma tông đến khu vực núi ngoài rìa của đạo tông. Người dẫn đầu quân đội ma tông chính là ba ma vương Thủy, Lôi, Hỏa. Diệp Hạo Nhiên yêu cầu các ma vương khi gặp ta. Đánh đập người thật tàn nhẫn, Thiên Cừu đã ra lệnh bắt sống ta. Ma tộc nghe thấy tên ta liền nghiến răng nghiến lợi. Dù không thể giết, đánh một trận tàn nhẫn vẫn có thể. Ba vị ma vương không nói thêm lời nào, lập tức ra lệnh cho đại quân ma tông tấn công đạo tông huyết tích hỏi diệp hạo nhiên tại sao lại căm ghét trương nghị đến vậy chẳng lẽ chỉ vì nhiều lần thua hắn mà không phục sao diệp hạo nhiên nói về ký sinh và việc kinh doanh ta và trương nghị đều là đối thủ tranh đoạt khí vận số mệnh đã định chỉ có thể sống một người đại quân ma tông đã giao chiến kịch liệt với đệ tử đạo tông ngoài cổng núi trương lạc yến vung đại bảo kiếm bên cạnh không có một tướng nào của nhất hà sư tôn nguyệt giao thì đích thân đối đầu với ba đại ma vương ba đại ma vương này đều là hóa thần giai đoạn sau liên thủ xuất kích không phải chuyện tầm thường lúc này ta cuối cùng cũng đến nơi một luồng kiếm khí chém ngang trời ba đại ma vương né tránh thấy trong tay trần tiểu quỳ cầm phong ma bọn họ đều kinh ngạc vô cùng phong ma tên phế vật này chẳng lẽ đã bị đánh bại rồi sư tôn nguyệt giao thấy ta đã đến nơi trong lòng rất vui mừng anh nói với sư tôn tuyệt đối sẽ không để hắn một mình đối mặt với nguy hiểm thủy ma đột nhiên một mình lao về phía ta hắn và phong ma từ trước đến nay không hòa hợp muốn tiện thể trừ khử hắn phong ma cũng lập tức nổi giận hắn gầm lên một tiếng đồ đàn bà xấu xí rồi lao tới trông thấy phong và thủy đã bắt đầu giao chiến anh và trần tiểu quy vội vàng chạy đến giúp đỡ chuẩn bị hợp lực trước tiên giải quyết thủy ma chia sẻ áp lực cho sư tôn lôi ma và hỏa ma là hai anh em họ đồng thời kết ấn pháp quyết kỳ lạ thi triển ra pháp thuật liên hợp trên bầu trời hiện ra một con rồng lửa toàn thân bao phủ bởi tia chớp đây là tuyệt kỹ của ma tông hỏa long bồn lôi thuật liệt giao sư tôn chỉ ra một mũi tên đã chém đứt con rồng lửa này ta tuy bị thương khi độ kiếp nhưng xử lý hai kẻ hóa thần kỳ vẫn dư sức lôi và hỏa thấy không địch lại lập tức thi triển tuyệt kỹ hợp thể đã thất truyền từ lâu hai người hóa thành một thiên ma khổng lồ vô cùng hơn nữa tu vi lại đạt đến độ kiếp kỳ nhạc giao sư tôn không hề hoảng sợ ma này tuy tu vi ngang ngửa với mình đáng tiếc bản thể chỉ là hóa thần kinh nghiệm thực chiến với độ kiếp kỳ chắc chắn không đủ lúc này thủy ma một mình đối mặt với ba chúng ta hắn lớn tiếng mắng phong ma là kẻ phản bội phong ma lại nói chỉ là không ưa nổi cái tên chơi nước hèn hạ như ngươi câu nói này khiến thủy ma vô cùng phẫn nộ Giây tiếp theo hắn sử dụng chiêu thức liều mạng đại chiêu thiên ma nộ đào. Hủy diệt đi, cùng người của hòa đạo tông thủy táng. Người phụ nữ này không mặc yếm, là đệ tử của hồ lô hoa, khẩu thủy hoa, bây giờ lại bị người ta ép uống 99 tấn nước sôi để nguội. Bụng của thủy ma trông như đang mang thai đôi. Chẳng lẽ uống nhiều nước cũng có thể mang thai sao? Vừa mới đây thủy ma tung ra một chiêu thiên ma nộ đào. Khiến ba chúng ta đều chìm sâu trong dòng lũ, nhìn thấy vẻ đắc ý của hắn phong ma đã vô cùng phẫn nộ do có thể thay đổi hướng chảy của nước chính là khắc tinh của nước trong chớp mắt lũ nước chảy ngược thủy ma lại bị phản tác dụng bởi chính pháp thuật của mình cơ hội chiến đấu như vậy thoáng qua rất nhanh anh nhân cơ hội dùng phong ma làm bàn đạp để tăng tốc lao về phía thủy ma thủy ma tức giận đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai ta sẽ không giết người anh nhanh trí lấy ra quả trứng càng khôn quả nhiên có thể dùng đai càng khôn để thu hết nước này không ngờ nước của thủy ma lại nhiều như vậy đai càng khôn đã phình to lên gấp mấy lần anh sử dụng tuyệt chiêu gia truyền đun nóng nước trong đai càn khôn ở nhiệt độ cao. Sư tôn đã từng nói rằng không được lấy đồ của người khác. Bây giờ anh sẽ trả lại cho chủ cũ. Anh rót nước nóng cho thủy ma uống. Uống nhiều nước nóng sẽ không bị cảm lạnh. Không ngờ bụng của hắn có thể so sánh với đai càn khôn. Uống hết nhiều như vậy cũng chỉ hơi to lên một chút mà thôi. Hai cô gái nhìn thấy cảnh này đều kêu lên thích thú. Phong ma vì thế mà hoàn toàn bị anh chinh phục. Thủy ma tức giận hóa thân thành thủy hoa. Anh là người đầu tiên chơi nước trước mặt hắn. Anh sử dụng thuật phản đòn nước của mình thì để mình tự chơi đi. Thủy ma lại một lần nữa bị phản thuật. Không ngờ một hóa thần oai phong lại bị đánh tơi tả như vậy. Nếu chuyện này lan ra ngoài, hắn sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa. Anh nhân cơ hội này tấn công hắn, sử dụng thuật xuất họa. Giây tiếp theo, một con cá chép hoang dã xuất hiện trên không trung để ngăn hắn khôi phục nguyên hình. Anh lại bắt thêm vô số phong ấn. Từ nay về sau ngươi sẽ hoàn toàn trở thành một con cá. Trần Tiểu Quỳ và Phong Ma yêu cầu làm sashimi. Một người yêu cầu hấp. Anh mắng họ quá tàn nhẫn. Anh sẽ thả nó vào ao nước của đạo tông để làm thú cưng cho sư tôn, hành động thiện lành tích đức như thế này. Mới chính là tôn chỉ vạn năm không đổi của đạo tông ta. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Chu đế cười điên cuồng. Hắn lại dẫn theo cao thủ Thiên tông đến đây thừa nước đục thả câu, phía trước có Ma tông, phía sau có Thiên tông, lần này đạo tông gặp nguy hiểm rồi, lúc này trên trời đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ của nãi sinh nãi khí. Đại Chu Thẩm Vạn Cổ đến đây, nguyên quân cuối cùng cũng đến, Chu đế bảo Thẩm Vạn Cổ đừng xen vào chuyện người khác, nếu không người gặp xui xẻo tiếp theo sẽ là đại chu thẩm vận cổ tính tình nóng này hoàn toàn không bị đe dọa không nói hai lời vung dìu chém thẳng vào chu đế hai người tu vi tương đương trong chớp mắt đã đối đầu một chiêu của chu đế đã chém đứt thanh kiếm cổ thành hai đoạn không ngờ rằng trong tay đối phương lại là phủ nhân hoàng trong truyền thuyết lần này mình càng không phải là đối thủ rồi ở chiến trường bên kia sư tôn của nhạc giao và lôi hỏa hóa thành thiên ma đang giao chiến kịch liệt sư tôn luôn linh hoạt né tránh để tiêu hao đối phương lúc này thấy thời cơ đã chín mùi, sư tôn nhạc giao lập tức sử dụng tuyệt kỹ nổi danh thần việt phong linh kiếm trận, vô hạ thần việt dẫn dắt bằng kiếm, tăng hoa cự đỉnh hóa khí thành trận, thiên ma bị trận pháp phong tỏa, toàn thân cứng đờ, vì vừa rồi tiêu hao quá nhiều linh khí, bây giờ đã không còn sức để thoát khỏi sự trói buộc. sư tôn đã tạo nên chấn động lớn, lúc này vạn kiếm hợp nhất chém về phía thiên ma, toàn thân thiên ma bị bao phủ bởi kiếm khí cùng bạo dữ dội. một lát sau hắn bỗng nhiên nổ tung, lôi hỏa nhị ma hợp thể tách ra, trong tiếng kêu thảm thiết, cả hai rơi xuống từ trên trời sư tôn nhạc giao cầm kiếm chậm rãi tiến về phía hai người lôi hỏa nhị ma đồng loạt cầu xin tha mạng nhưng họ đã quên rằng biệt danh của sư tôn nhạc giao là vô tình tiên tử sư tôn lập tức kết liễu mạng sống của hai người kẻ nào xâm phạm sơn môn của ta giết không tha bây giờ phong ma đã đầu quân cho đạo tông thủy ma bị ta biến thành tù binh sống chu đế bị thẩm vạn cổ chế ngự lôi hỏa nhị ma cũng bị sư tôn chém giết trận chiến này đến đây đã hạ màn thẩm vạn cổ hỏi sư tôn định xử lý chu đế như thế nào có cần bắt hắn cúi đầu chịu tội để chuộc lỗi không thế tôn cuối cùng đã bộc lộ mặt quyết đoán và tàn nhẫn ông ta muốn giết chu đế để lập uy sau đó thống nhất trung chu dẫn dắt các đại tông môn cùng thảo phạt ma tông ta mới đến đế tông suýt chút nữa bị thanh liên đạo trưởng dùng chiêu kẹp chân đoạt mệnh làm nổ tung đầu nghĩ đến tình cảm sâu nặng của sư tôn nhạc giao anh thực sự cảm thấy hoảng sợ trong lòng và huyết cơ cũng chuẩn bị rời khỏi diệp hạo nhiên đến tìm anh để nương tựa anh có chấp nhận hay không không quan trọng thế tôn sẽ chấp nhận hắn không ngay vừa rồi thế tôn đã quyết định chén giết chu đế để lập uy nhưng hệ thống lại phát nhiệm vụ bảo anh thả chu đế đi tuy nhiên vì phần thưởng anh chỉ có thể tìm cách lách nhiệm vụ vì vậy anh ngăn thế tôn ra tay tự mình triệu hồi ra linh khí bom thế tôn còn tưởng rằng đạo vô tình của anh cuối cùng đã thành công rất hài lòng bảo anh ra tay nhanh gọn sau khi anh gieo linh khí bom lên người chu đế lập tức mang hắn đi chu đế còn tưởng rằng anh đang giở trò gì đó cứ khăng khăng đòi anh cho hắn một cái kết nhanh gọn hành động này của anh khiến mọi người đều ngơ ngác. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đá một cú để tiễn hắn đi. Nhiệm vụ hệ thống hoàn thành, phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản. Giây tiếp theo, anh lập tức kích nổ linh khí bom, chu đế bị nổ tung thành cho bụi trên không trung. Sư tôn hỏi anh, ngươi bận rộn cả nửa ngày trời, chỉ để cho chúng ta xem pháo hoa sao, anh chỉ có thể ngượng ngùng nói. Đúng vậy, sư tôn ra lệnh tiếp quản lãnh địa thiên tông. Sau đó thống nhất Trung Châu để cùng chống lại ma tông. Anh chịu trách nhiệm thuyết phục các đại tông môn, Trần Tiểu Quỳ trở về Nam Yêu Quốc để xin viện trợ, Phong Ma Thành mới quy thuận, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin về Ma Tông, Thẩm Vận Cổ cũng thay mặt Đại Châu và Đạo Tông Tiên Phong ký kết liên minh. Sư Tôn kinh ngạc trước khả năng ngoại giao của anh, mới chỉ đi Đại Châu hai lần mà đã xây dựng mối quan hệ tốt như vậy, khi nghe anh nói chuẩn bị ngày mai đi Đệ Tông trước, ông ấy tưởng rằng anh muốn gặp Thanh Liên đạo trưởng, cảm nhận được sự ghen tuông của Sư Tôn, trong lòng anh thấy khá vui, Sư Tôn thật là quá kiêu ngạo, luôn không chịu bày tỏ cảm xúc thật của mình. Sư Tôn đột nhiên vỗ vai anh và nói rằng ông ấy tin tưởng anh, không phải là kẻ tham sắc. Sau đó, khuôn mặt hơi đỏ, ông ấy đưa cho anh một chai địa hoàng hoàn, bảo anh ăn để bồi bổ. Hành động này khiến cho những người ngoài cũng kinh ngạc về sự cởi mở của đạo tông. Mọi người đều nói rằng sư đồ hai người này tu luyện vô tình đạo. Chẳng lẽ là âm dương hòa hợp, trương nhược yến và bạch trạch đái nhân tiến hành truy sát những kẻ ngu muội của ma tông và thiên tông. Một thời gian, dưới chân núi đạo tông, thế gian trở nên hỗn loạn. Diệp Hạo Nhiên và huyết cơ đứng từ xa xem kịch, đã sững sờ không nói nên lời. Tạ Hạo Nhiên tức giận gầm lên dù là hai bảy lợn, đạo tông cũng không thể bắt hết trong một ngày. Anh ta bỏ lại huyết cơ và rời đi một mình, anh ta muốn tìm người để trả thù, bảo anh ta nhanh chóng lên kế hoạch cho trận chiến tiếp theo. Huyết cơ đã hoàn toàn thất vọng về Diệp Hạo Nhiên, người này hoàn toàn không có kiên nhẫn của một người làm nên việc lớn. Chẳng lẽ phải ép mình đi theo Trương Nghị? Nghĩ đến Trương Nghị, huyết cơ lập tức đỏ mặt thẹn thùng, cô ấy sẽ chấp nhận anh chứ, ngày hôm sau. Anh dẫn Trương Nặc Yến đến Đế Tông, anh em quân vô ngạo đã dẫn người đến đón quân vô ngạo nói đế tông là liên minh trí thức nhưng cha cô ấy lại bị thương tâm mạch do đậu kiếp đến nay vẫn hôn mê không tỉnh hệ thống đột nhiên phát nhiệm vụ yêu cầu anh cứu tỉnh quân lâm thiên thất bại sẽ phải hoán đổi linh hồn với cô ấy hình phạt này quá đáng sợ phải tìm cách anh nói với quân vô ngạo trong bách thảo cốc có một loại linh dược tên là hoạt linh thảo chuyên trị tổn thương tâm mạch bảo cô ấy cử người đi hái là được anh em lập tức quỳ xuống trước mặt anh cảm ơn rối rít và nói sẽ tự mình đi hái thuốc đột nhiên từ phía sau vang lên giọng của thanh liên đạo trưởng ông bảo quân vô ngạo ở lại chấn giữ địa tông việc hái thuốc hãy để cô ấy và anh đi giây tiếp theo anh đột nhiên bị phất trần của ông ấy trói chặt như sắc ướp sau đó bị ông ấy tung một cú đá kéo chí mạng suýt nữa thì kẹp nổ đầu anh mọi người trong hội vật lý đều ngơ ngác thanh liên đạo trưởng cuốn lấy anh và chuẩn bị bay đi đúng lúc quan trọng trương lạc nhạn nắm lấy chân anh cô bé này khá mãnh liệt có cô ấy ở đây thanh liên đạo trưởng cũng sẽ không quá đáng trên đường đi sắc mặt của thanh liên đạo trưởng xanh xám ông ấy không ngờ lại có thêm một cô bé bị bại não ảnh hưởng đến khả năng của ông ấy. Nhưng chúng anh rất may mắn, vừa hạ cánh đã tìm thấy cỏ linh hoạt. Đột nhiên, từ trong rừng lao ra vô số con nhện lớn, gầm thét lao về phía chúng anh, thì ra đó là những viên ngọc mài răng ngũ sắc biến thành, hóa ra những cỏ linh hoạt này là môi nhử mà chúng cố tình để lại để thu hút con mồi. Trương Lạc Nhạn nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Cô ấy nói chưa từng ăn nhện bao giờ, nhện to như vậy chắc chắn có nhiều thịt, những con ngọc mài răng ngũ sắc có thể hiểu được tiếng người. Chúng bị lời nói của Trương Nhược Yến làm cho tức điên con cá tạp kim đan bảy này lại dám muốn ăn chúng thanh niên đạo trưởng kéo anh và cô ấy chạy nếu không chạy chúng anh sẽ trở thành bữa ăn của những con nhện để bảo vệ thân đồng tử anh lừa thanh niên đạo trưởng rằng muốn hẹn hò với cô ấy nhưng điều này cũng khiến cô ấy hoàn toàn thức tỉnh bản năng lần sau gặp lại có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm vừa mới đây chúng anh bị một bầy ngọc mài răng ngũ sắc truy sát phía trước đột nhiên xuất hiện một cái hang vừa vặn có thể tạm thời trốn tránh hóa ra đây lại là sao huyệt của ngọc mài răng ngũ sắc Bây giờ chỉ còn cách dùng pháp thuật phong kín cửa hang để ăn thịt lợn. Trong hang lại có một quả trứng, đây chắc không phải là trứng của yêu thú bình thường, có lẽ là con mồi của Ngọc Mài răng ngũ sắc, nhưng vỏ trứng quá cứng, chúng không thể làm gì để đuổi được Trương Lạc Nhạn. Kẻ tham ăn này lập tức triệu hồi lửa trại chuẩn bị nấu ăn. Thật nghi ngờ anh ta là sự tái sinh của Thao Thiết, anh nói với họ rằng tu chân cần chú trọng cơ duyên, người có vận khí tốt sẽ gặp nhiều cơ duyên và bảo vật. Đây chính là một trong những cơ duyên. Đặc biệt là người như anh, một tối thượng con của vận khí có thánh thể bên mình, trứng mà nhặt được chắc chắn không tầm thường. Anh nói với Thanh Liên đạo trưởng rằng tiền bối ngài bệnh nặng, chi bằng ngài đến ấp trứng đi, Thanh Liên nói ấp trứng có gì thú vị, chi bằng chúng ta cùng sinh con đi. Ai ngờ Trương Lạc nhạn giật lấy ngay, nói rằng anh ta sẽ ấp, anh lập tức có dự cảm không lành, quả nhiên anh ta không đáng tin, chỉ đơn giản là đói và muốn ăn trứng, không ngờ vỏ trứng đột nhiên nứt ra, hơn nữa vết nứt còn đang lan rộng, lập tức từ vỏ trứng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Chẳng lẽ thật sự sắp nở ra? Vỏ trứng đột nhiên vỡ tung, bên trong lại là một con rồng nhỏ có cánh. Hơn nữa còn đang gọi chúng anh là mẹ, đây chắc hẳn là ứng long trong truyền thuyết. Hơn nữa dường như còn là huyết mạch chân long, hai người phụ nữ lập tức hóa thân thành những bà mẹ hiền từ. Thật sự phải cho rồng con bú sữa, rồng con tuy nhỏ nhưng khả năng nhận biết người xấu không hề thiếu, một cú đá bay kẻ muốn ăn nó là Trương Lạc Nhạn, nó vỗ cánh bay về phía anh, còn gọi anh là mẹ. Xem ra là rồng cái, anh bảo nó gọi là bố cũng được, rồng con đòi uống sữa mặc dù anh không có nhưng anh có rượu mà thanh liên đạo trưởng nói ngươi không có sữa nhưng ta có mà anh bảo ông đừng làm loạn rượu và sữa không phải là một thứ rượu là tinh hoa của lương thực càng uống càng trẻ rồng con có vẻ rất thích một bình rượu vào bụng rồng con dường như đã say nó thậm chí bắt đầu phun lửa từ miệng hang nhện bị nó đốt thành cho bụi điều này dường như là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết quả nhiên không làm anh thất vọng thực lực đủ mạnh có rồng con hóa thành thần khí Lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại đám nhện khổng lồ bên ngoài. Anh cầm rồng con lao ra ngoài, đã đến lúc bắt đầu màn trình diễn thực sự rồi, Tam Muội Chân Hỏa rất mạnh, hoàn toàn áp chế được ngũ sắc ma nha châu hóa thành thần khí, thanh niên đạo trưởng và Trương Lạc Yến cũng lao lên bổ đao, chúng anh nhanh chóng tiêu diệt hết đám nhện khổng lồ này. Yêu quái hóa thành thần khí, thân thú đầy bảo vật, trước khi rời đi, anh cũng không quên giải phẫu xác. Quân Lâm Thiên sau khi dùng linh thảo sống cuối cùng cũng tỉnh lại tự nhiên anh ta đồng ý liên minh với đạo tông phần thưởng nhiệm vụ lần này thật không ngờ lại là thiên lôi thuật trừng ác phạt tội hệ thống cuối cùng cũng đáng tin cậy một lần pháp thuật này chính là thần tích để đối phó với ma tông quân lâm thiên nói rằng tông muốn thống nhất trung châu chỉ có địa tông gia nhập là không đủ còn phải tiêu diệt thanh sơn môn bôi nhọ bảo vệ nhân gian anh ta nói không sai thanh sơn môn này bề ngoài là danh môn chính phái thực ra là một băng đảng lớn làm nhiều điều ác họ rất ít tham gia vào các cuộc đấu tranh giữa các môn phái mà dựa vào sức mạnh tu luyện để áp bức người phàm kiểm soát đất đai thế lực đã tương đương với một quốc gia nhỏ hệ thống đột nhiên phát nhiệm vụ bảo anh trong vòng 7 ngày phải hoàn toàn tiêu diệt thế lực của thanh sơn môn lần này lại không có hình phạt thất bại xem ra thanh sơn môn thực sự là kẻ thù mạnh mẽ để rời khỏi địa tông một cách suôn sẻ anh lấy danh nghĩa hẹn hò thanh liên đạo trưởng rời đi hệ thống chỉ cho 7 ngày chúng ta phải nhanh chóng đến thanh sơn môn lúc này thanh liên đạo trưởng đã chờ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn ông ấy đã hiểu rằng anh đang lừa ông ấy, nhưng điều này cũng khiến ông ấy hoàn toàn thức tỉnh bản năng. Lần sau gặp lại, có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm. Ngày hôm sau, chúng anh đã đến thành Ngọc Lan của Thanh Sơn môn. Người dân trong thành đang nhìn vào một cặp câu đối, câu đối vô nghĩa, nói những lời vô lý như cá sấu. Anh không nói hai lời, liền xé cặp câu đối và vào vò thành giấy vụn. Người dân thành Ngọc Lan này đều là đồ ngốc sao? Đối diện với một cặp câu đối ngu ngốc mà cũng có thể khen ngợi lên tận trời. Mọi người đều nói anh chán sống rồi. Đây là cặp câu đối do thiếu gia Triệu Yến của Thanh Sơn môn viết đấy nghe nói Triệu Yến này là con thứ của môn chủ Thanh Sơn môn. Lần này thật sự vừa đến đã gặp phải kẻ cứng đầu. Anh sẽ ở đây chờ, xem thử Triệu Yến có tài cán gì. Không lâu sau, có hai thanh niên yêu văn học tiến về phía anh, rồng không ngâm, hổ không gầm. Kẻ ngông cuồng, buồn cười, buồn cười. Hôm nay lại có người muốn so tài văn chương với người xuyên không như anh. Anh không phải là 9527, chỉ khiến hắn thổ huyết vài chục lạng, dù có là con trai của minh chủ Thanh Dương, anh cũng sẽ giết không tha, vừa mới đây thôi anh cố ý gây sự, đã phá hỏng câu đối do con trai thứ hai của Minh Chủ Thanh Dương, Triệu Yến, viết. "Hôm nay anh sẽ đợi hắn ở đây, anh muốn xem hắn có bản lĩnh thật sự gì." Không lâu sau, Triệu Yến đã dẫn theo một người trung niên văn học tiến về phía anh. Chúng anh trước tiên lịch sự chào hỏi tổ tiên của đối phương. Tám đời, sau đó hắn lại nói, "Môn phái Thanh Dương chỉ bảo vệ một vùng đất, tuyệt đối sẽ không hợp tác với đạo tông." Anh chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng là áp bức một vùng, lại nói mình là bảo vệ một vùng đất. Anh nói với hắn rằng anh đã quyết định chiếm lấy thanh sơn môn. Ai đến cũng không thể ngăn cản. Triệu Yến đang định nổi giận nhưng bị người trung niên văn học dưới trướng hắn ngăn lại. Hắn nói hắn tên là Trường Đối Xuyên, muốn cùng anh so tài đối câu đối. Anh hỏi hắn về câu đối của Vương Tri Vương. Trường là thân thích của ngài nào? Chẳng lẽ không biết anh có một sư phụ tên là Hoa An sao? Thấy anh không để hắn vào mắt, Trường Đối Xuyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói hôm nay nhất định phải dạy cho anh một bài học về đối câu đối. Quá trình đại chiến rất nhạt nhẽo, ở đây không cần kể thêm tóm lại trường đối xuyên đối nhưng bị anh làm cho tức chết triệu yến lúc này hoảng loạn vô cùng trường đội xuyên đã chết nô bộc cũng đã chạy cha mẹ cũng không có trong thành bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân thôi hắn cắn răng tấn công anh một chiêu giống như những bông hoa trong nhà kính anh thậm chí không cần phải nghiêm túc một cú đấm triệu yến bảo anh nếu có gan thì giết hắn đi hắn hoàn toàn không tin anh sẽ ở trên địa bàn của thanh dương môn để giết hắn anh đã sử dụng thiên lôi thuật mới học được, đối với yêu cầu hợp lý như thế này, anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Một tia sét đánh thẳng vào người Triệu Yến. Người bị tấn công bởi pháp thuật này, làm ác càng nhiều thì chịu tổn thương càng lớn, Triệu Yến bị đánh gục ngay lập tức. Xem ra hắn thật sự là một kẻ ác độc, dân chúng đều bảo anh rời đi nhanh chóng, vì họ không đáng để gây thù với Thanh Sơn Môn. Anh nói với mọi người rằng anh đến Thanh Sơn Môn chỉ vì ba việc, thứ nhất là công lý, thứ hai là công lý, thứ ba vẫn là công lý chết tiệt. Anh bảo mọi người lan truyền tin tức rằng anh đã giết Triệu Yến khi thanh sơn môn đến báo thủ anh đã có kế hoạch tuyệt vời ngày hôm sau một đội quân lớn của thanh sơn môn đã đến thành ngọc lan tìm anh để báo thủ dẫn đầu là con trai cả của môn chủ thanh sơn triệu vũ họ tiến vào đường phố mới phát hiện dưới đất có vẻ như có mai phục giây tiếp theo họ bị nổ tung và ngã ngửa trong thành anh đã trôn rất nhiều bom linh khí dù là thiên vương lão tử đến cũng đừng hòng chiếm được thành này trương lạc nhạn nói chỉ cần không tấn công từ trên không thì chắc chắn không có vấn đề gì kết quả là trên trời lập tức xuất hiện bóng dáng của triệu ngọc và những người khác anh mắng Trương Lạc Nhạn là miệng quạ đen, họ thực sự đã đến không kích rồi, tu vi của Triệu Ngũ Nguyên anh kỳ cao hơn em trai hắn, mạnh hơn không chỉ một chút, vừa gặp mặt đã là một chiêu hoang thú trảm thiên, anh hỏi hắn có phải bị bệnh trung nhị không, đánh nhau mà còn phải hét tên chiêu thức, nhưng trùng hợp là anh cũng thích hết. Anh sử dụng thần chiêu đã chuẩn bị trước, bằng cách tung ra đại bằng lĩnh, cùng với gió nổi lên, bay thẳng lên chín vạn dặm. Con lợn béo mỗi ngày phải giết 99 cô gái trẻ, mỗi người đều bị tàn nhẫn tiêu diệt, cái chết thê thảm ngay cả vợ con của mình cũng không thoát khỏi tai họa, mà kẻ ác như vậy lại có thể khóc, bởi vì anh đã giết con trai út của hắn, bây giờ lại đánh đập con trai cả của hắn, Triệu Ngọc bị chúng anh đánh đến mức không còn sức phản kháng. Hắn không hiểu tại sao người của đạo tông rõ ràng là tu luyện, nhưng lại chiến đấu cận chiến mạnh mẽ như vậy, vì vậy, hắn sử dụng thuật ngữ để tăng cường cho tọa kỵ, Trương Lạc Yến tức giận đến phát điên, thật không ngờ có người dám đối đầu với tổ sư của thuật ngữ như hắn. Trước mặt thợ rèn mà múa rìu, hoàn toàn là tự tìm đường chết mà, giây tiếp theo, hắn bắt đầu hành động, thi triển thuật ngữ cho tiểu long tu luyện đấu pháp lập tức biến thành trận chiến giữa rồng và godzilla trương lạc yến khuyến khích tiểu long cố gắng chiến đấu thắng sẽ được thưởng kẹo hồ lô lưu tiểu long đã đói cồn cào từ lâu dưới sự khích lệ của kẹo hồ lô lưu tiểu long liền ngồi phịch xuống thiệu ngọc đã bị anh hoàn toàn áp chế đừng nhìn hắn to con mà nghĩ rằng đánh cận chiến hoàn toàn không phải là đối thủ của anh tiểu long đã tặng đối phương một cái ôm yêu thương nhưng hắn không phải là người tràn đầy tình yêu thương Trương Lạc Yến không ngờ rằng kẻ ham ăn này còn mạnh hơn cả mình, lập tức nuốt chửng Godzilla vào bụng. Đây là viện quân của Thanh Sơn Môn đã đến, tình thế sắp đảo ngược. Trên trời đột nhiên xuất hiện một bóng dáng rực rỡ, Trương Dực thất trách, cuối cùng anh cũng tìm thấy bạn rồi. Thanh Liên đạo trưởng vung tay một cái, đám lính tôm lính cua bên dưới lập tức bay lên cao, chín vạn. Triệu Ngọc nói anh và Thanh Liên đạo trưởng chắc chắn có tư tình, người này không thể để lại, kẻ tung tin đồn nhảm phải chết. Hệ thống lại mắc bệnh thánh mẫu. Hắn bảo anh dừng lại đúng lúc và tha cho Triệu Ngọc nhưng xét thấy phần thưởng cao như vậy, làm sao anh có thể từ chối? Thế là anh đá một cú làm Triệu Ngọc ngất xỉu, sau đó đặt quả bom linh khí vào trong cơ thể hắn, cứ để hắn sống thêm một lúc nữa, Thanh Liên đạo trưởng hỏi anh. Chuyện lừa hắn đi hẹn hò thì tính sao đây? Đây đúng là món nợ tình khó trả mà, không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục lừa dối thôi. Anh nói đợi tiêu diệt xong Thanh Sơn môn đã, sẽ đích thân phục vụ tiền bối, tuyệt đối không để hắn thất vọng. Thanh Liên đạo trưởng nói sẽ tin anh thêm một lần nữa, nếu còn lừa hắn thì đừng trách hắn cưỡng ép tại sao anh lại mang đầy nợ tình chẳng lẽ không thể để anh và sư tôn có tình nhân thành quyến thuộc sao có triệu ngọc đảm đương cộng thêm thanh liên đạo trưởng anh quyết định đến thanh sơn môn để đàm phán điều kiện và lúc này môn chủ thanh sơn môn triệu hoàn tùng vẫn đang phong lưu vui vẻ hắn vẫn chưa biết con trai cả của mình đã rơi vào tay anh con lợn béo này cực kỳ tàn bạo những tỷ nữ hầu hạ hắn không có nữ hầu nào có thể sống sót để thấy mặt trời ngày thứ hai lúc này thuộc hạ đến báo cáo anh đã áp giải con trai cả của hắn đến bên ngoài cổng núi triệu hoàn tùng để lại những giọt nước mắt cá sấu xương cốt của con trai út sợ lạnh con trai cả lại bị kẻ thù bắt sống đây có phải là muốn tuyệt hậu không hắn một cước đá thuộc hạ lên trời người khác gặp hắn gặp người trương nhất hiểu ta tuyệt đối không tha cho người anh nói với triệu hoàn tùng anh lấy đức báo oán mang con trai cả của có hắn có phải nên đấy. hoàn lại phí xe ngựa cho anh không triệu hoàn tùng rất dứt khoát ném tới một túi chữ vật bởi vì hắn nhìn thấy thanh liên đạo trưởng lại nghe hắn thật sự không chắc chắn trong túi có đủ loại bảo vật tạm thời xem ra môn phái thanh sơn thật sự giàu có hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ thưởng s và pháp thuật cúc hoa tàn phi đao có thể tự động tấn công kẻ địch phi yến tử anh đá triệu ngọc một cước xuống để triệu hoàn tùng đón lấy con trai hắn triệu ngọc biết rõ có gian trá nên liều mạng vùng vẫy nhưng tiếc rằng miệng bị anh bịt lại không nói được lời nào một tiếng nổ lớn vụ nổ lan rộng ra toàn bộ môn phái thanh sơn chỉ tiếc rằng không thể nổ chết triệu văn tùng đã hóa thần khí anh sử dụng cúc hoa tàn phi đao vừa mới có trong tay hơn nữa, đó là cúc hoa tam trọng tấu bắn ra ba phát liên tiếp, Triệu Văn Tùng kinh hãi thất sắc. Phi đao này dường như có ý thức độc lập. Mặc dù một phát trúng đích, nhưng biểu cảm hưởng thụ trên khuôn mặt anh ta là sao đây, người này có gì đó không ổn, anh ta rõ ràng có khả năng kháng cự rất mạnh đối với chiêu này. Thấy địch mạnh ta yếu, Triệu Văn Tùng không ngần ngại sử dụng tuyệt chiêu vô song của môn phái Thanh Sơn. Đại xà, hai con đại xà này đã được anh ta nuôi dưỡng bằng vô số sinh mạng, mới có thể đạt đến kỳ hóa thần, cộng thêm anh ta, tình thế hai bên lập tức đảo ngược anh không hề hoảng sợ vì anh còn có bảo vật tối thượng do sư tôn tặng triệu hồi sư tôn bằng lực hấp dẫn dây tiếp theo sư tôn nhạc diêu xuất hiện trước mặt anh trương nghệ à trương nghệ con thật không để sư phụ yên tâm chút nào anh lại dám tỏ tình trước mặt sư tôn thanh liên đạo trưởng tiếp theo có lẽ sẽ phát triển thành tương lai như thế này anh biết làm như vậy là có lỗi với sư tôn nhưng anh thực sự không còn cách nào khác trương nghệ anh nói lại lần nữa đi anh muốn nghe lại anh nói thích anh vừa rồi anh đã sử dụng lực hấp dẫn để triệu hồi sư tôn nhạc diêu Trương Nghệ à Trương Nghệ, con thật không để sư phụ yên tâm chút nào. Thanh Liên đạo trưởng vô cùng buồn bực, ông còn muốn sau khi trận chiến kết thúc sẽ đưa anh đi xa, sống cuộc sống của hai người, gặp sư tôn, anh vô cùng xúc động. Mấy ngày không gặp, thật là nhớ nhung. Anh ngờ sư tôn gặp mặt liền cho anh một cú điện giật, nói rằng đây là hình phạt cho việc anh tự ý hành động. Thanh Liên đạo trưởng nói, bà già, bà gấp cái gì? Có ông ấy ở đây, làm sao để Trương Nghệ gặp chuyện được? Giữa hai người lập tức bùng nổ tia lửa. Sư tôn nói, chính vì có một mụ yêu bà ở đây, ông ấy mới không yên tâm. Tân liên đạo trưởng nói, bà già không xứng đáng có lòng trượng nghĩa. Phụ nữ khi tức giận thật đáng sợ. Triệu Hoàn Tùng nói, các người không để ý đến anh sao? Dù sao anh cũng là Minh chủ Thanh Sơn mà, lúc này mà chọc giận phụ nữ thì đúng là tự tìm đường chết. Giây tiếp theo, cô ấy bị hai người phụ nữ tấn công cùng lúc, bảy con rắn hóa thần được nuôi dưỡng bằng cả tâm huyết, cứ thế mà bị hạ gục trong chớp mắt, Sư Tôn giơ kiếm và tung ra chưa lớn, Thanh Sơn môn gây họa một phương, đạo tông hôm nay sẽ tiêu diệt khối u ác tính này, thực lực của Sư Tôn khi độ kiếp chỉ bằng khí tức đã khiến anh ta không thể cử động lúc này cầu xin tha thứ đã không kịp nữa rồi vô số kiếm ảnh trang lập tức đâm vào cơ thể anh ta không ngờ sư tôn lại mạnh như vậy thần khí vẽ cắt như bóp chết con kiến trương lạc nhạn dẫn tiểu long nhẹ nhàng tiêu diệt tàn dư của thanh sơn môn tông môn ác độc này cuối cùng cũng bị tiêu diệt hệ thống thưởng đã đến tài khoản anh đã nhận được một kỹ năng lốc xoáy có thể đánh bay kẻ địch còn có một kỹ năng suy yếu có thể làm giảm sức mạnh của kẻ địch lần này thật sự là kiếm được lớn rồi sư tôn nói chỉ khi thống nhất trung châu mới có thể ngăn chặn sự xuất hiện của nhiều thanh sơn môn hơn cách mạng vẫn chưa thành công đạo tông vẫn cần nỗ lực thanh niên đạo trưởng chế diễu sư tôn chỉ là nói miệng cho hay thực ra là muốn làm bá chủ trung châu sư tôn cũng không giấu giếm dù có thế thì sao địa tông căn bản không có tư cách phản đối thanh niên đạo trưởng lập tức cứng họng thanh niên đạo trưởng nói ngươi độ kiếp ngươi giỏi lắm ngực to ngươi giỏi lắm trung châu có thể cho ngươi nhưng trương nghị cho ta không vấn đề chứ không ngờ hai người mấy trăm năm trước vẫn là sư tỷ muội. Khi đó đã bắt đầu tranh giành lẫn nhau. Thanh Liên nói ngươi chỉ là sư phụ của hắn, can thiệp vào tình cảm là không đúng. Sư tôn nói chỉ lo lắng đệ tử loạn tâm đạo. Hơn nữa trương nghị không thể thích ngươi. Sư tôn bảo ta công khai bày tỏ có từng thích Thanh Liên đạo trưởng không. Hắn muốn Thanh Liên hoàn toàn từ bỏ. Đây là hệ thống giao cho ta một nhiệm vụ tự sát. Hắn bảo ta trong hai phút phải tỏ tình với Thanh Liên đạo trưởng. Thất bại thì nửa thân dưới sẽ biến thành đá. Trước mặt sư tôn mà tỏ tình với người khác đây là muốn chơi chết ta mà, mặc dù ta có chút thích thanh liên. Nhưng tỏ tình thì thật khó nói ra. Căn bản không thể làm được, hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Còn thúc giục ta nhanh chóng tỏ tình, vì hạnh phúc của nửa thân dưới, ta quyết định nghe theo, ta cắn răng nói với thanh liên đạo trưởng rằng ta thích ngươi. Sư tôn sững sờ, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Thanh liên đạo trưởng hỏi ta có thật không, ta đành phải nói là thật, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành, ta không muốn làm kẻ tồi tệ, cứ chơi thế này. Ta đoán sẽ bị sư tôn giết chết. Thanh Liên đạo trưởng đã bị ma chướng. Hắn nói đã thấy được tương lai của chúng ta. Hắn tin rằng không lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn sinh con, từ đó sống cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ. Trương Nghị ngươi nói lại lần nữa, ta muốn nghe lại lần nữa. Ngươi nói thích ta, ta nói ta thực sự thích ngươi nhưng ta yêu sư tôn. Thích và yêu căn bản là hai chuyện khác nhau. Sư tôn nói tâm đạo của ngươi hoàn toàn mất rồi, chỉ còn lại tâm hoa. Trương Nghị không cần thích cũng không cần yêu, hắn cần yên tâm tu hành. Hắn bảo Thanh Liên đừng đến quấy rầy ta nữa. Thanh Liên đạo trưởng khóc rất đau lòng, hắn mắng sư tôn là một bà già cấm dục, căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu, sư tôn cũng cảm thấy lời mình vừa nói quá tổn thương, chẳng lẽ ta ghen rồi? Thanh Liên đạo trưởng quay lưng rời đi, hắn nói hắn biết ta thích nhạc sao hơn, hắn sẽ không ép buộc ta nữa, chưa nghị sau này cần giúp đỡ. Vẫn sẽ xuất hiện, tình yêu của ta dành cho ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Tân Liên đạo trưởng hóa thành tử hà xông lên trời, sư tôn hỏi ta có không nỡ hắn không và ta không biết nói gì. Sư tôn lại truyền dạy cho ta, ta vô tình hỏi hắn lúc trước độ kiếp, tại sao lại tỏ tình với ta? Chẳng phải cũng động tình sao? Nhạc Giao Sư tôn thấy ta lật lại chuyện cũ của hắn, lập tức cảm thấy uy nghiêm không còn. Bây giờ Trung Châu đã định tiếp theo phải điều phối các lực lượng tấn công Ma Tông. Ngày sau gặp lại Nhậm Thiên Cửu, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Đạo Tông sau khi tiêu diệt Thanh Sơn môn danh tiếng vang xa, hiển nhiên trở thành bá chủ Trung Châu. Một thời gian ngắn thu hút các tông môn bốn phương đến triều bái người Trung Châu không ai không kính sợ, Đạo Tông theo đề nghị của ta thành lập Trung Minh. Trung Châu từ đó đón nhận thời đại do Đạo Tông thống lĩnh, đại quân tấn công Ma Tông, do ta và Trần Vân Lạc Yến dẫn dắt, sư tôn thì chấn thủ Đạo Tông để phòng Ma Tông tập kích. Các sư muội đột nhiên báo tin, Trần Tiểu Khuê dẫn theo viện quân yêu tộc đến. Thật không ngờ là Hỏa Hồ lão tổ đích thân dẫn đội, Thanh Khâu hồ tộc gần như toàn quân xuất động. Sư tôn lại ghen tuông. Hắn không ngờ yêu tộc có nhiều fan hâm mộ ta như vậy, ta bảo hắn đừng hiểu lầm, lần này thật sự không phải ta đa tình, đại chiến đạo ma sắp bắt đầu hỏa hồ lão tổ dẫn rất thanh khâu hồ tộc đến hỗ trợ nhưng ma nữ nhậm thiên cừu lại không coi ra gì dù diệp hạo nhiên có thế nào đầu hàng hiến tế hắn cũng hoàn toàn không chấp nhận tạ cơ khuyên nhủ diệp hạo nhiên rút khỏi cuộc chiến này đáng tiếc diệp hạo nhiên hoàn toàn không nghe tạ cơ thất vọng vô cùng nếu không phải vì tình cảm ngày xưa thật sự muốn rời xa hắn rồi sư tôn thấy ta có quan hệ tốt với hồ tộc như vậy lại ghen tuông nhưng đại chiến sắp đến tạm thời không tính toán với ta chỉ ghi tội vào sổ nhỏ. Ta lập tức dẫn đại quân xuất trình. Ta bảo sư tôn yên tâm, đợi ta tiêu diệt ma tông trở về sẽ giải thích rõ ràng. Đạo tông đại châu, địa tông hồ tộc, chia quân làm bốn đường tấn công vạn ma quật nơi nhậm thiên cửu đang ở. Còn ta thì dẫn theo trần tiểu quỳ tiên phong dò đường. Sau khi đến địa giới bắc minh, chúng ta đổi sang đi bộ để tránh lộ hành tung. Đây là một bãi đá hoang tàn. Anh dọa trần tiểu quỳ rằng khí tức xung quanh giống nhau, không chừng sẽ có yêu ma chui lên từ dưới đất. Ai ngờ lời anh vừa dứt, dưới đất liền chui lên vài con yêu vật hình dạng đá, miệng anh quả thật linh nghiệm. Những yêu vật này thực lực không tầm thường, hơn nữa còn biết sử dụng tấn công hệ quang, anh sử dụng thuật phản thương, có lẽ có thể phản xạ lại tia sáng. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, đòn tấn công của yêu vật bị thuật phản thương phản lại ngay lập tức. Vài con quái vật liền biến thành đá vụn, Trần Tiểu Quỳ bị anh làm cho mê mẩn. Anh nói với vẻ tự tin, đây chính là sự áp đảo của sức mạnh và trí tuệ. Ai ngờ chưa kịp oai phong được 3 giây, những con quái đá này lại bắt đầu tái tạo chẳng lẽ thứ này là bất tử sao hệ thống đột nhiên phát nhiệm vụ bảo anh tìm ra vật triệu hồi người khổng lồ đá may mà cô ấy nhắc nhở anh nếu không thì sẽ lãng phí pháp lực vô ích anh ôm trần tiểu quỳ vừa tránh đòn tấn công vừa tìm kiếm người triệu hồi chắc chắn đang ẩn nấp gần đây anh tạo ra một lượng lớn bom linh khí kết hợp với lửa của trần tiểu quỳ lửa lập tức biến thành bom cháy anh tiến hành ném bom không phân biệt xung quanh người triệu hồi đã không chịu nổi nữa chỉ còn lại bức tường đó lần này dùng một quả lớn người triệu hồi bị ép phải lộ diện anh ta thậm chí triệu hồi 10 người khổng lồ để chặn đòn tấn công mạnh nhất của anh nhiệm vụ hệ thống hoàn thành phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản tốn một nửa pháp lực của anh để đổi lấy 40 điểm pháp lực tối đa lần này không lỗ người triệu hồi tự xưng là vệ sĩ tinh anh của ma tông dù có chết cũng không để anh vào vạn ma động nếu đã như vậy anh sẽ dùng anh ta để thử kỹ năng mới lần trước đã nhận được đề xuất sử dụng kỹ thuật rút kiếm long quyền không chỉ có uy lực lớn mà còn rất uy nghiêm, quả không hổ danh là kỹ năng tấn công cấp S người đá, người khổng lồ lập tức bị khí kiếm bá đạo cuốn thành mảnh vụn. Anh ngay lập tức thi triển kỹ năng yếu đuối, sẽ không cho đối phương cơ hội thi triển pháp thuật nữa. Trần Tiểu Quỳ nhân cơ hội kết liễu, pháp thuật tinh thần của anh ta cũng không hề yếu, tra hỏi anh ta để anh ta khai ra, căn cứ của Ma Tông nằm ở một chợ đen gần đây, đó chính là nơi Ma Tông buôn bán, căn cứ tội ác của những cô gái trẻ, phải phá hủy nó. Những cô gái trẻ bị đối xử như súc vật, bị người ta nhảy vào và mang đi, Ma tông thật sự tội ác tày trời, ngay cả trưởng lão Ma tông quản lý chợ đen cũng là một đối thủ nặng ký, thân hình đầy áp lực như vậy. Có vẻ như anh sắp phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Vừa mới đây, anh và Trần Tiểu Quỳ đã khống chế một tên tinh anh của Ma tông bằng cách tra hỏi. Anh biết được gần đây có một chợ đen, và đó chính là một trong những căn cứ của Ma tông, anh cùng Trần Tiểu Quỳ nhanh chóng lên đường, nhất định phải nhanh chóng phá hủy hang ổ tội ác buôn bán phụ nữ này không ngờ cảnh tượng ở đây kinh hoàng như địa ngục những cái xác này chắc hẳn đều là những người bị chợ đen bỏ rơi chân tiểu quỳ sợ đến toát mồ hôi lạnh sao con người lại còn tàn nhẫn hơn cả yêu tộc anh nói với cô ấy rằng mỗi tộc đều có kẻ ác vì vậy anh phải cứu vớt chúng Tạo ra một thế giới mới đây có lẽ chính là số phận của anh lúc này một chiếc xe ngựa lao nhanh về phía chúng anh người lái xe nhìn qua đã không giống người tốt đám người này chắc chắn là bọn buôn người của ma tông đúng lúc để anh chút cơn giận thông qua tra khảo anh đã biết được vị trí cụ thể của phố nô lệ chợ đen Việc buôn bán người đều diễn ra ở đó, Trần Tiểu Quy phát hiện trên xe toàn là các bé gái, anh giận không thể kiềm chế, đối với những kẻ này hoàn toàn không cần nương tay, anh bảo Trần Tiểu Quy giúp các em nhỏ tìm chỗ an toàn, còn mình thì đi trước đến chợ đen, không ngờ phố nô lệ này lại náo nhiệt như vậy. Hai bên đường phố ồn ào, đều là những lồng sắt giam giữ các cô gái trẻ, bọn buôn người không chỉ kéo phụ nữ ra đường giao bán, mà còn cho phép người mua sờ mó, đấu giá ngay tại chỗ, hệ thống gửi đến thông báo nhiệm vụ, bảo anh đánh bại kẻ thống trị ma tông của chợ đen có vẻ như hệ thống cũng không thể chịu nổi như anh anh bắt đầu đối đầu với bọn buôn người bảo chúng gọi đại ca ra đây anh muốn mua hết tất cả các cô gái ở đây ý định gây sự của anh rất rõ ràng không tin là hắn có thể giữ bình tĩnh được đại ca ở đây quả nhiên lập tức xuất hiện chỉ là hình dáng của hắn thật sự quá trướng mắt anh thi triển chiêu quế thụ ngay lập tức mọi người đều quỳ xuống ngay cả đại ca của họ ngư phu nhân cũng không hắn thậm chí đã từng xem qua chân dung của anh nhận ra anh là trương nghị của đạo tông hắn nói rằng nếu dâng anh cho nhân thiên sầu thì chắc chắn sẽ lập được công lớn giây tiếp theo hắn đột nhiên nhảy cao lên và tấn công anh không hổ danh là cao thủ đỉnh cao thật sự đã phá vỡ được sự kiểm soát của anh tên béo này có chút bản lĩnh đáng để anh rút kiếm nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi trong cùng cảnh giới không ai là đối thủ của anh lúc này diệp hạo nhiên đang rất phiền muộn anh ta mãi không thể đột phá lên nguyên nhân huyết cơ nói rằng chính vì anh ta quá nóng vội làm loạn tâm cảnh nên mới không tiến bộ được đột nhiên một âm thanh vang lên một giọng nói kỳ quái nói rằng thay vì vất vả như vậy, thì thà trực tiếp kiểm soát mọi thứ còn hơn. Thật không ngờ đó là hóa thân của thiên đạo. Huyết cơ bảo Diệp Hạo Nhiên tránh xa hắn ra, nhưng Diệp Hạo Nhiên lại từ chối thẳng thừng. Thiên đạo nói rằng hãy ký kết hợp đồng linh hồn với hắn. Sẽ có thể trở thành người được chọn, như vậy không chỉ có thể tiêu diệt chương nghị, mà còn có thể thống nhất giới tu tiên. Huyết cơ cố gắng khuyên nhủ Diệp Hạo Nhiên đừng để bị hắn bắt giữ. Thiên đạo thực sự tuyệt đối không phải như thế này. Đáng tiếc Diệp Hạo Nhiên đã nhập ma, đối với anh ta bây giờ, nếu không thể mạnh mẽ sống sót, thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Anh chấp nhận điều kiện của người, anh sẵn lòng ký kết hợp đồng linh hồn với người. Cô gái nhỏ bị người đàn ông phản bội, chỉ có thể để mặc cho người khác hái lượng. Dù là linh hồn thể nhưng hắn vẫn có nước mắt chảy xuống, Diệp Hạo Nhiên để có được sức mạnh, không ngần ngại bán đi linh hồn của mình. Còn cô gái huyết cơ khi hồn tan, sẽ làm gì đây? Ngay lúc vừa rồi, anh đang đại chiến với trưởng lão Ma Tông và phu nhân, dù hắn là cao thủ đỉnh phong, nhưng cũng không phải đối thủ của anh. Phần thưởng hệ thống lập tức được chuyển đến. Nhiệm vụ lần này cũng khá suôn sẻ, đột nhiên trước mặt anh mở ra một cánh cổng dịch chuyển, một người phụ nữ ngã xuống, thật không ngờ lại là huyết cơ bên cạnh Diệp Hạo Nhiên, cô ấy nói Diệp Hạo Nhiên đã phát điên, đang trên đường đến tìm anh để báo thù, và cô ấy đã dùng sức mạnh còn lại để dịch chuyển đến đây, là muốn anh nhanh chóng chạy trốn, hóa ra Diệp Hạo Nhiên bị Thiên Đạo tà ác dụ dỗ, đã ký kết hợp đồng linh hồn với Thiên Đạo, huyết cơ tuy nhận ra đó không phải là Thiên Đạo thực sự, nhưng lại không có sức ngăn cản, Thiên đạo tà ác tùy ý ra một đòn đã xuyên thủng linh hồn của cô ấy. Cô ấy và sợi dây linh hồn của Diệp Hạo Nhiên cũng bị cắt đứt từ đây, huyết cơ trước bị trọng thương lại mất đi chủ nhân, linh thể của cô ấy sắp tan biến, còn thiên đạo ban cho Diệp Hạo Nhiên thân phận người được chọn. Từ đó làm người hầu, lấy thiên đạo làm chủ, linh hồn của Diệp Hạo Nhiên đã không còn thuộc về mình. Trước đây cô ấy luôn nói coi huyết cơ là chị gái, xem ra cũng chỉ là lợi dụng cô ấy mà thôi, Diệp Hạo Nhiên lúc này đã hoàn toàn bị tha hóa anh ta hoàn toàn trở thành tay sai của thiên đạo, có được sức mạnh của thiên đạo. Cảnh giới tu luyện của Diệp Hạo Nhiên lập tức đột phá, thậm chí trong chớp mắt thăng tiến đến đỉnh cao nguyên âm, và câu nói đầu tiên sau khi anh ta có được sức mạnh, lại là chế giễu Huyết Cơ. Anh ta nói với Huyết Cơ rằng cô cuối cùng vẫn chỉ là một con gà yếu đuối. Huyết Cơ hoàn toàn nhận ra bản chất của người đàn ông đã ở bên mình nhiều năm. Dù bản thân là linh hồn thể nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Diệp Hạo Nhiên nói, trước đây anh ta khổ luyện là vì không có sự lựa chọn, nhưng bây giờ anh ta sẽ không từ thủ đoạn để trở nên mạnh mẽ huyết cơ kinh ngạc đến sững sờ đây có còn là người đàn ông kiêu ngạo đó không thiên đạo khen ngợi diệp hạo nhiên có sự giác ngộ và nói cho anh ta biết vị trí của trương nghị bảo anh ta ngay bây giờ đi lấy mạng trương nghị huyết cơ dùng chút sức lực còn lại mở cánh cổng dịch chuyển thế là mới có cảnh tượng vừa rồi anh cảm thấy linh hồn của huyết cơ đang tan biến vội vàng tiến lên đỡ anh ta huyết cơ bảo anh mau đi anh ta nói tất cả đều là lỗi của anh ta ban đầu không nên nuôi dưỡng diệp hạo nhiên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của diệp hạo nhiên và thiên đạo huyết cơ cố gắng báo tin nhưng cũng đã muộn 25 năm này trôi qua thật nhanh diệp hạo nhiên xuất lực như một vị ma thần trên không trung anh ta chuẩn bị cho anh thấy sức mạnh của thiên đạo và sự hợp nhất nhiều tầng bầu trời lập tức trở nên đỏ thẫm trong chớp mắt mưa máu rơi xuống dù là người phàm hay tu sĩ bị mưa máu chạm vào giống như bị dung nham thiêu đốt mà hóa thành cho bụi lúc này anh chỉ có thể dùng sức mạnh của thánh thể để dựng lên phòng hộ nhưng cũng chỉ bảo vệ được bản thân Nhìn thấy máu thịt sắp tan biến, anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, anh thử thu nó vào trong cơ thể và thử dùng hồn thuật để thiết lập kết nối linh hồn với nó, có thể sống sót hay không thì phải xem số phận của nó. Sau đó, anh quyết tâm lao về phía Diệp Hạo Nhiên phải tìm tên nô tài ba họ này để tính sổ. Diệp Hạo Nhiên vung tay ném ra một đạo cây. Máu văng tung tóe, bầu trời không phải là nơi ngươi nên ở, cút xuống cho ta. Anh đã sử dụng kỹ năng vừa mới có được, bàn tay trời ngay lập tức nghiền nát máu văng của Diệp Hạo Nhiên. Diệp Hạo Nhiên nói rằng hóa khí thành đầu chỉ là trò vặt vãnh. Sau đó, hắn tung ra một cú đấm về phía anh, hai nắm đấm va chạm nhau, trên bầu trời lập tức ánh sáng chói lòa, nhưng toàn bộ đều nhuốm màu máu. Rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, bàn tay trời của anh lập tức bị hư hỏng, sự kết hợp giữa thiên đạo và đồng ngoại quá thật là quá đáng. Diệp Hạo Nhiên cười điên cuồng lao về phía anh, niềm vui chiến thắng anh lần đầu tiên khiến hắn gần như phát điên, hệ thống đột nhiên gửi cảnh báo, phát hiện chủ nhân đang đối mặt với mối đe dọa từ sức mạnh siêu phàm, có muốn kích hoạt kỹ năng tạm thời không? Trong tình huống này, anh không còn lựa chọn nào khác, tất nhiên là kích hoạt ngay lập tức. Trên bầu trời xuất hiện một cái hố đen khổng lồ, đang xoáy tròn và vặn vẹo. Điên cuồng nút chừng sức mạnh của thiên đạo. Chẳng lẽ cái gọi là thiên chính là hố đen trong truyền thuyết? Thiên đạo và Diệp Hạo Nhiên đều sững sờ, chưa nghĩ làm sao có thể có pháp thuật mạnh mẽ như vậy. Đây là sức mạnh có thể sánh ngang với thiên đạo. Lần đầu tiên anh làm kẻ điên cuồng với cái yếm mà đã bị người ta bắt sống. Nhậm Thiên Cừu nói rằng người như anh là một kẻ háo sắc già nua, đáng bị đá chết ngay lập tức cho đến bây giờ anh cũng đã liều mạng rồi nếu giải thích không có tác dụng vậy thì anh sẽ cho bạn thấy sự háo sắc của anh vừa rồi anh đã kích hoạt kỹ năng linh thạch thử thiên đây là một sức mạnh có thể sánh ngang với thiên đạo thiên đạo mang theo diệp hạo nhiên hoảng loạn bỏ chạy hắn nói lần này là do hắn chuẩn bị không đủ lần sau nhất định sẽ rửa hận anh không có thời gian để truy đuổi có thể gần đây vẫn còn người sống sót không thể thấy chết mà không cứu quả nhiên trong chợ đen đã tìm thấy vài người sống anh để họ lên phi kiếm của anh lửa cháy quá dữ dội nếu chậm thêm chút nữa thì không kịp số lượng các cô gái rất đông nhưng may mắn là thanh bảo kiếm của anh đủ lớn anh bảo họ đừng nắm chặt quá làm anh không thể điều khiển được những tên ngu ngốc của ma tông cũng muốn được cứu nhưng anh không có lòng từ bi như thánh mẫu lũ cận bã hãy cùng chợ đen hóa thành cho bụi đi anh nói với trần tiểu khuê đây là những cô gái được cứu ra từ chợ đen bảo cô ấy sắp xếp chỗ ở cho các cô gái trần tiểu khuê rất không hài lòng về việc này thanh nữ của yêu tộc sao có thể luôn làm công việc vật vãnh anh lừa cô ấy rằng đây là nhiệm vụ làm việc thiện tích đức bảo cô ấy làm việc vì tin tưởng cô ấy sắp xếp chỗ ở cho các cô gái anh cũng phải nhanh chóng đi gặp đại đội lúc này lực lượng liên minh trung đang chia làm bốn đường tấn công vào vạn ma quật còn đạo tông xui xẻo lại chọn một hẻm núi khó tấn công khi trầm ngư lạc nhạn đang bế tắc bầu trời bỗng nhiên chớp giật và sấm sét một loạt thiên lôi đánh vào trận pháp phòng ngự của ma tông anh liên tiếp thi triển tam trọng thiên lôi thuật tất cả đều đánh vào cùng một vị trí đại trận của ma tông lập tức sụp đổ họ còn tưởng rằng đây là thiên pháp anh đạp phi kiếm hội ngộ với các sư muội trầm ngư lạc nhạn vui mừng lao vào lòng anh chưa kịp hàn huyên với các sư muội thì đã nhận được nhiệm vụ từ hệ thống bảo anh tự mình lẻn vào vạn ma quật ma nữ nhậm thiên cừu mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn nhưng anh chỉ có thể cố gắng hoàn thành anh bảo trầm ngư lạc nhạn tiếp tục tấn công vạn ma quật che chở cho anh lẻn vào may mà anh biết thuật độ thổ xem ra đây chính là tẩm cung của nhậm thiên cừu không ngờ ở đây còn có một dương báo lớn anh lấy vài món không quá đáng chứng nhỉ nhưng ai ngờ trong dương toàn là đồ lót của phụ nữ Bảo vật đâu rồi chứ? Cánh cửa đá đột nhiên bị đẩy ra, người đến chính là Nhậm Thiên Cừu. Hắn vừa nhìn đã nhận ra anh. Nhậm Thiên Cừu đỏ mặt mắng anh là đồ cầm thú, dám đến trộm đồ của hắn. Lúc này anh không thể biện minh được, dù sao thì cũng đã bị bắt quả tang rồi. Nhậm Thiên Cừu lao về phía anh, hắn nói anh là loại cầm thú đội lốt người, đáng bị dẫm chết như con sâu bọ. Anh nắm lấy chân hắn và nói rằng anh là thánh thể tối cao, ngươi thật sự muốn đấu tay đôi với ta sao? Nhưng mà cảm giác chân đưa đến cũng không tệ lắm. Nhậm Thiên Cửu lớn tiếng mắng anh là một lão dê sồm, nếu không buông tay, hắn sẽ gọi người đến. Anh liền ném hắn lên giường. Nếu ngươi đã nhìn ta như vậy, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sự dâm đãng của ta. Anh đã sử dụng thuật suy yếu lên Nhậm Thiên Cửu, hắn lập tức toàn thân vô lực, không thể cử động. Trương Nghị, ngươi định làm gì? Ngươi đừng làm bậy nha. Anh đã được mọi người mong đợi và thu nhận hai cô chị. Từ nay, Huyết Cơ sẽ là chị của ngươi. Chuyên phụ trách giúp anh dạy dỗ nhị tiểu thư, Huyết Cơ nói nếu có thể. Hắn thậm chí muốn quản cả anh, anh bảo hắn đừng kiêu ngạo đợi anh giới thiệu người lớn hơn cho hắn biết thanh liên đạo trưởng nói ngoài nhạc giao người trương nghị thích thứ hai chính là hắn hai tiểu thị nữ chỉ có thể đứng bên cạnh huyết cơ nói không sao ngươi là người trương nghị thích anh là linh hồn mà hắn thích chúng ta vừa vặn mỗi người một nửa anh lo lắng đến mức đầu cũng hói đợi khi trở về đạo tông phải giải thích với sư tôn thế nào đây ngay vừa rồi anh bị nhậm thiên cứu bắt quả tang trong phòng ngủ của hắn hắn không phân biệt đúng sai nhất quyết nói anh là một kẻ dâm đãng đến nước này anh cũng liều rồi nếu đã nhìn anh như vậy vậy thì ta sẽ cho ngươi xem ta thi triển thuật trói tiên hôm nay anh cuối cùng cũng đứng dậy được rồi ta phải dạy dỗ hắn một trận nhậm thiên cừu bị ta trói thành cái bánh trưng đã như vậy rồi mà hắn còn buông lời đe dọa nói rằng tuyệt đối sẽ không tha cho ta hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành ta nhận được hai cuốn sách hợp đồng linh hồn quả nhiên có hệ thống thì có thể làm gì cũng được phần thưởng này vừa vặn có thể sử dụng nhậm thiên cừu cố gắng dãy ruộng muốn thoát khỏi thuật trói tiên của ta đã như vậy hợp đồng linh hồn sẽ dùng hắn làm thử nghiệm ta đã sớm chán ngán tranh đấu bây giờ hãy để ta kết thúc tất cả hợp đồng linh hồn lập tức có hiệu lực linh hồn của hắn hoàn toàn bị ta điều khiển làm tổn thương ta sẽ phản lại chính hắn ta đã giải trừ thuật trói tiên nhậm thiên cừu cảm giác thế nào bây giờ còn dám kiêu ngạo với ta không hắn mạnh mẽ tấn công ta bằng một trưởng hắn nói hợp đồng linh hồn cần sự đồng ý của cả hai bên mới có hiệu lực làm sao có thể ép buộc ký kết giây tiếp theo hắn phun máu tươi và bay ra ngoài xem ra hắn bị thương khá nặng tư thế cũng quá là không tao nhã điều này thật sự không thể trách ta được nhậm thiên cừu nói hắn coi như đã được chứng kiến người của đạo tông thật là còn ma quỷ hơn cả ma tông của bọn họ ta bảo hắn quỳ xuống hát bài chinh phục cho ta nghe đối phó với ma tông thì phải điên cuồng hơn các ngươi nhậm thiên cừu lập tức quỳ xuống với tư thế chuẩn mực lúc này hắn mới phát hiện ra hợp đồng bị ta ép buộc ký kết lại là hợp đồng chủ tớ một hợp đồng linh hồn khác ta chuẩn bị cho huyết cơ có liên kết linh hồn chắc sẽ cứu được hắn ta thả huyết cơ ra khỏi cơ thể nói với Nhậm Thiên Cừu rằng ta đã tìm cho hắn một người chị. Lúc này Huyết Cơ vẫn còn hôn mê, hắn có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào hợp đồng linh hồn này. Huyết Cơ từ từ tỉnh lại, hắn cũng trở thành linh hồn thị tùng của ta. Huyết Cơ cảm ơn ta đã cứu mạng. Hắn từng nghĩ đến việc ở bên ta, nhưng không ngờ lại là theo cách này. Ta nói với Huyết Cơ rằng từ nay Nhậm Thiên Cừu là em, còn hắn là anh, từ nay hắn sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ em gái. Nhậm Thiên Cừu rõ ràng không phải là Huyết Cơ. Đối thủ của loại yêu quái ngàn năm này, chỉ vài chiêu đã bị thu phục ngoan ngoãn, Huyết Cơ nói so với việc dạy dỗ em gái, hắn càng muốn dạy dỗ ta, chủ nhân của hắn, ta tò mò hỏi hắn, ngươi đối với Diệp Hạo Nhiên cũng như vậy sao? Huyết Cơ nói Diệp Hạo Nhiên chỉ là một tảng đá, hoàn toàn không sâu tình như ta. Nhậm Thiên Cửu chế giễu ta nói đây đâu phải là sâu tình, rõ ràng là đa tình. Mọi người đều nói Trương Nhất Chi thích sư tôn của mình. Xem ra đều là nói dối, ta bảo hắn đừng ghen nữa, bây giờ nên đi làm việc chính rồi. Nói xong, ta kéo Nhậm Thiên Cửu đi. Bây giờ nên kết thúc cuộc chiến này chứ, cuộc chiến ngoài vạn ma động, đã tiến đến giai đoạn căng thẳng ta đứng trên vách núi vận công hết lớn mà nữ nhậm thiên cửu đã bị ta bắt mọi người trong ma tông mau chóng đầu hàng không giết các sư muội thấy ta quả nhiên bắt được nhậm thiên cửu đều hô hào phấn khởi gọi to đại sư huynh vạn tuế thanh liên đạo trưởng thấy ta liền lập tức trách mắng trương nghị thất trách vài ngày không gặp như cách ba thu hắn đột nhiên thấy bên cạnh ta đứng hai cô gái vội vàng lo lắng hỏi ta đây là tình huống gì nghe xong lời giải thích của ta thanh liên đạo trưởng hoảng hốt vô cùng không ngờ mình không thể thay thế chính cung nương nương của Nguyệt Giao. Bây giờ ngay cả vị trí nhị phòng cũng khó giữ, vì vậy hắn lập tức tuyên bố chủ quyền, tiểu tiểu thị nữ đừng hòng tranh sủng với hắn, huyết cơ nói điều này hoàn toàn không mâu thuẫn. Đạo trưởng là người mà Trương Nghị thích, còn hắn là linh hồn mà Trương Nghị thích, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng của Trần Tiểu Quỷ. Lão nương là thị nữ của Trương Nghị công tử, rõ ràng hắn còn thích ta nữa, thấy ta bị dày vò trong cảnh tu la. Huyết cơ nói điều này thật quá kinh khủng, chúng ta đừng tham gia vào nữa nhé, được mọi người mong đợi kết thành đạo lữ với sư tôn nhạc giao còn được sư tôn phê chuẩn cho phép nạp hậu cung rộng rãi hệ thống gia lệ đã thưởng cho ta toàn bộ thế giới truyện tranh hệ thống đạo lữ nghịch thiên nhất lần này không thắt dây an toàn là không được rồi sư tôn cho rằng đạo lữ là bạn đồng hành trong tu đạo chứ không phải là bạn giường để song tu trong động phòng vì vậy người sẽ không để ta làm bậy ta muốn hỏi các ngươi có đồng ý với đạo lữ của sư tôn không đồng ý thì bấm một không đồng ý thì bấm sáu để ta xem tiếp theo nên làm gì vì nội dung tập này hoàn toàn làm loạn tâm trí người xem. Nên hãy xem cùng với đạo lữ của mình. Vừa mới đây, ta lại thu nhận nhân thiên cừu và huyết tích, trở thành linh hồn thị tùng, khi ta nghĩ rằng chiến tranh đạo ma đã kết thúc. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Người đến lại là phân thân của ma hoàng, ma nữ nhận là cha của thiên cừu, phân thân lại đều là độ kiếp kỳ. Thực lực của ma hoàng không ai ở đây có thể chống lại, ta không tin vào tà ma, nên đã sử dụng thiên lôi thuật đối với hắn, nhưng thiên lôi lại bị ma hoàng bóp nát trong chớp mắt nhân thiên cừu bảo ta ngoan ngoãn giải trừ khế ước nếu không đại ca của hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ta ta nói ngươi cũng quá xem thường đạo tông của ta rồi ta còn chưa triệu hồi sư tôn đâu trên bầu trời lập tức xuất hiện một vầng trăng khuyết một bóng dáng thanh lạnh bước ra từ ánh trăng người sao sư tôn cầm kiếm đứng vững ta muốn xem thử là ai dám động đến đệ tử của đạo tông ta khí chất của sư tôn tuyệt đối là nam nữ đều bị mê hoặc ngoại trừ thanh liên đạo trưởng các nữ phù thủy không bị khuất phục bởi dung nhan và khí chất của sư tôn ma hoàng nói vô tình tiên tử đến thì sao cũng chẳng khác gì ta đều là người biết kiềm chế nguyệt giao sư tôn vung kiếm chém hắn hãy để bản thể của ma hoàng đến đây nhận cái chết một phân thân nhỏ bé như vậy hoàn toàn không đủ để đối phó chỉ vừa gặp phân thân của ma hoàng đã bị chém thành hai nửa cùng là độ kiếp tại sao hắn lại lợi hại như vậy bố vợ trước khi chết vẫn còn đe dọa anh nếu dám làm con gái ông ấy buồn lòng hắn nhất định sẽ tắm máu đạo tông anh rơi lệ từ biệt nói với ông lão anh sẽ để ông ấy sớm được bế cháu ngoại sư tôn với đôi mắt phượng chứa đầy sắc khí hỏi anh Hai người phụ nữ này là chuyện gì đây? Nghe xong lời giải thích của anh, sư Tôn không ngờ lại không nổi giận, mà lại bảo anh theo ông ấy về đạo tông, ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Đạo trưởng Thanh Liên nói có điều không ổn. Bà già chắc chắn có bí mật gì đó, anh không ngừng nghỉ mà theo sư Tôn trở về đạo tông, trên đường đi, sư Tôn không nói chuyện với anh, lúc này anh không thể chịu đựng được nữa. Hỏi ông ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ngờ sư Tôn đột nhiên ho ra máu, anh vội vàng tiến lên hỗ trợ ông ấy, sư Tôn nói vết thương do thất bại khi độ kiếp vẫn chưa lành chỉ giữ được mạng sống và tu vi. Từ đó về sau, mỗi khi vận dụng sức lực, vết thương sẽ càng nặng thêm, anh đau lòng không thể tả. Sư tôn đã như vậy mà còn bị anh coi như thú triệu hồi, thật khó tưởng tượng ông ấy đã âm thầm chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Sư tôn ôm anh, nước mắt rơi như mưa. Ông ấy muốn anh trở thành tông chủ, nếu một ngày nào đó ông ấy không thể chịu đựng nổi và qua đời. Anh lớn tiếng nói đủ rồi, anh bảo sư tôn đừng nói nữa, anh nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho ông ấy. Sư tôn nói lôi kiếp mang theo lời nguyền, hoàn toàn không thể chữa khỏi cho ông ấy bảo anh từ bỏ đi không cần phải để ý đến bà già đó anh nghiêm túc nói với ông ấy anh sẽ không bao giờ từ bỏ sư tôn anh thừa nhận mình đa tình nhưng người anh yêu nhất mãi mãi là sư tôn sư tôn kéo anh ngồi xuống ông ấy nói mình đã thông suốt rồi sẽ không còn để ý đến việc anh tiếp xúc với những người phụ nữ khác vì ông ấy tin tưởng anh vô điều kiện đột nhiên hệ thống thiên mệnh gửi đến thông báo mở khóa chức năng đạo lữ kỳ chủ có thể kết thành đạo lữ với người khác giới khi có sự đồng ý của họ ngay lập tức kết thành đạo lữ với đối phương sau đó đối phương sẽ nhận được sự gia tăng thiên phú từ ký chủ, mỗi khi ràng buộc một đạo lữ, tốc độ tu luyện của ký chủ và đạo lữ sẽ tăng thêm 10%. Anh không thể không thốt lên thật là tuyệt vời. Chức năng này quá nghịch thiên rồi. Đây là muốn ép anh mở hậu cung sao? Anh không thể nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Thương tích của sư tôn có thể được cứu chữa. Chỉ cần sư tôn kết thành đạo lữ với ta, người sẽ có khả năng tự chữa lành của thánh thể tối cao. Ta phân khích hỏi sư tôn liệu người có sẵn lòng trở thành đạo lữ của ta không? sư tôn ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ người nói rằng ta đã như thế này rồi ngươi còn muốn làm khó sư phụ sao ta nói ta biết sư tôn lo ngại về mối quan hệ thầy trò của chúng ta nhưng giả sử chúng ta là người cùng thế hệ sư tôn có đồng ý không sư tôn không dám nhìn ta người nói nếu như vậy thì có lẽ sẽ đâm ngươi hệ thống không phụ sự kỳ vọng gợi ý ta theo đuổi thành công nhạc giao sư tôn trở thành đạo lữ đầu tiên của ta ta đã biết mà muốn sư tôn đồng ý thì phải lợi dụng lỗi hệ thống mới được sư tôn lập tức có phản ứng người nói đột nhiên cảm thấy đã tạo ra kết nối thần thánh mới với ta hơn nữa nội thương dường như đã khỏi rất nhiều trong cơ thể dường như hòa nhập khí tức thánh thể của ta ta nói điều đó là tất nhiên sư tôn đã là đạo lữ của ta rồi sư tôn kinh ngạc hỏi ta chuyện gì xảy ra ta lừa người rằng đây là thiên phú mới thức tỉnh của ta không chỉ có thể nhanh chóng kết thành đạo lữ với người khác mà còn có thể để đạo lữ hưởng thụ sự gia tăng của thánh thể và có thể nâng cao tốc độ tu luyện của cả hai sư tôn nói người rõ ràng không đồng ý ta nói miệng người không đồng ý nhưng trong lòng đồng ý cũng tính, sư tôn đừng ngại ngùng nữa, chúng ta sau này sẽ cùng sống chung, quan hệ đạo lữ song tu, sư tôn bảo ta đừng nghĩ lung tung, người cho rằng đạo lữ là bạn đồng hành tu đạo, chứ không phải là giường song tu trong phòng tân hôn. Người sẽ không cùng ta đầu óc mơ màng mà làm bậy, ta nói nếu sư tôn đã lạnh nhạt như vậy, thì sau này khi ta thêm bạn đạo mới, sư tôn sẽ cảm thấy thế nào, sư tôn nói đồ đệ nghịch ngợm, ngươi cố ý làm dối lòng ta sao, sư tôn lại tặng ta một phần tình cảm đậm đà, ta làm sao có thể không đáp lại sư tôn chứ? Vừa lúc trước ta bị sư tôn bắt quả tang, người hỏi ta có phải lại cố ý làm dối lòng người không, ta vội vàng giải thích rằng mình đang ở dưới cho họ ăn. Sư tôn đến đúng lúc, cùng nhau, ai ngờ huyết tích đột nhiên hỏi sư tôn, tại sao giờ này lại đến phòng của Trương Nhất? Sư tôn lúng túng, mặt đỏ bừng. Thế là người lập tức thay đổi sắc mặt, người nói rằng tông môn là nơi thanh tịnh, là nơi cấm dục, mà các người lại ở đây quấn quýt suốt đêm, thật là không ra thể thống gì ta thầm mắng huyết cơ đúng là đồng đội heo yêu quái ngàn năm mà chỉ số cảm xúc lại thấp như vậy may mà sư tôn không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này người nói lần này đến là để nói về chuyện cấm địa sư tôn dặn dò ta phải cẩn thận hành sự người không chỉ bảo ta mang theo nguyệt ảnh lệnh để có thể triệu hồi người bất cứ lúc nào mà còn cho ta viên nguyệt ảnh châu này để trừ tà ta. ta cảm động vô cùng nhỏ giọng nói vẫn là nương tử thương ta nhất ba cô gái bị tình cảm giữa ta và sư tôn làm cảm động ngay cả nhậm thiên Cửu, cũng bắt đầu ghen tị với mối tình ngọt ngào này Hệ thống đột nhiên gửi thông báo nhiệm vụ. Nó bảo ta hôn tạm biệt Nguyệt sao. Sư Tôn, nhiệm vụ này hơi khó đấy. Trước mặt nhiều người như vậy, Sư Tôn có thể sẽ tức giận mất. Các anh em nói xem, ta có ổn Quy không? Quy tắc cũ, không ổn thì bấm 1, ổn thì bấm 6. Ta cảm ơn Sư Tôn đã tặng ta bảo vật, ta cũng muốn đáp lễ lại. Vì vậy ta mời Sư Tôn nhắm mắt lại, ta có một bất ngờ muốn tặng, ai ngờ Sư Tôn lại không theo kịch bản. Ông ấy nói ta trông có vẻ không có ý tốt, nhìn là biết không có ý định tốt đẹp gì. Ba cô gái hùa theo bảo sư tôn nhắm mắt lại họ đều rất tò mò xem ta sẽ tặng bất ngờ gì cuối cùng sư tôn cũng không chịu nổi sự này nỉ của họ hơn nữa ông ấy cũng không tin ta sẽ làm gì trước mặt nhiều người như vậy ta còn có thể làm gì kinh ngạc hơn nữa sư tôn rõ ràng đã đánh giá thấp ta đối với tình yêu ta rất nghiêm túc ba cô gái kêu lên rằng quá sốc cẩu lương này thật sự quá ngon nhân lúc sư tôn ngỡ ngàng ta liền chạy trốn lần này thật sự quá thẳng thắn tiểu vũ trụ của sư tôn bắt đầu bùng cháy táo bạo thật trương nghị dám lừa gạt sư phụ nguyệt sao sư tôn đã rút kiếm nguyệt ảnh ra căn phòng lập tức tràn ngập sắc khí lạnh lẽo ba cô gái lúc này mới nhớ ra. biệt danh của sư tôn là vô tình tiên tử huyết cơ kéo trần tiểu quỳ chạy đi hắn không muốn bị sư tôn chút giận trần tiểu quỳ còn rất nghĩa khí kéo theo người khác trong chớp mắt trong căn phòng náo nhiệt chỉ còn lại một mình sư tôn thực ra sư tôn rút kiếm chỉ để che giấu sự ngượng ngùng hắn làm sao có thể thực sự ra tay với ta chứ hắn đã nhận ra mình ngày càng dung túng ta hơn đây chẳng lẽ chính là cái gọi là tình yêu sao sư tôn đã bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tình cảm và đạo lý bởi vì sau khi hắn và ta trở thành đạo lữ tốc độ tu luyện không giảm mà còn tăng có lẽ tình yêu thực sự là một sự tồn tại không thể thiếu trên con đường tu đạo lúc này ta đã bước lên hành trình đến tiên mộ vừa rồi hệ thống đã thưởng cho ta hai lá bùa tử chức năng rất giống với một loại ghi chú nào đó nhưng lại là đạo cụ dùng một lần hơn nữa chỉ giới hạn cho việc nguyên rùa kẻ địch cung cấp đột nhiên phía sau vang lên giọng của trần tiểu quỷ ba cô gái đều đã theo tới họ cũng muốn cùng ta đến tiên mộ nửa ngày sau nhóm bốn người chúng ta đã đến tiên mộ bên ngoài đã có nhiều tu sĩ từ các nơi tụ tập mọi người đều muốn khi tiên mộ mở ra tranh thủ chiếm lợi thế trước đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh không hòa hợp người này nói rằng tiên mộ là lãnh thổ của tây chu người trung châu đến đây làm gì đám người mặc như pháp sư này thực sự chính là pháp sư họ là từ ba nghìn năm trước đến từ một nền văn minh pháp thuật ở một chiều không gian khác sau khi chiếm lĩnh tây chu họ đã giết sạch các tu sĩ địa phương hiện nay họ đã độc chiếm một phương trong giới tu tiên thấy anh được mỹ nhân vây quanh tên tóc vàng này lại dám bảo anh cho hắn mượn các cô gái để hắn chơi một chút đối phó với loại người này anh không cần khách sáo trực tiếp thi triển chiêu cây quế đầu hạ tên tóc vàng lập tức không kiểm soát được cơ thể mà quỳ xuống dưới chân anh anh liền tặng hắn một cú đấm mạnh vào mũi những kẻ xâm lược chiếm đóng tây chu nên biến mất khỏi giới tu tiên trước mắt một trận cuộc chiến giữa tu tiên giả và pháp sư sắp bùng nổ anh cầm kiếm ngang trời mà cười đã đến lúc cho những kẻ dị tộc này thấy ai mới là chủ nhân của giới tu tiên. Các cô gái mỗi người một đống xương chơi rất vui vẻ, nhưng không ngờ vừa mở ra tiên mộc đã gặp phải xác sống, anh chỉ chạm vào bộ xương này một cái, giây tiếp theo nó liền biến thành một cô bé loli dễ thương nhưng hung dữ, vừa mới đây, anh đã xung đột với người của tộc pháp sư. Cuộc chiến giữa tu tiên giả và pháp sư sắp bùng nổ. Pháp sư da trắng nói rằng ma pháp mới là đỉnh cao, đạo pháp gì đó đều là rác rưởi, anh nói với hắn rằng đây là giới tu tiên của người phương Đông đừng nhầm lẫn với thế giới huyền ảo phương tây chúng anh đã đấu một chiêu một rồng một hùng va chạm trên không lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa vùng xung quanh vài dặm đều được ánh lửa chiếu sáng anh nhìn hơn một chút pháp sư bị anh đánh rơi cây trượng sau chiêu này anh cũng không còn khinh địch nữa những pháp sư này thân thể bình thường nhưng sức chiến đấu vẫn không thể xem thường các tu tiên giả có mặt đều không bị anh làm tổn thương họ cuối cùng cũng tin rằng ma pháp không phải là bất khả chiến bại lúc này cảnh giới tiên mục đột nhiên mở ra tất cả mọi người đều điên cuồng lao vào bên trong pháp sư vừa bay vừa buông lời đe dọa anh nói rằng sau khi đoạt bảo sẽ quay lại tìm anh tính sổ anh bảo ba cô gái giữ cảnh giác tiếp theo sẽ bước vào quy luật rừng xanh rồi luôn sẵn sàng săn giết lẫn nhau nhưng trước khi vào tiên mộ có một thứ nhất định phải lấy đi những bộ xương biển của các vị thần tiên này mới thực sự là bảo vật huyết cơ và nhậm thiên cừu mỗi người ôm một đống xương người chết chơi rất vui vẻ trần tiểu quỳ đã học được bí truyền của anh biết rằng đồ tốt phải dùng bao tải để đựng đột nhiên một bàn tay lấp lánh ánh vàng từ dưới đất chui lên chộp lấy anh anh không kịp phản ứng bị hắn tóm lấy hắn còn mở miệng hỏi anh là ai chẳng lẽ đây là xác sống dậy anh bảo hắn đừng lại gần anh còn muốn hỏi ngươi là ai đây nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn chẳng lẽ là xương cốt người chết thành tinh anh hỏi đi hỏi lại hắn cũng không nhớ mình là ai chỉ nhớ rằng vạn năm trước thiên đạo đã thu hoạch tiên giới chư thần từ đó rơi xuống nhân gian hóa ra lại là thiên đạo xem ra không chỉ là sự trang trí của nhân gian, hắn ngay cả thần tiên trên trời cũng không tha. Bộ xương đột nhiên ngã xuống không còn động đậy, chẳng lẽ chết rồi sao? Tạ Cơ nói hắn có thể là thiếu linh khí, quá yếu ớt, có lẽ truyền linh khí cho hắn sẽ có tác dụng, anh rất đồng ý. Vì vậy bắt đầu truyền linh khí cho hắn, bộ xương đột nhiên phát ra ánh sáng vàng, xem ra thật sự có tác dụng, Tạ Cơ nói, hắn dường như đang biến hóa thành hình người công tử. Lợi hại như vậy sao? Ánh sáng vàng tan đi, chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn quấn đầy băng xuất hiện trước mặt chúng anh, trước mặt, Tình cảnh này ngoài việc dùng kỳ tích y học để giải thích, thì ngay cả tác giả cũng không thể tự biện minh được. Người ta nói rằng vịt con mới nở sẽ coi sinh vật đầu tiên mà chúng thấy là mẹ. Vì vậy anh thử lừa hắn rằng anh là anh trai của hắn, không ngờ hắn thật sự gọi anh là anh trai ruột. Anh khen hắn thật ngoan, vì ngươi ngốc như vậy, sau này sẽ gọi ngươi là ngốc ngốc. Trần Tiểu Quý nói, anh đang lừa gạt cô gái ngây thơ nhận kẻ thù làm anh. Anh đúng là kẻ tồi tệ, dễ dàng lừa được một cô bé cổ thần. Đột nhiên trong cây tiên khí yêu khí cuồn cuộn, một nhóm người đều đang chạy trốn về phía lối ra có vẻ như khí chết chóc trong cây tiên đã biến thành yêu quái ma ít nhất có sức mạnh hóa thần khí may mà anh có viên ngọc phong linh nguyệt ảnh do sư tôn tặng đối phó với loại yêu ma này thì không gì thích hợp hơn ngốc ngốc nói một tiếng ghét yêu ma đột nhiên bay vọt lên trời hắn bay đến trước mặt yêu ma làm cho yêu ma ngơ ngác không hiểu gì chỉ thấy ngốc ngốc vung nắm đấm nhỏ đánh vào mặt lớn của yêu ma yêu ma liền tan thành cho bụi một cú đấm hạ gục thần khí hóa hình yêu ma này chẳng lẽ là phiên bản nữ của thầy kỳ ngộ sao có ngốc ngốc là vũ khí siêu cấp này chẳng phải anh có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại sao lúc này ở sâu trong rừng tiên các pháp sư đang cướp bóc và trang trí họ nói rằng trang trí ở trung châu chẳng khác gì một đống cát rời trực tiếp cướp lấy bảo vật trang trí hoàn toàn không cần tự mình ra tay đây là lúc anh dẫn đội quân nữ trộm mộ của mình xuất hiện đàn ông thì để lại pháp trượng và áo pháp sư phụ nữ thì cởi nội y và yếm nếu không sẽ giết không tha tất nhiên những kẻ phản diện không chịu ngoan ngoãn đầu hàng vì vậy anh ra lệnh cho đai đai bắt đầu hành động Hãy cướp lại tất cả những thứ quan trọng của họ cho anh. Đai Đai nhanh như chớp lướt qua đám đông một vòng. Cô ấy rất ấm ức. Mấy người này nghèo quá, chỉ có một đống gậy gộc hỏng. Đánh kẻ nhỏ rồi gọi kẻ lớn lên. Pháp sư đến. thậm chí còn triệu hồi hai cô gái tóc vàng xinh đẹp. Anh kinh ngạc kêu lên, thật sự rất lớn. Thực lực quả nhiên vượt trội hơn anh. Phần thưởng của hệ thống là cái chết vừa đúng lúc để sử dụng. Ngay lúc vừa rồi, Đai Đai đã cướp đi cây gậy phép của các pháp sư. Anh bảo cô ấy chỉ cần gỡ viên ngọc trên đó xuống cây gậy thì vứt đi là được các pháp sư nói anh đúng là ác quỷ vì ngoài quần lót ra anh không để lại gì cho họ những pháp sư này đều giàu có vô cùng xem ra có thể vật lông cừu của họ thế là anh bảo những người này cút đi anh sẽ ở đây chờ họ tìm người đến trả thù thiên cừu và huyết cơ khuyên anh đừng khinh địch pháp sư không phải là dễ đối phó như vậy anh nói với họ rằng đây là một cái bẫy để bắt người vi phạm xung quanh anh đã chôn vô số bom linh khí vì vậy càng nhiều kẻ địch đến càng tốt lúc này thủ lĩnh của các pháp sư đã tức điên lên mặt mũi của quý tộc pháp sư đều bị mất sạch. Từ trước đến nay chỉ có pháp sư cướp của người khác, chưa từng nghe nói có ai có thể cướp của pháp sư, hắn đối xử với thuộc hạ rất tàn nhẫn. Những kẻ vô dụng chỉ đáng bị lửa thiêu thành cho bụi. Các pháp sư toàn bộ xuất kích. Họ muốn cho tu sĩ thấy sự phẫn nộ của pháp thuật. Anh và các cô gái không có việc gì làm, chúng anh bắt đầu chơi nướng ngoài trời, thậm chí bầu trời anh cũng đã bố trí pháp thuật, bây giờ chỉ chờ các pháp sư tự đưa đầu vào bẫy. Nhưng anh dường như đã đánh giá thấp kẻ dẫn đầu đó, hắn lại dùng mạng sống của thuộc hạ làm lính giò mình lần này bẫy của anh đã bị lộ hết. Các pháp sư xông tới, anh thi triển thiên lôi, những kẻ tội ác sâu nặng này. Đặc biệt thích hợp để dùng thiên lôi trừng phạt, không ngờ những pháp sư này lại dùng pháp thuật triệu hồi ra một tấm khiên khổng lồ. Thiên lôi của anh lại bị tấm khiên pháp thuật chặn lại hoàn toàn, có vẻ như nguyên tố ma pháp và linh khí đạo pháp tương sinh tương khắc, thật sự không thể nói ai mạnh ai yếu. Anh để các cô gái đi đối phó với những tên lính lác, còn tên đầu sỏ thì để anh xử lý. Hắn cưỡi trên tọa kỵ cười lớn, còn ngạo mạn nói rằng ma pháp đấu tay đôi vô địch nếu anh có thể tiếp cận hắn thì coi như hắn thua giây tiếp theo anh đã lao đến trước mặt hắn tên ngạo mạn này chỉ cần đá vào mặt là xong tên pháp sư này bị anh đánh lén đến bầm dập mặt mũi hắn hỏi anh tại sao quyền cước và thân thể lại mạnh mẽ như vậy chẳng phải việc sử dụng phép thuật cũng cần phải niệm chú sao anh nói các người đúng là ếch ngồi đáy giếng thật là thỉnh cận và thiếu hiểu biết chẳng lẽ chưa từng nghe nói về thánh thể tối thượng sao ai ngờ tên ngốc này lại bắt đầu cười ha hả thánh thể tối thượng mạnh mẽ sao vậy thì để ngươi thấy sức mạnh của ta là ma vương chuyên về sức mạnh đúng không một luồng ánh sáng lóe lên bên cạnh hắn xuất hiện hai cô gái tóc vàng bịt mắt quả nhiên tên ma này thật mạnh xem ra thực lực của hắn vượt trội hơn anh không thể đối đầu trực tiếp chỉ còn cách thử dùng hai lá bùa tử mà hệ thống đã cho anh dán lá bùa tử lên trán của tên ma các ngươi hãy mang theo chủ nhân của mình cùng nhau tiêu diệt lẫn nhau đi anh dùng hai lá bùa tử để điều khiển hai cô gái tóc vàng triệu hồi pháp sư của họ không dám tin đây là sự thật nhiều thức ăn nhập khẩu như vậy chẳng lẽ đều ủng phí sao? Cách chết mà anh đã thiết kế là để họ giết chủ nhân của mình trước, sau đó tự bạo. Dây tiếp theo họ liền đâm giáo dài vào ngực của chủ nhân. Quả không hổ danh là cô gái tóc vàng. Quả nhiên rất mạnh mẽ, ngay khi họ chuẩn bị thực hiện, khi lệnh tự bạo giai đoạn 2 được ban ra, pháp sư sắp chết đã phát ra dấu hiệu cầu cứu, dấu hiệu ma pháp này có khí tức rất mạnh, ước chừng đã được pháp sư ở tổng bộ của họ nhận được. Nói rằng chết một người như hắn còn có hàng ngàn hàng vạn người như hắn, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên cô gái tóc vàng đã cùng hắn đồng quy vô tận anh không những không hoảng sợ mà còn rất vui mừng các pháp sư đều giàu có đến mức chảy giàu tất nhiên là càng nhiều càng tốt các pháp sư khác đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi đai đai di sản đã được chất thành một ngọn núi nhỏ anh nói với các cô gái nhớ giao những bảo vật hiếm có cho anh để công khai còn lại thì để họ tự xử lý đai đai nói đầy tình cảm rằng muốn để lại tất cả cho anh trai cô gái này thật không ủng công anh yêu thương tiếp theo anh chuẩn bị làm một việc lớn trực tiếp phong tỏa mộ tiên sau đó thoải mái tìm kiếm kho báu. Các cô gái nói rằng ý tưởng của anh thực sự rất có tầm nhìn, hơn nữa, chúng anh hợp lực tụ tập linh khí, thực sự có thể phong tỏa toàn bộ mộ tiên, không lâu sau, toàn bộ mộ tiên bị bao phủ hoàn toàn bởi ánh sáng vàng. Anh dẫn theo bốn đại thiên vương xuất hiện mạnh mẽ. Sự ghen tị đã bị tông phái của anh chiếm trọn, muốn ở lại tìm kho báu thì phải trả phí, hơn nữa, những bảo vật hiếm có đào được cũng phần lớn thuộc về anh. Các tu sĩ tất nhiên không đồng ý, họ không ngờ rằng anh hùng vừa rồi lại biến thành kẻ ác bá. Anh nói rằng nếu anh muốn độc chiếm mộ tiên, thì chỉ cần đuổi các người đi là xong tại sao còn để các người tiếp tục tìm kho báu lời nói này đã được phần lớn mọi người đồng tình dù có cảm thấy có gì đó không đúng cũng không thể bắt bẻ được thực ra anh chỉ muốn biến tất cả các tu sĩ trên thế gian thành công cụ của anh tiếp theo chỉ cần giám sát họ đào kho báu là được phía tây chu đã điều động một lượng lớn pháp sư cao cấp người dẫn đầu thậm chí là một cao thủ đỉnh cao của ma đạo sư đột nhiên một cánh cổng truyền tống kỳ lạ chặn đường đi của họ diệp hạo nhiên và thiên đạo bước ra từ đó vết thương của hai người họ đã hoàn toàn hồi phục các pháp sư thấy người đến là một tu sĩ lập tức đồng loạt tấn công thiên đạo mở rộng miệng nuốt chừng tất cả các đòn tấn công ma pháp và giải phóng sức mạnh của thiên đạo thâm nhập vào cơ thể của các pháp sư những pháp sư đáng thương đều bị thiên đạo điều khiển họ mắt đỏ ngầu hô to thể chết trung thành với thiên đạo diệp hạo nhiên nói hãy để đám cá tôm này đi quấy rối bạch tuộc còn họ thì đi tây chu để kiểm soát thêm nhiều pháp sư từ đó xây dựng thế lực của riêng mình thiên đạo khen ngợi rằng anh ta cũng có tham vọng không nhỏ quả nhiên không làm anh ta thất vọng lúc này anh đang quảng bá và tiếp thị tại cảng tiên mộc vào cửa chỉ cần nộp một món bảo vật thượng phẩm để thử vận may biết đâu có thể biến xe đạp thành xe máy đúng lúc anh đang cảm thán việc kinh doanh phát đạt đội quân pháp sư từ trên trời giáng xuống các tu sĩ lập tức bị đánh cho tan tác anh vừa mới khai trương họ đã đến quấy rối thật là xui xẻo quá đi anh bảo huyết cơ tiếp tục kinh doanh đám tạp nham này anh và đần độn có thể giải quyết được anh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn trong các nguyên tố ma pháp của họ lại có sức mạnh của thiên đạo xem ra nhóm người này đã bị Diệp Hạo Nhiên và Thiên Đạo thao túng. Dưới sự phối hợp của anh và đần độn, các pháp sư nhanh chóng bị đánh tan thành mảnh vụn, nhưng ai ngờ sau khi khói bụi tan đi, lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, các mảnh thi thể của họ lại ghép thành một con quái vật kinh tởm, và toàn thân đầy miệng của nó đều đang lẩm bẩm, giết Trương Dĩnh, lần này rắc rối rồi, hắn ít nhất cũng là giai đoạn độ kiếp. Anh và đần độn có thể đánh bại hắn không? Nữ đạo sĩ này mỗi ngày phải ăn 99 người đàn ông, đặc biệt là Trương Nghị, người mang thánh thể tối cao. Mới hợp khẩu vị của cô ta, mỗi khi hắn lộ ra biểu cảm đó, là đại diện cho tiếng kèn sung trận để ăn uống. Lúc này, ngay cả vị trí của vô tình tiên tử trong đạo tông, hắn cũng dám cướp. Tân liên đạo trưởng dựa vào pháp lực cao cường, trước mặt mọi người bắt anh ôm chân hắn, ngay cả hệ thống cũng ép anh phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Hệ thống nói tại sao anh lại có nhiều cô gái làm thị nữ như vậy, hắn chính là đang giúp anh thêm phần rực rỡ. Quả nhiên có chủ nhân không cần lắc tay của liên, thì có hệ thống không bao giờ offline. Thế là anh hét lớn một tiếng, ai sợ ai, rua sợ búa sắt. Chỉ vài ngày trước, anh dẫn đầu bốn đại thiên vương chiếm lĩnh mộ tiên, các pháp sư tìm anh để trả thù nhưng lại bị anh và đần độn gặp mặt. Anh ngờ sư phụ của họ lại biến thành một gã khổng lồ kinh tởm. Miệng đầy người hắn đều lẩm bẩm muốn giết trương nghị. Hệ thống đột nhiên phát hành nhiệm vụ, bảo anh kêu gọi các tu sĩ tiêu diệt gã khổng lồ ma pháp, loại chuyện ngồi xem hổ đấu mà còn được thưởng như thế này. Anh lần đầu tiên gặp phải, anh giơ ngón tay quốc tế về phía gã khổng lồ, nói rằng anh không thèm chiến đấu với kẻ xấu xí. Hơn nữa, anh bảo đần độn cũng đừng lên, cậu lại không có quần áo, lỡ băng gạc bị bẩn thì làm sao? Anh tuyên bố với các tu sĩ gần đó, ai tiêu diệt được con quái vật này sẽ nhận được một phiếu miễn phí 7 ngày tại Tiên Mộc, các tu sĩ lập tức phẫn nộ, tranh nhau lao lên để giành quái vật, anh cảm thán rằng làm người xem cũng khá tốt, tu luyện tiên đạo không chỉ để tranh đấu và thù hận, chỉ trong chớp mắt, gã khổng lồ đã bị các tu sĩ chia nhau tiêu diệt sạch sẽ, quả nhiên, dưới phần thưởng lớn sẽ có dũng sĩ, đây đều là những chiến binh thực sự dũng mãnh. Phần thưởng từ hệ thống lập tức được chuyển vào tài khoản cảm giác nằm không mà vẫn mạnh lên thật sự rất tuyệt không ngạc nhiên khi trong những bộ truyện tranh nhân vật chính đều thích nằm yên làm cá mặn trận chiến lần này đã giúp các tu sĩ hiểu rằng đoàn kết chính là sức mạnh mọi người đều khen ngợi anh không hổ danh là trí tôn chỉ cần tổ chức một trận đánh hội đồng đã khiến họ ngộ ra rằng công tử trương nghị thật sự là thánh nhân tiếp theo anh sẽ phát triển tiên mộc thành một khu du lịch trên cao từ đó đạo tông lại có thêm một nguồn thu nhập mới còn diệp hạo nhiên và thiên đạo liên thủ thống trị tây chu vô số tà môn ngoại đạo kéo đến đầu quân cho Diệp Hạo Nhiên, thuận thế thành lập tổ chức Tà đạo Thiên Minh. Một thời gian, quần ma loạn vũ, thiên hạ đều kinh hoàng. Đạo tông với tư cách là thủ lĩnh của Trung Minh, lập tức triệu tập các môn phái lớn để cùng bàn bạc đối phó đại kỵ, thanh liên đạo trưởng nhân lúc sư tôn nguyệt giao không có mặt, cưỡng ép chiếm đoạt ngôi vị tông chủ. Anh hỏi anh ta sao anh lại ngông cuồng như vậy? Anh nghĩ anh là vợ anh à? Thanh liên nói danh phận vợ chồng anh ta không quan tâm, có thực chất vợ chồng là được còn bảo nếu anh không có chỗ ngồi thì có thể ngồi lên đùi anh ta các sư muội lập tức nổi giận yêu đạo sao dám khinh nhờn đại sư huynh của đạo tông thanh niên đạo trưởng cười lớn điên cuồng quan hệ với trương nghị thất trách và những người khác bắt đầu nổi lên có thể tưởng tượng được không giúp anh à hệ thống đột nhiên phát hành một nhiệm vụ tự sát nó bảo anh phải đáp ứng yêu cầu của thanh niên đạo trưởng nếu không sẽ ngay lập tức khiến anh mất cổ phần anh chỉ lớn đúng là một hệ thống không có giới hạn nhưng so với việc thất bại và bị bắn chết thà cố gắng để nhận thưởng còn hơn thế là anh mạnh dạn ngồi xuống, làm cho thanh liên đạo trưởng cũng bị bất ngờ. Anh ta nói rằng Trương Nghị đã thất trách. Đột nhiên có hứng thú làm thật, vậy thì còn họp hành gì nữa, lên xe luôn đi. Thế Tôn xuất hiện chặn đường của Thanh Liên đạo trưởng. Hôm nay là đại hội trung minh, không thể để ngươi làm loạn, Thế Tôn nói theo thông tin đáng tin cậy, Thiên Minh đã phái người đến Huyết Uyên, nơi đó là do huyết ma sư biến thành, bên trong ẩn chứa các bộ phận cơ thể của huyết ma, luyện hóa nó có thể trở thành pháp bảo mạnh mẽ, nhưng nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nếu tiến vào thì khả năng gặp nguy hiểm rất cao thế tôn nói diệp hạo nhiên rõ ràng là muốn luyện hóa pháp bảo diệt thế vì vậy phải nhanh chóng phái người đi ngăn chặn tân liên đạo trưởng lập tức đăng ký huyết uyên ông ta đã từng đến ông ta có thể dẫn anh cùng đi sư tôn nói đừng tưởng anh không biết anh đang nghĩ gì rõ ràng anh muốn nhân cơ hội này để chinh phục đồ đệ của anh không ngờ các tiền bối đều giúp đỡ thanh liên khuyên sư tôn hãy để thanh liên dẫn trương nghị đi một chuyến sư tôn đành phải đồng ý nếu từ chối nữa thì sẽ bị nghi ngờ là che giấu điều gì đó tối hôm đó đạo trưởng thanh liên ở lại đạo tông nhưng ông ta không đến phòng khách mà lại ở lì trong phòng anh không chịu đi anh hỏi ông ta lý do ai ngờ ông ta đột nhiên nổi điên bây giờ ngay cả nguyệt giao cũng không bảo vệ được cô còn ai có thể cứu cô nữa đột nhiên cửa bị đẩy mở ba thị nữ lớn dưới sự dẫn dắt của trần tiểu khuê mặc đồ bơi tự ý đến tối nay suối nước nóng của tông môn mở cửa công tử chúng ta đi tắm thôi đạo trưởng thanh liên để thoát khỏi cảnh cô đơn thật không ngờ lại ở suối linh kế bên hạ độc như người chúng độc lại là người khác tập này có thể hơi ngắn vì có quá nhiều thứ phải cắt bớt các bạn hãy xem cùng với bạn khác giới vừa mới đây thôi đoàn thị nữ của anh đến tìm anh đi ngâm suối linh đạo trưởng thanh liên nói đi phòng tắm đi bần đạo cũng muốn đi trần tiểu khuê nói người ngoài như ông không thích hợp đâu dám từ chối thì chỉ lo giết không lo chôn ai cho các ngươi đột nhiên vào đây làm hỏng chuyện cả đời của kênh các cô gái đều cảm thấy không đúng theo lý mà nói đạo trưởng thanh liên không phải nên đi tranh nhau ngâm suối với công tử trương nghị sao sao lại chen chúc với chúng ta Hoa ra thanh liên đạo trưởng đã ở suối kế bên đã hạ loại thuốc không thể miêu tả hắn chuẩn bị đợi khi thuốc phát tác thì đến hưởng lợi nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc thanh liên ép ta biết về sân bên cạnh chắc chắn không có ý tốt trương nghị ngươi đang làm gì ở đây sư tôn cũng đến ngâm suối sao cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ thế là ta mời sư tôn xinh đẹp như hoa hồng cùng tắm ai ngờ sư tôn vô tình bỏ rơi ta đầy tình cảm từ chối cũng quá dứt khoát rồi đều tại ta quên mất câu tục ngữ quê nhà lời phụ nữ nói phải nghe ngược lại, nói không không tức là muốn muốn. Thật là sư tôn ghét ta quá thẳng thắn. Ta cười mình không nhìn thấu, chưa nghĩ sao giống khúc gỗ vậy, chẳng lẽ ta thật sự trở thành bà già rồi sao? Có lẽ sư tôn quá buồn bực, thậm chí quên cởi tất mà đã ngâm vào suối linh. Với tu vi của hắn, lập tức nhận ra nước trong suối linh này có điều không ổn, chắc chắn có người đã bỏ thứ gì đó bẩn thỉu vào trong. Chắc chắn có người đã bỏ thứ gì đó bẩn thỉu vào trong. Lúc này, đạo trưởng Thanh Liên đột nhiên xông vào hắn tính toán thời gian chắc cũng đã gần đến thì ra là nguyệt giao sao lại là ngươi sư tôn nói quả nhiên là ngươi thanh liên vậy chắc chắn ngươi đã bỏ độc vào suối linh đúng không đạo trưởng thanh liên tức giận vô cùng hôm nay khó khăn lắm mới có thể ở lại đạo tông kết quả mấy lần đều không thành công trương nghị đâu ngươi giấu hắn ở đâu rồi sư tôn đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn bà già này làm sao vậy ngươi muốn làm gì lúc này lệ nguyệt ảnh của ta đột nhiên có phản ứng mạnh mẽ chắc chắn là sư tôn gặp nguy hiểm ta phải nhanh chóng đến đó tiếp theo xin phép cho ta cắt giảm một phút nếu không ngày mai các ngươi sẽ không thấy ta nữa nghe thấy tiếng động lớn từ phòng bên cạnh đội hầu gái của ta lập tức chạy đến giây tiếp theo tất cả họ đều ngây người đây là cảnh tượng gì thế này sư tôn cuối cùng cũng tỉnh lại ta là ai ta đang ở đâu ta vừa làm gì vậy chưa kịp nghĩ ra câu trả lời trần tiểu khuê đã giơ tay trả lời hắn nói vừa vào đã thấy ba người chúng ta đang vật lộn còn không cho chúng ta tham gia thật quá đáng ta vội nói vừa rồi chỉ là hiểu lầm mọi người rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi ta sẽ đưa sư tôn về trước các cô gái không nói ra nhưng trong lòng cũng đoán được tám chín phần đạo trưởng thanh liên tức điên lên lần này thật là tự làm hại mình lại để nguyệt giao được lợi sau khi về phòng sư tôn bảo ta nghỉ ngơi sớm ngày mai sẽ tính sổ với thanh liên đáng ghét ta nói trước khi đi đệ tử muốn hỏi sư tôn tại sao với tu vi cao như vậy lại trúng độc này ta đoán sư tôn thực ra là người đa tình vì vậy mới dễ trúng độc sư tôn cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của tình yêu ta không chỉ đột phá trí tuệ đạt đến đỉnh cao, mà còn thăng tiến lên kỳ hóa thần. Ta nói với sư tôn đây chính là sức mạnh của tình yêu, đợi ta trở về, chúng ta tiếp tục cố gắng, chắc chắn có thể phá vỡ mọi rào cản. Sư tôn nói ta hoàn toàn nói nhảm. Tình dục chỉ là dục vọng của con người sao có thể giúp tăng tu vi? Ngoài ra, từ hôm nay tác phẩm này sẽ đổi tên thành Thiên mệnh tỏ tình, chỉ khác một chữ thôi. Các bạn đừng tìm nhầm khi tìm chuyện tranh nhé. Thực ra sư tôn đang che giấu thói quen từ trên người hắn. Ta đã cảm nhận được sự tăng tiến tu vi ta bảo sư tôn tiếp tục nghỉ ngơi dù sao đêm qua cũng quá mệt mỏi tiếp theo ta phải đi làm việc chính sư tôn nghĩ thầm hóa ra đây là tình yêu sao cuối cùng ta cũng hiểu được trương nghị trước đây không ngờ đạo trưởng thanh liên canh cửa suốt đêm trương nghị các ngươi chơi vui quá nhỉ ta bảo hắn mau xuống đi sắp thành lịch sử rồi trước khi đi còn phải chào tạm biệt mọi người nữa và ta không biết rằng thanh liên đã quyết tâm từ lâu nguyệt sao có gì ta thanh liên cũng phải có ba hầu gái dặn ta đề phòng lửa trộm vào thanh liên con trai ra ngoài phải bảo vệ bản thân đạo trưởng thanh liên nói các ngươi đang nói nhảm gì vậy ta là người xuất gia sao có thể có ý nghĩ không đúng đắn trương lạc yến đấm nhẹ vào ngực ta sư huynh suốt ngày múa hát không quan tâm đến chúng ta nữa ta an ủi hắn sao có lạc chứng? yến là tiểu sư muội ta yêu thương nhất mà không ngờ câu này lại làm thẩm trần du tức giận sư huynh ngươi nói ta là gì của ngươi sư muội trần du là trà sữa của ta ngươi yêu ta ta yêu ngươi trà sữa của ta ngọt ngào thẩm trần du nói ta không tin ta không tin ta muốn để lại dấu ấn riêng cho sư huynh trương lạc yến không chịu thua nói hắn cũng không tin thế là hai tay ta lập tức trở nên biến dạng thanh liên nghĩ thầm hóa ra hắn thích thế này xem ra ta vẫn còn quá văn nhã dây tiếp theo hắn lao vút lên trời đã muộn rồi tạm biệt thêm nữa lại phải đi ngủ một ngày sau chúng ta đến huyết uyên quả nhiên nơi này đã bị thiên minh chiếm đóng đạo trưởng thanh liên nói hắn sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng để ta tìm cơ hội lẻn vào không ngờ đạo trưởng thanh liên cũng có lòng hy sinh vì nghĩa không thể không thừa nhận trước đây ta đã nhìn sai hắn đi không xa đột nhiên một người phụ nữ chặn đường ta là tiên tử của thiên minh người ta gọi là phi thiên kiến nữ lý phong tâm sự nghiệp ta nói được rồi ta biết ngươi nghe nói sư phụ ngươi đã truyền cho ngươi kiếm pháp thượng trung hạ tam lộ nhưng ngươi lại bỏ qua thượng kiếm và trung kiếm hệ thống đột nhiên phát nhiệm vụ bảo ta dùng kiếm thánh kiếm đánh bại lý phong tín lần này chúng ta có dự án rồi luận kiếm ta xưng đệ nhất ai dám xưng đệ nhị hệ thống ngoan ngoãn giao phần thưởng ra là được gặp gỡ giao hưởng cho ta khởi tấu ngươi từ tâm miệng thì chỉ bới nói đây là cái gì bút kiếm nhưng trong lòng lại hiểu rõ thuật ngự kiếm này đã đạt đến đỉnh cao ta tìm đúng thời cơ ném ra dây chói tiên sinh cuộc thi viết nhàm chán này cũng gần kết thúc rồi có một chứng cứ phụ giúp chữa khỏi bệnh dạ dày lâu năm của hắn và ta trương nhất bút gặp gỡ so tài dài ngắn ngươi thật không biết sâu cạn hệ thống thưởng ngay lập tức vào tài khoản ta lại có thêm một môn thuật nguyền rủa không ngờ sóng này chưa yên sóng khác lại nổi lên một trái tim khổng lồ bỗng nhiên vang lên trên không trung Chẳng lẽ đây chính là tâm ma huyết? Huyết ma lại muốn mượn xác hoàn hồn. Ngay cả đạo trưởng Thanh Liên cũng bị tâm ma huyết khống chế, để dùng sức mạnh của thánh thể tối cao cứu hắn, ta chỉ có thể tuân theo gợi ý của hệ thống, kết giao đạo lý với hắn, anh thừa nhận rằng đã luôn kìm nén tình cảm đối với cô ấy. Không quan tâm nữa, hôm nay chính là lúc anh tỏ tình. Trương Nghị, anh đã cảm nhận được tiếng lòng của anh ngay vừa rồi. Tâm ma huyết bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Theo nhịp đập mãnh liệt của nó, vô số tu sĩ thiên minh xung quanh đều bị nó hút vào đạo trưởng thanh liên nói tâm ma huyết đã thành tinh nó nuốt trưởng sinh linh sợ rằng muốn mượn xác hoàn hồn còn lý phong tâm lại đã có được đầu ma huyết cô ấy muốn triệu hồi cả tâm ma huyết đến đây không ngờ cô ấy lại bị bàn tay ma huyết từ chối một cách thảm hại hơn nữa ngay lập tức tặng cho cô ấy một cú đấm anh vào thử mũi. dùng khí để phong ấn bàn tay ma huyết đây đúng là thứ tốt vừa hay có thể dùng cho anh ngay khi anh sắp thành công tâm ma huyết đột nhiên lao mạnh về phía anh anh đi lừa người sao một trái tim lại có ý thức tự chủ lúc này vừa hay có thể dùng thuật nguyên rủa được hệ thống ban thưởng khi qua đời. Anh nguyên rủa bạn rơi từ trên trời xuống, ngay khi anh nguyên rủa thành công. Trái tim đột nhiên lao mạnh về phía anh, cơ hội tốt, tâm ma huyết là của ta rồi. Đạo trưởng Thanh Liên nói ngươi dám nhặt đồ trước mặt ta, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc này, tâm ma huyết đột nhiên chuyển hướng lao về phía đạo trưởng Thanh Liên. Khoảng cách ngắn như vậy hoàn toàn không thể tránh được. Hắn trực tiếp chui vào ngực của đạo trưởng Thanh Liên. Chết rồi, Thứ này muốn hợp nhất với Thanh Liên, và bên cạnh là bàn tay ma huyết cũng không chịu thua kém, khoe ra bắp tay hai đầu, đối tượng mà hắn chọn để hợp nhất chính là kiếm tiên Tử Lý Phong Tinh, đạo trưởng Thanh Liên lập tức mất lý trí lao về phía anh. Lý Phong Tinh cũng hoàn toàn bị bàn tay ma huyết ký sinh, mất đi ý thức, giây tiếp theo, hắn cũng lao mạnh về phía anh, nhưng anh không có thời gian để lo cho hắn, vẫn là cứu đạo trưởng Thanh Liên quan trọng hơn. Anh thi triển phiên bản tăng cường của thuật ngủ mê, hướng vào tâm trí của đạo trưởng Thanh Liên. Vừa hay mượn Lý Phong Hưng làm bàn đạp, anh tìm thấy một ngôi miếu đổ nát trong vực sâu ma huyết, đạo trưởng Thanh Liên đã hoàn toàn bị khí ma huyết xâm nhập. Với sức mạnh của anh, hoàn toàn không thể giúp được ông ấy. Bỗng nhiên hệ thống gửi thông báo, bảo anh kết thành đạo lý với đạo trưởng Thanh Liên, sau đó có thể dùng sức mạnh của thánh thể tối cao, dễ dàng trấn áp tâm ma huyết để cứu người, anh không thể lo lắng nhiều như vậy, hệ thống thiên mệnh liên kết đạo lý. Nhưng hệ thống lại bảo anh hôn Thanh Liên để kích hoạt tình cảm bây giờ anh có thể chắc chắn, hệ thống này chắc chắn là một lão già biến thái. Có sở thích đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, đạo trưởng Thanh Liên thật sự rất đẹp, thực ra anh luôn kìm nén tình cảm đối với cô ấy, thêm vào đó là vì sư phụ, anh luôn cố ý tránh xa cô ấy, không quan tâm nữa, hôm nay chính là lúc anh tỏ tình. Đạo trưởng Thanh Liên đã ký kết thành công lần thứ hai. Khóe mắt Thanh Liên bỗng chảy hai dòng lệ xanh. Anh đã cảm nhận được tiếng lòng của bạn, Trương Nghị, anh yêu bạn, anh luôn ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm của bạn dành cho Nguyệt Dao. Bây giờ mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì anh biết bạn đã chấp nhận anh, từ nay bạn và anh sẽ định tình như tiên nữ, đến chết không thay đổi. Có nhiều đạo hữu phản đối hôn sự của anh và Thanh Liên, nhưng để cứu mạng cô ấy, anh còn có thể làm gì khác? May mắn là trong đạo lữ có thể chia sẻ thánh thể tối cao, vì vậy cô ấy không chỉ thành công luyện hóa tâm ma huyết, mà ngay cả tu vi cũng tiến gần đến độ kiếp, chỉ có điều anh dường như đã đánh giá thấp đạo tâm của cô ấy. Nếu không chạy ngay, chắc chắn anh sẽ mất mạng, tình hình trước mắt rất khẩn cấp, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Lý Phong Tâm không? Trương Nghị, quay lại đây cho anh. Phải chiến đấu như một người đàn ông. Cảm giác này giống như đang đối mặt với một vực thảm. chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị nó nuốt chửng. Và lúc này, sư tôn ở đạo tông bỗng nhiên có cảm ứng, không đúng, dao động thần sự này là chuyện gì? Trương Nghị, tên này dường như lại kết giao với một đạo lý khác. Trương Nghị đã đi cùng với Thanh Liên. Chẳng lẽ đạo lý mới chính là Thanh Liên? Khi ngôi sao đạo của anh sắp sụp đổ, sư tôn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thanh Liên lão yêu bà, buông Trương Nghị của ta ra, lão bà này lại đến phá hỏng chuyện tốt của ta nhưng ngươi đến muộn rồi ta và trương nghị đã là vợ chồng hợp pháp sư tôn giận dữ mắng đạo trưởng thanh liên ngươi đã làm gì với ý nhi của ta ta làm gì với lang quân của ta thì cần gì ngươi quản yêu nữ cầm miệng lang quân cũng là ngươi gọi sao ta mở to mắt nhìn đại phu nhân và nhị phu nhân đánh nhau nhưng lại không thể ngăn cản vì người bị thương chỉ có ta đột nhiên cửa lớn của ngôi miếu đổ nát bị người ta phá tung thật không ngờ lại là người đã hóa thân huyết ma lý phong tâm tìm đến tận cửa hóa ra hắn không chỉ áp chế được sức mạnh của huyết ma mà còn dung hợp với các di thể của huyết ma khác nhưng bây giờ mọi người thực sự không có thời gian để ý đến hắn huyết ma làm sao quan trọng bằng tình yêu lý phong tâm như bị chúng đòn chí mạng gấp vạn lần các ngươi không thể nhìn ta một cái sao ta mạnh lắm mà giây tiếp theo hắn bị hai vị đại lão độ kiếp đánh cho đỏ mặt tía tai con vịt ra trơn lan sang một không ngờ ta thấy tiên tử lý phong tâm khổ tu kiếm đạo cả đời trước bị trương nghị đánh bại bây giờ lại bị hai người phụ nữ điên đánh, giới tu tiên thực sự quá nguy hiểm. Mẹ ơi, con muốn về nhà làm cô gái ở nhà, sao ta có thể để hắn chạy trốn việc chính còn chưa làm xong, đã vậy cô gái này hấp thụ huyết ma. Bắt về đạo tông luyện thuốc chắc chắn sẽ đại bổ, nếu không ta sẽ bị vợ lớn vợ bé đè xuống đất, không được sờ mó người khác lung tung. Lý Phong tâm hoàn toàn sụp đổ, hắn khai rằng tất cả đều là âm mưu của Thiên Minh, các ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Diệp Hạo Nhiên tính sổ đi. Sư Tôn dựa trên nguyên tắc tận dụng phế vật thu phục Lý Phong Tâm, đợi về tông môn sẽ tiến hành cải tạo lao động, ta nắm tay các bà vợ, nói với giọng nghiêm túc rằng trước mắt đại cục là quan trọng nhất, hãy tạm gác lại ân oán cá nhân của mỗi người, nhưng hai cô gái lại đồng thời ghen tuông và buông tay ta ra, xem ra cuộc chiến trong cung sắp bắt đầu rồi, sau khi trở về đạo tông, ta lại phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của ba thị nữ lớn. Tại sao đạo trưởng Thanh Liên vẫn chưa đi Thanh Liên đắc ý nói? Hắn đã trở thành đạo lý thứ hai của Trương Nghị. Các ngươi là cái thá gì, lần này thật sự đã chọc vào tổ ong vỏ vẽ rồi, đi bộ là không công bằng, chúng ta cũng muốn trở thành con đường của công tử Trương Nghị. Để đối phó với thách thức của Thiên Minh, Sư tôn bảo ta cùng hắn bế quan tu luyện nhưng do lòng tham của đạo trưởng Thanh Liên, việc tu luyện chưa bắt đầu đã xảy ra sự cố. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang nói với ta. Cơ hội giải quyết mâu thuẫn giữa các đạo lữ lớn nhỏ cuối cùng đã đến. Ngay vừa rồi tin tức Thanh Liên trở thành đạo lữ thứ hai của ta đã gây ra sự chú ý của Trọng Long. Thấy bốn người phụ nữ tranh cãi đến đầu rơi máu chảy, anh buộc phải gầm lên để dừng lại. Trương Nghị đâu phải là tài sản riêng của các người? Sao có thể để các ngươi quyết định? Ai ngờ bốn người phụ nữ không những không nghe mà còn quyết định thi đấu nếu ba người các ngươi thắng sẽ trở thành đạo lữ của ta nếu không ba người họ sẽ lập tức rời khỏi phòng của ta và không bao giờ được phép bước chân vào đây nữa đám người này ngày càng không coi anh ra gì dù có thi đấu cũng phải được anh đồng ý chứ bốn người phụ nữ đột nhiên đồng loạt nhìn về phía anh trương nghị anh nói ai trong chúng anh lớn hơn anh ngơ ngác thế này thì làm sao anh trả lời được anh không muốn đắc tội với ai cả nhưng may mắn là kiếp trước anh cũng là một thanh niên văn học đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng tiểu quỳ không hổ danh là thánh nữ của yêu tộc nổi bật với chữ thánh cả người vô cùng thuần khiết những người khác lập tức phá đám nhậm khiên cừu nói cô ấy thuần khiết cái gì cả ngày lén ngửi quần áo của trương nghị huyết cơ nói tiểu quỳ làm sao có thể thuần khiết hơn anh anh đã thuần khiết hai kiếp rồi anh khen ngợi huyết cơ đã bỏ tối theo sáng trong lúc nguy cấp là người có nghĩa khí và chính trực trần tiểu quỳ hận không thể lao tới cào mặt huyết cơ anh ta cẩn thận cái gì chứ anh ta chỉ tham lam vẻ đẹp của công tử Nhân Thiên Cừu đột nhiên nhìn anh Trương Nghị với ánh mắt mong đợi. Còn anh thì sao? Anh thật không ngờ sức hút của mình lại mạnh đến vậy, ngay cả ma nữ lạnh lùng cũng không thể không hỏi anh. Anh xoa so đầu anh ta và nói anh có hai cái lớn, từ kẻ thù ban đầu trở thành đồng đội hiện tại. Có thể nói là đại triệt đại ngộ rồi, chưa kịp để Nhân Thiên Cừu đắm chìm vài giây. Anh ta đã bị thanh liên đụng bay anh còn chưa nói về anh mà, anh còn cần phải nói sao cái gì của anh cũng lớn rồi mà. Ba thị nữ lớn phản đối thanh liên dựa vào việc mình là đạo lữ, mà đe dọa Trương Nghị, thế là cảnh tu la lại một lần nữa xuất hiện, đang ngủ ở phòng bên cạnh đái đái buồn bực vô cùng đám người này thật sự biết gây náo loạn mà đột nhiên anh ta nhận thấy ngoài cửa hình như có động tĩnh đây chẳng phải là thế tôn của anh trương nghị sao sao cô ấy lại đến đây lúc này anh không thể chịu đựng nổi nữa hét lớn một tiếng đừng ồn ào nữa trong lòng anh người lớn nhất vẫn là sư tôn nguyệt sao sư tôn đã nuôi dưỡng và bồi dưỡng anh đến tận bây giờ tình cảm này không ai có thể sánh bằng vì vậy sư tôn đối với anh còn lớn hơn cả trời quan trọng hơn cả mạng sống của anh sư tôn đang nghe lén ngoài cửa cười với trương dịch Cuối cùng con cũng hiểu được sư phụ rồi. Thanh liên nói, con cũng thật là mặt dày. Người sao coi con như đệ tử, nhưng con lại coi người như vợ. Sư tôn không thể nghe nổi nữa, tất cả đừng cãi nhau nữa. Sư phụ đến rồi, Thanh liên chỉ vào sư tôn nói, đừng tưởng anh không biết người đến đây làm gì, chắc chắn là đến để lén luyện công đúng không? Thế tôn bảo anh ta đừng nói bậy. Lần này ông đến để thông báo cho mọi người, Thiên Minh đã chiếm đóng vùng đất ngoài Trung Châu và còn tuyên bố muốn đấu pháp với đạo tông. Anh lập tức mời ngài ra trận anh nhất định sẽ giúp đạo tông lập uy thế tôn nói để đảm bảo an toàn đề nghị anh và ông ấy bế quan tu luyện một ngày để tăng cơ hội chiến thắng thanh liên lập tức không đồng ý đừng tưởng anh không biết anh nói miệng là tu luyện nhưng sau lưng lại muốn làm chuyện với trương nghị thế tôn nói nếu cô không tin thì có thể theo chúng anh cùng tu luyện thế là anh và các đạo lữ lớn nhỏ đến đạo tông tu luyện thuật cổ xưa trong mật địa thế tôn nói chỉ cần truyền vào một ít linh khí là có thể dẫn ra khí tức hoang cổ từ cây tâm liên lập tức lao vào một ít linh khí sao đủ khí tức hoang cổ dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Thế tôn và thanh liên bị chấn động mạnh mà bay ra đồ ngốc này. Lượng lớn khí tức hoang cổ chúng ta không chịu nổi. Thế tôn nói hỏng rồi, chúng ta đã cưỡng ép dung nạp quá nhiều khí tức hoang cổ, không tiêu hóa được rất dễ bị nổ thân mà chết. Anh nghĩ chuyện này có gì to tát đâu? Thế tôn và đạo trưởng có cần anh giúp đỡ không? Chí tôn gọi anh là vợ lớn cuối cùng cũng không còn kháng cự nữa. Để trở thành một gia đình yêu thương nhau cô ấy là chị cả. Phải cố gắng thử làm bạn tốt với thanh liên vì vậy. Mặc dù cô ấy rất khó chịu khi anh gọi Thanh Liên là vợ nhỏ, nhưng cũng cố nhịn không phản đối đời người đến đây. Vợ chồng còn mong gì hơn, và lý do anh có thể tạo ra sự thịnh vượng chưa từng có này, thế nhưng lại vì sự cố xảy ra tối qua. Để tránh việc hai người họ bị nổ tung mà chết, anh buộc phải đưa họ ra khỏi vùng hoang dã. Hấp thụ toàn bộ khí cốt của họ vào cơ thể mình. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm, dù anh có thân thể tối cao cũng suýt không chịu nổi. Dù sao đây cũng là hai vị đại năng trong kỳ độ kiếp mà, Tân Liên nói sao trông anh lại yếu đuối thế này? khi cốt hoang dã đã truyền hết cho anh mà vẫn uể oải vậy sư tôn nói đàn ông thì phải mạnh mẽ lên mau đi đấu pháp với thiên minh đi đạo tông sẽ chuẩn bị nhân lực để hỗ trợ bất cứ lúc nào trong 18 năm ở đạo tông mỗi lần anh ra ngoài đều chia tay lưu luyến với các sư muội lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ anh thay mặt sư tôn tuyên bố từ nay đạo tông không tu luyện vô tình đạo nữa các sư muội muốn tu luyện nhanh thì phải yêu đương nhưng anh lại đánh giá thấp sức hấp dẫn của mình các sư muội đều bày tỏ muốn tu luyện một mình bảo vệ đại sư huynh và đạo tông anh vừa bất đắc dĩ vừa cảm động anh trương nghị có đức có tài gì mà đáng để các em yêu ái như vậy chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị trương la yến kéo đi sư huynh nên đi thôi đừng làm kẻ tồi tệ nữa lúc này ngoài cửa trung châu đã bị đại quân thiên minh áp sát đám tà tu kiếm trung minh đã phái ba người trẻ tuổi đến lập tức cười ha ha anh trực tiếp tung ra một chiêu tế thiên chi thủ anh muốn xem ai trong các ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta những người này bị anh đánh cho ngã ngựa lộn nhào còn nói đấu pháp mà lại dùng thể thuật rõ ràng là gian lận Dây tiếp theo ba tà tu trông giống ninh thái thần xông lên muốn thay trời hành đạo chỉ thấy họ vung bút vẩy mực trong chớp mắt đã ngưng tụ ra một chiếc lưỡi mực dữ tợn thần thông này tuy nhìn có vẻ mạnh nhưng nếu so về vẽ tranh thì anh không phục ai cả anh lập tức triệu hồi thần chi bút làm những việc sáng tạo như thế này thực ra là đấu trí tưởng tượng đã muốn đối phó với lạt tiêu một loại snack thì anh sẽ vẽ một pac man vậy là một người xuyên không trí tưởng tượng của anh sao có thể là thứ mà đám ếch ngồi đáy giếng này có thể tưởng tượng được trầm ngư lạc nhạn ý chỉ vẻ đẹp tuyệt trần dùng linh khí bom mà anh tặng hóa thân thành đội ném bom đại quân thiên minh lập tức tan rã bỗng nhiên anh bị một sợi dây phát ra sức mạnh của lửa chói chặt là tên nào đang đánh lén đây kẻ địch là một nữ tu sĩ hóa thần với tóc đuôi ngựa đôi trương nghị ngươi là con mồi của ta phượng cửu nhi không ngờ diệp hạo nhiên lại thu nhận nhiều nữ tu sĩ như vậy nhưng dường như tất cả đều là những kẻ lông bông trông không được thông minh lắm nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách sáo thuật cấm cố hãy phát huy